chương 431, gọi điện thoại. Thư ký hoàn á đẩy cửa lớn, từ trong bước ra. Mọi người kỳ quái ngẩng đầu lên thì thấy. Đường khả hình sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiêu tụy, cổ tay bị một khối thủy tinh cắm vào, từng giọt máu nhỏ xuống, nhanh chóng tiến vào phòng làm việc. Tiêu đồng kinh hô một tiếng, tức khắc tất cả mọi người đứng lên, vội bước về phía đường khả hình sợ hãi kêu lên, trời ạ. À! Cô mới vào phòng ăn một ngày, liền biến thành như thế này. Chuyện gì xảy ra? đường khả hình không lên tiếng trong nháy mắt ngồi vào chỗ của mình tay buông thõng xuống một bên mặc cho máu tươi đang ngỏ xuống mau 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 lấy hòm thuốc tới đây chấm than ngoặc kép tiêu đồng ngay lập tức phân phó thư ký đi lấy hòm thuốc cô thì vội nâng cổ tay khả hình lên nhìn khối thủy tinh cắm vào da thịt trắng noãn ở cổ tay kia tức khắc đau lòng nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a à? cô nói chuyện a à. đường khả hình hai mắt mờ mịt nhìn về phía ngoài cửa sổ linh hồn không biết đã bay đi đâu Ai, cô cũng thật là, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng nhìn thấy cô như vậy, cũng đã đoán được mấy phần, ngay lập tức nhận lấy hòm thuốc từ thư ký, tức giận nói, không phải đã nói với cô, mặc kệ ở nơi nào, cũng phải tự bảo vệ bảo vệ bản thân thật tốt sao. Đường khả hình không nói lời nào, cũng không biết đau. Ở cửa có tiếng vang, tiêu thư ký, tưởng tổng tài đang đến đây, dưới lầu nhân viên tiếp tân thông báo, tiêu đồng sửng sốt, nhìn về phía đường khả hình. Đường Khả Hinh hai mắt đẫm lệ, đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, thất thanh khóc lên nói: "Tôi không muốn nhìn thấy hắn. Tôi không muốn nhìn thấy hắn, tôi không muốn." Tiêu Đồng bất đắc dĩ nhìn cô một cái, đầu tiên là nhanh chóng đem mảnh thủy tinh đang cắm ở cổ tay cô gắp xuống, máu tươi lập tức phun ra, cô cầm lấy lọ thuốc khử trùng, trong nháy mắt đổ xuống. Đường Khả Hinh trên trán trong nháy mắt thấm mồ hôi lạnh, lại dường như vô cảm, chẳng biết đau. Tiêu Đồng tức khắc bôi thuốc cầm máu cầm lấy vải trắng cuốn chặt lấy cổ tay cô, lập tức quay đầu về phía phía sau nhìn đồng nghiệp nói, "Mau kêu bác sĩ." "Được, y tuyết lập tức cầm lên điện thoại." Cô tới giữ vết thương cho Khả Hinh, Tiêu Đồng trong nháy mắt đứng lên, nhường đồng nghiệp thay cô giữ vết thương, chính mình nhanh chóng đi ra ngoài, phịch một tiếng, đóng cửa lại, cũng đã nhìn thấy Tưởng Thiên lỗi dẫn Đông Anh cùng ba thư ký, khi Thế Mãnh liệt đi tới, cô tức khắc mỉm cười nhìn về phía hắn, nói "Tưởng tổng tài, việc gì khiến ngài phải đến hoàn á vậy?" khả hình đâu, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn về phía cô, trong nháy mắt hỏi. Tiêu đồng dừng lại một lúc, nhìn về phía hắn, bình tĩnh mỉm cười nói, ở bên trong. Tưởng thiên lỗi không muốn nói chuyện, tự mình tiến lên. Tiêu đồng lắc mình đứng chặn ở trước mặt của hắn, vẫn như cũng bình tĩnh mỉm cười. Tưởng thiên lỗi hai tròng mắt nheo lại, có chút không vui nhìn về phía cô. Tiêu đồng nhìn về phía tưởng thiên lỗi, tôn kính mà lễ phép giải thích nói, tưởng tổng tài, tôi không biết ngài và khả hình xảy ra chuyện gì thế nhưng tôi nghĩ phải nói với ngài tay cô ấy bị thương tâm tình cũng không tốt mặc kệ ngài muốn nói gì đây cũng không phải là thời điểm tốt không cần cô dạy tôi phải làm như thế nào tưởng thiên lỗi lại muốn tiến về phía trước tưởng tổng tài tiêu đồng sắc mặt hơi cứng lại lại vẫn như cũ mỉm cười nói ngài cũng biết tôi làm việc ở nơi này công ty hoàn á nếu đã làm việc ở đây thì phải tuân thủ quy định ở đây không được tổng giám đốc đặc biệt cho phép người ngoài nhất định không được phép tiến vào, mà Tổng Giám Đốc Trang hiện đang công tác ở nước ngoài, đã giao toàn bộ quyền quản lý cho tôi. Tưởng thiên lỗi hai tròng mắt toát ra lửa giận, nhìn về phía cô. Đông Anh để tránh phát sinh chuyện, lập tức tiến lên, nhìn tiêu đồng rồi nói, tiêu thư ký, ngài đừng hiểu lầm, Tổng Tài là biết khả hình có chút việc thương tâm, cho nên cố ý qua đây an ủi. Tiêu đồng vừa nghe, liền tức khắc cười rộ lên nói, Lưu thư ký, ngài nói như vậy là không phải rồi, bởi vì khả hình mặc dù đến phòng ăn ngự tôn là để giúp, thế nhưng cô ấy hiện tại dù sao vẫn là nhân viên hoàn á chúng tôi, thậm chí là thư ký, cho nên dù cho cô ấy đã xảy ra chuyện, chúng tôi cũng sẽ tự sắp xếp thỏa đáng, không nhọc các vị quan tâm. Tưởng thiên lỗi hai tròng mắt lạnh dần, lóe ra một tia sát khí, cả người toạt ra hơi thở điên cuồng, như muốn đánh thẳng về phía tiêu đồng. Tiêu đồng coi như không biết tiếp tục hướng tưởng thiên lỗi, mỉm cười lại nói tưởng tổng tài, tôi hiểu ngài cảm thông cho nhân viên hoàn á nhưng tổng giám đốc trang cũng biết là vậy hơn nữa thập phần thập phần cũng là thấu hiểu được cảm nhận của nhân viên nhất là khả Hinh. trong tình huống cô ấy thực sự không muốn gặp khách tôi nghĩ như vậy thì ngài nên xin chỉ thị tổng giám đốc hạ mệnh lệnh yêu cầu cô ấy cùng ngài nói chuyện tưởng thiên lỗi trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía cô trái tim tiêu đồng đập thình thịch điện thoại sáng lên ngóng tay nhẹ nhàng ấn nói chúng ta bây giờ đang ở Hoàn Á Anh Quốc Tổng Bộ Phòng làm việc. Điện thoại lập tức được kết nối. Không gian bừng tỉnh trượt lóe, phòng làm việc theo phong cách châu Âu, điện thoại trên bàn làm việc, vang lên từng hồi chuông thật uy nghiêm. Chấn động toàn bộ không gian. Tưởng thiên lỗi mắt lạnh nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của tiêu đồng, xác thực điện thoại trong phòng làm việc của trang hạo nhiên vang lên, hai tròng mắt lạnh lẽo di chuyển, liền chậm lãi xoay người rời đi. Đông Anh liếc mắt nhìn tiêu đồng một cái, cũng không nói gì quay đi. Tiêu đồng chờ mắt nhìn tưởng thiên lỗi xoay người rời đi, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, mới kết thúc cuộc gọi, đứng ở tại chỗ, nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi, lau mồ hôi trên chán. Bác sĩ lúc này mới nhanh chóng cùng hộ sĩ đi tới, nhìn về phía tiêu đồng, nói, nhân viên bị thương ở đâu. Ở bên trong, tiêu đồng thở hổn hển nói, rồi dẫn bác sĩ đi vào, nhìn thấy đường khả hình nước mắt đã khô, đang ngồi xổm dưới đất, đầu dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt, hai mắt dại ra, tay đã cầm máu, vết máu còn dính trên mặt đất, một nỗi chưa sót, đau đớn dội vào lòng, nghĩ thầm, tại sao có thể như vậy. Bác sĩ lập tức đi lên phía trước, trước cầm lấy tay Đường Khả Hinh, nhìn vết thương trên cánh tay cô, mặc dù đã khử trùng, thế nhưng vết thương vẫn bị rách ra, hắn tức thời nói, "Mau, chuẩn bị kim và chỉ khâu, còn có thuốc sát trùng." "A, à, Tiêu Đồng khẩn trương đi lên phía trước." nhìn về phía bác sĩ hỏi tại sao muốn chuẩn bị kim và chỉ khâu vết thương của cô ấy đã bị nứt ra lớn như vậy nếu như không khâu lại sẽ rất khó lành bác sĩ lập tức mở cái hộp nhỏ lấy ra kim và chỉ khâu cầm lên cái kìm nói cô ấy là phục vụ rượu cảm xúc bàn tay tương đối quan trọng cho nên để tránh đối với cô ấy có ảnh hưởng không tốt tôi sẽ không tiêm thuốc gây tê đường khả hình dựa vào ở một bên tường sắc mặt lạnh lùng không nói lời nào Tiêu đồng đau lòng tiến lên, nhìn về phía đường khả hinh, nhẹ giọng nói, khả hinh, bác sĩ. Muốn khâu lại vết thương cho cô, cô có thể có tí cảm xúc có được không? Đường khả hinh vẫn như cũ hai tròng mắt, mờ mịt, trầm mặc. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, biết cô tâm tình không tốt, liền nắm chắc thời gian, bảo hộ sĩ nắm chặt cổ tay của ả à cô, cầm lên cái kìm, hướng tới vết thương, trong nháy mắt vết thương nhiễm đỏ, máu tươi lập tức phun ra. A. À, tất cả thư ký che mắt kinh hô tiêu đồng vừa mới bắt đầu cũng không nhẫn nại nhìn sau khôi phục ý thức lần nữa nhìn đường khả hình lại thấy dường như cô ấy không biết đau sắc mặt tái nhợt nhìn về phía trước chỉ là nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống cô rốt cuộc nhịn không được nữa đau lòng gọi khả hình cô có chuyện gì thì cứ khóc lên không biết đau đây là chuyện đáng sợ thế nào đường khả hình đường khả hình nhẹ chớp mắt thân thể dường như mềm yếu vô lực lại chậm rãi lắc lắc đầu, nói, không đau. Tiêu đồng bất đắc dĩ nhìn về phía cô. Vị bác sĩ này là mới tới, không biết khả hình, liền trong khi phẫu thuật, liền ngẩng đầu nhìn về phía cô gái trước mặt, thương tiếc nói, còn nhỏ tuổi như vậy, đã xảy ra chuyện gì mà dẫn tới tới tình huống này. Đường khả hình không nói lời nào, chỉ là mặt dán tường, ngồi xổm trên mặt đất, tùy ý máu tươi chảy xuống. Bác sĩ không nói gì thêm, chuyên tâm khâu lại vết thương, đã khử trùng, bôi thuốc mỡ tốt nhất, cầm lên vải trắng, băng bó kỹ vết thương cho cô, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, nói, mau đỡ nàng đến, tìm một chỗ nằm xuống đi. Được, tiêu đồng lập tức tiến lên, cùng mọi người đỡ nàng. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm sở nhai và vài người ở phòng làm việc, nghe thấy trên lầu có chuyện, liền đi nhanh lên qua đây nhìn, cư nhiên nhìn thấy đường khả hình người cứng nhắc, ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trên người thật là nhiều máu, lập tức kêu to lên, ai nha, Tiểu kẹo của ta, này là thế nào? Đừng nói gì, mau đỡ nàng. Tiêu Đồng lập tức nhường mấy người đàn ông đến nâng cô dậy. Lâm Sở Nhai lập tức đi lên phía trước, vừa muốn ôm lấy cô, Đường Khả hình lại nhẹ nhàng một hất tay của hắn ra. Thế nào? Lâm Sở Nhai nhìn về phía cô, đau lòng hỏi. Tôi không thể nghỉ ngơi. Đường Khả hình nhẹ giọng nói. Cô không nghỉ ngơi sao được a? À? Lâm Sở Nhai lập tức muốn ôm lấy cô ta còn muốn đến chỗ của ngài Vitus. Đường khả hình rơi lệ nói. Không được, chấm than, cô đều đã như vậy, chuyện làm việc, ngừng một chút đi. Ngài Vitus bên kia, chúng ta đến đối phó. Chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai lại muốn ôm lấy cô. Nhưng, tôi nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình lại vung tay lên, nhẹ nhàng chống đỡ thân thể, muốn ngồi dậy, nhưng trong nháy mắt lại vô lực. Lâm sở nhai lại sốt ruột đỡ cô dậy, vừa muốn khuyên bảo tô lạc hành chịu không nổi lập tức đi tới kêu to ai nha cậu tránh ra tránh ra rồi đẩy lâm sở nhai nhanh chóng cúi người xuống nhẹ nhàng ôm lấy đường khả hình đi ra khỏi phòng thư ký trong nháy mắt vịt một tiếng xông vào phòng làm việc của trang hạo nhiên gió biển trong nháy mắt thổi tới trong phòng làm việc màu tím máy say gió tức khắc xoay tròn tô lạc hành yêu thương đem đường khả hình đặt ở trên sofa mới nhẹ nhàng nhìn về phía cô, nói, nghỉ ngơi một chút đi. Cho dù muốn nghỉ ngơi, cũng phải tìm cách nghỉ ngơi cho thoải mái, quên lời lão đại nói rồi sao. Đường khả hình nằm trên ghế salon, nhìn màu tím kia máy say gió, vui vẻ xoay tròn, nước mắt tuân rơi, thân thể co quắp một trận, đột nhiên hoa một tiếng, đau lòng khóc lên. Lâm sở nhai mấy người, còn có tiêu đồng bất đắc dĩ nhìn về phía cô thống khổ mà khóc, cũng không khỏi đau lòng thở dài một hơi có muốn nói với lão đại một tiếng hay không a? À? Tào Anh Kiệt đột nhiên nói một câu. Chương 432, nước Anh. Anh quốc. Quán rượu Thánh Đạt. Tiệc rượu xa hoa, quyền quý. Hôm nay là bữa tiệc kỷ niệm 50 năm ngày cưới của vợ chồng Sử Mật An, sao sao, khách mời đến từ khắp nơi trên thế giới, sôi nổi, nhộn nhịp nâng chén chúc mừng, mỉm cười, sàn nhảy ở đầu bên kia, 10 người đẹp được mời đang nhẹ nhàng khiêu vũ sao sao mình cũng chắc là có phải tên NV hay không tại mình chưa đọc hết chuyện. Mong các bạn góp ý. Ở một góc đoàn người mặc Âu phục đen sang trọng, truyền đến cuộc nói chuyện thú vị của bọn họ. Một trong số đó có người đàn ông Anh quốc tao nhã, lịch sự, mặc Âu phục đen, phối hợp với nơ màu đen, tay bưng một ly Edinburgh 1993, trên mặt nở nụ cười yêu nhã, nhưng lại có một chút bất đắc dĩ nói, tất cả phụ nữ cũng không biết, kim cương chẳng qua là một hợp chất của than mà thôi, nó thậm chí còn dễ kiếm hơn so với hồng ngọc, thế nhưng mà tất cả kim cương trên thế giới này lại bị người của đất nước Bill hoàn toàn chiếm đoạt rồi. Còn nói dối với toàn thể phụ nữ trên thế giới, cũng không biết bọn họ cất chữ một núi kim cương như thế để làm gì, lại chỉ tung ra thị trường quốc tế một số ít kim cương như vậy. Tôi ngày đó, chính là nói phu nhân của mình như vậy mà cô ấy đúng ba ngày không để ý tới tôi, bởi vì cô ấy vừa mua vào một viên kim cương giá trị bằng 30 vạn, ngôi sao hải dương. Cả đám đàn ông xung quanh lại được một trận cười sảng khoái. Trang Hạo Nhiên mặc Âu phục màu đen, sơ mi trong màu lam, cổ thắt một chiếc nơ màu trắng trang nhã, đầy khí phách, đứng trong đám người, chỉ cần một cái giơ tay nhấc chân, cũng phong độ, quý tộc như vậy. Nhiều ngày không về nước, sau khi trở về, được các mỹ nữ, các vị tiểu thư vây quanh, tay nâng ly rượu đế khang 1999 đầy quyến rũ, nhẹ nhàng thưởng thức. Hạo Nhiên, một vị khách Nhật Bản hướng về phía trang hạo nhiên bước tới dùng tiếng anh lưu loát mỉm cười nói nghe nói cậu ở nhật bản mua một hòn đảo nhỏ thế nào muốn ở nhật bản của tôi mở rộng thị xô làm sao anh biết trang hạo nhiên nhìn về phía người đàn ông mới tới mỉm cười nói tại sao tôi lại không thể biết người đàn ông cười nói ngày đó tôi cùng với quan chức của bộ ngoại giao ăn cơm trong lúc vô tình có đề cập đến chuyện này xem ra thế giới này không có gì là bí mật a à. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói: "Gần đây cổ phiếu của công ty Hoàn Á các anh đang rất giá thảm hại, hình như là bị ảnh hưởng không tốt bởi mấy tờ báo lá cải, sao không thấy anh ra mặt vậy?" Người đàn ông nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đầy hứng thú cười hỏi. Trang Hạo Nhiên khẽ cười, nhẹ xoay tròn ly thủy tinh trong tay, quan sát chất lỏng màu đỏ trong ly rượu, trong mắt lóe lên một tia sáng, nói: "Trên thế giới này, việc gì cũng có hai mặt của nó, lúc này có xảy ra chuyện không tốt khi khác nhất định sẽ có vô số cơ hội cùng hy vọng. Lúc này, mọi người đều trầm mặc rồi nâng ly hướng về phía hắn. Trang hạo nhiên nhìn về phía mọi người, bỗng thả lỏng cười, nói, nếu báo có viết gì không tốt, tôi sẽ cố gắng làm sáng tỏ bằng mọi cách, nói không chừng lúc ấy còn cần mọi người giúp đỡ một tay. Mọi người lại lần nữa bội phục cười rộ lên. Nhưng tôi lại thích tại thời điểm mà người khác làm việc, cho hắn để lại dấu vết. Đây mới thật sự là thứ tốt trang hạo nhiên bỗng cười nâng chén nói mặc dù không hiểu mọi người lại cùng nhau nâng chén nói câu cụng ly đinh một tiếng mọi người cùng nhau đụng ly đang nói chuyện gì thế cố di mặc váy dài lộ ngực hai tay quấn lấy tay trang hạo nhiên ngửa gương mặt đầy quyến rũ nhìn về phía hắn trang hạo nhiên cúi đầu ôn nhu nhìn về phía cô tình cảm nói đang nói chuyện về phụ nữ ồ nói em nghe một chút Cố Di lấy một ly rượu đỏ từ nhân viên phục vụ, dơ lên hướng mấy vị xung quanh. Mọi người cũng cùng nhau hướng về phía cô nâng chén, lễ phép đáp lại. Đang nói chuyện phụ nữ mua kim cương, chẳng qua cũng chỉ là mua một hợp chất của than mà thôi, Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. Cố Di thu lại sắc mặt vui vẻ. Mọi người lại lần nữa cười rộ lên. Nào, cùng em khiêu vũ. Cố Di thoáng cái kéo Trang Hạo Nhiên rời khỏi mấy người đàn ông xấu xa, hướng về phía sàn nhảy đi tới trang hạo nhiên mỉm cười đem ly rượu giao cho nhân viên phục vụ cố di cũng để ly rượu xuống vươn hai tay nhẹ kéo cổ của hắn ngửa mặt đầy say mê nhìn về phía hắn trang hạo nhiên cũng nhẹ kéo hông của cô đặt tay lên rồi nhìn về phía cô còn bao lâu nữa hả cố di nhìn về phía hắn đột nhiên yêu kiều hỏi hử trang hạo nhiên không rõ nhìn về phía cô cùng cô nhẹ nhàng tiến về phía giữa sàn nhảy còn muốn em chờ bao lâu nữa thì mới kết hôn, sinh con đây?" Cố Di nhìn về phía hắn, dụ hoặc hỏi. Trang Hạo Nhiên dương cười rộ lên, nói, "Như em nói, là muốn gả cho tôi, hử?" "Đương nhiên, người ta vẫn đang đợi anh nha. Trên thế giới này sẽ chẳng có ai xứng đôi với anh, ngoài em cả." Cố Di đầy tự tin nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đắc ý cười. "Ừ." Trang Hạo Nhiên chỉ thản nhiên trả lời cô. Nói thật, anh không có khả năng cả đời chỉ yêu một người đi. Không muốn muốn làm người cha ghẻ. Không được, em phải sinh con cho anh. Cố Di lại ôm chặt cổ của hắn, kiếng chân, muốn hôn hắn. Di động vang lên. Trang hạo nhiên tức khắc buông cô ra, cười cười, liền lấy điện thoại di động ra, ấn nút nghe, alo một tiếng. Điện thoại bị cắt đứt. Hắn sừng sốt, cầm lấy di động, thấy là điện thoại của Lâm Sở Nhai, đang suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra không gian lại trong nháy mắt thoáng qua. Lâm sở nhai bất đắc dĩ nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình ngồi ở trên ghế sofa, sắc mặt tái nhợt, nước mắt tuân rơi nhìn về phía hắn, trong tay nắm chặt lấy điện thoại di động. Khả hình, tiêu đồng gọi nhỏ. Đường khả hình tiêu tụy vô lực, mệt mỏi nắm lấy di động, ôm vào trong ngực, yên lặng rơi lệ nói, nước anh bên kia. Bây giờ hẳn là buổi tối đi. Ừ, lâm sở nhai ngây ngốc trả lời cô đừng làm phiền anh ấy nỗi đau của em không cần anh ấy phải gánh chịu nước mắt đường khả hinh lại rơi xuống khả hinh tô lạc hành nhìn thấy cô bộ dáng yếu đuối như vậy an ủi khuyên bảo nói em phải hiểu được tổng giám đốc cậu ấy mặc dù người ở anh quốc thế nhưng tôi tin tưởng cậu ấy vẫn luôn rất quan tâm em nhìn em thương tâm như vậy biết đâu em và cậu ấy nói chuyện có thể sẽ tốt hơn đúng không em không sao đường khả hinh nắm chặt điện thoại nhìn về phía tô lạc hành Hỏi anh cảm thấy em thì có thể có chuyện gì được. Mọi người cùng nhau nhìn về phía cô, không nói gì. Đường khả hình kiên cường lau đi nước mắt, lại vẫn như cú ôm chặt điện thoại, tựa như phải đem nó bao bọc thật kỹ, mới nghẹn ngào nói, việc của em, chính em sẽ tự gánh chịu. Nếu như em chuyện gì cũng dựa dẫm vào anh ấy, một ngày nào đó, rồi anh ấy cũng chán ghét em. Mặc dù có khả năng là anh ý đã chán ghét em, nếu không cũng sẽ không đi rồi, mà không liên lạc lại với em. Khả Hinh, Tiêu Đồng một trận đau lòng nhìn về phía cô mà gọi. Từ nay về sau, cuộc sống của em, em nghĩ sẽ tự mình bước đi. Nếu như mọi người thực sự quan tâm tới em, hãy đáp ứng em. Xin đừng quấy rầy anh ấy. Cầu xin mọi người. Đường Khả Hinh nhìn về phía bọn họ, thật tình nói. Mọi người trầm mặc không nói gì. Đường Khả Hinh nhìn về phía mọi người, hiểu được mọi người đã đáp ứng, liền mới nhẹ nhàng đem điện thoại giao cho Lâm Sở nhai. Lâm sở nhai trầm mặc nhận lấy. Đường khả Hinh nhẹ nhàng đứng lên, muốn đi ra ngoài. Em lại muốn đi nơi nào hả? Tiêu đồng đau lòng nhìn về phía cô. Đến chỗ của ngài Vitus, đường khả Hinh lại nhàn nhạt nói. Em không thể nghỉ ngơi một ngày sao? Tiêu đồng sốt ruột hỏi. Nghỉ ngơi làm cái gì? Đường khả Hinh lau khô nước mắt, nói nghỉ ngơi một ngày, sẽ bị trừ một ngày tiền lương. Dù cho trên trái đất này không có người nào muốn ăn cơm, Huống chi, em còn muốn đi làm việc quan trọng của mình. Lúc này cô bước từng bước vô lực đi ra ngoài, trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh ba ba trông mong. Mọi người đứng ở bên trong phòng làm việc, nhìn về phía thân hình tiêu tụy của Đường Khả Hinh, từng chút đi ra phòng làm việc, cuối cùng chẳng biết làm thế nào đóng cửa lại. Cái này thì phải làm sao a? À? Tô Lạc Hành có chút không để ý nói, đợi một lát, cô ấy ra, vạn nhất lại. Gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ? Chính là thế, cậu xem cô ấy như vậy, trong nháy mắt liền muốn té xỉu. Tào Anh Kiệt lại lo lắng nói. Để cô ấy đi, Tiêu Đồng lại nói. Mọi người cùng nhau nhìn về phía cô. Tiêu Đồng nhớ tới đường Khả Hinh vừa khâu vết thương lúc nãy, cư nhiên tuyệt đối không biết đau, liền thở dài, nói cô ấy hiện tại chỉ còn lựa chọn này, hãy để cô ấy tự quyết định đi. Nếu không, cô ấy còn có thể làm gì? Mỗi người lâm vào trầm mặc. Đúng lúc này di động lại vang lên. Lâm sở nhai cầm di động lên, vô lực ấn kết nối, đáp, alo. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bên kia giọng nói trang hạo nhiên truyền đến. Lâm sở nhai đầu vừa ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Mấy người tô lạc hành nhìn về phía hắn, nhìn ánh mắt này cũng biết là điện thoại của trang hạo nhiên, liền tức khắc khẩn trương nhìn hắn, xem hắn định nói như thế nào. À, lâm sở nhai sửng sốt một hồi, mới cười nói, không có việc gì đâu. Nhớ tới anh thôi. Trang hạo nhiên cầm di động, một tay ấn túi quần, vẻ mặt tiêu sái cười nói cái gì? Nghĩ đến tôi, gọi điện thoại cho tôi. Đúng vậy, anh không thích à? Lâm sở nhai nói với hắn. Muốn cút khỏi Hoàn Á rồi phải không? Trang hạo nhiên quát nhẹ, trong nháy mắt cúp điện thoại, xoay người vừa muốn đi vào bên trong, hai tròng mắt lại hiện lên một vẻ nghi hoặc. Dưới sảnh lớn, Vitus lại lần nữa đưa đường khả hình tiến vào phòng rượu. Đường khả hình thần sắc bình tĩnh đi vào, nhìn về phía bình rượu đỏ, dưới ánh đèn, lóe ra màu sắc say lòng người, cô liền cứ như vậy im lặng nhìn. Vitus lần nữa cầm lên một chai rượu đỏ gần tới 120 năm, trong nháy mắt mở ra, lại bắt đầu tỉnh rượu. Một trận mùi hương, tựa như ảo mộng thoáng lan tỏa toàn bộ không gian. Đường khả hình ngẩng đầu, hai mắt ôn nhu khé chấp, dường như thấy hương thơm nhẹ nhẹ say lòng người, giống như luyến tiếc vây quanh chính mình vậy dường như nhìn thấy những rượu kia tình cảm nồng nàn, trôn giấu theo thời gian, như vậy bất đắc dĩ cũng tan nát cõi lòng. Vitus quay mặt sang, hai mắt nhìn về phía cô. Đường khả hình trong lúc mệt mỏi, thấy được một chút rượu đỏ, cả người dường như nhẹ bấng, không biết tâm tư đặt ở nơi nào. Vitus trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh rượu, cầm lên chén rượu màu hồng phấn, rót một chén, đưa về phía đường khả hình, nói, gặp phải chuyện thương tâm sao. Ừ, đường khả hình đáp nhẹ, tiếp nhận chén rượu có bao nhiêu đau đớn vitus hỏi không có cảm giác đường khả hình sắc mặt tái nhợt yếu ớt nói cụng ly vitus nhìn về phía cô nâng chén đường khả hình cũng yếu ớt nâng chén tâm tình yên tĩnh đáng sợ chính là vậy sao vitus lại cười nói ừ đường khả hình nhẹ nhàng ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía hắn tiếp nhận cái chén chính là muốn có loại trạng thái này chấm ngoặc kép Vitus hài lòng nói. A, à, đường khả hình không rõ nhìn về phía hắn, hỏi trạng thái gì. Vitus nhìn về phía đường khả hình, cười nói, buông thả chính mình, bình tĩnh chính mình, không e ngại, không cần tỏ ra kiên cường, không mong đợi, mới có thể làm cho rượu đỏ, sản sinh ra từng cung bậc cảm xúc. Đường khả hình hai mắt sáng ngời. chương 433, có lời gì thì nói rõ ràng. Cạn ly, chấm than ngoặc kép, Vitus nhìn đường khả hình, mỉm cười nói, bài học thứ nhất của cô đã xong. Nước mắt đường khả hình rơi xuống. Vitus nhìn đường khả hình rơi nước mắt, nói khóc đi. Đường khả hình nghi ngờ nhìn ông. Hoặc lau khô nước mắt, Vitus nói nhanh. Đường khả hình không hiểu. Vitus nhìn đường khả hình mỉm cười nói, nếu như cô xem mình là một ảo thuật gia, sẽ phải che giấu mình. Nếu như cô xem mình là một nghệ thuật gia, sẽ phải phát huy mình. Cô muốn lựa chọn loại nào? Đường khả hình cúi đầu xuống suy nghĩ một chút, mới ngẩng đầu lên, nhìn Vitus, hỏi chuyên gia hầu rượu là ảo thuật gia hay nghệ thuật gia. Vitus thờ ơ cười nói, đều được. Vậy ngài là, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn ông, nhẹ nhàng hỏi. Vitus nhìn đường khả hình thật sâu, suy nghĩ một chút, nói, nghệ thuật gia. Đường khả hình nghe lời này, đột nhiên mỉm cười, dịu dàng nói, vậy tôi. Làm ảo thuật gia thôi. Vitus chớp mắt, nhìn cô chăm chú. Đường khả hình lại vô thức lộ ra nụ cười ngọt ngào, cho dù trong mắt có lệ. Tốt, cô là thứ hai, lúc tôi dạy học lại muốn làm ảo thuật ra, chúc mừng cô. Vitus mỉm cười nâng ly, nói. Đường khả hình cũng khẽ mỉm cười, nâng ly, hỏi, người thứ nhất là người nào? Hạo nhiên, hai mắt Vitus xét lạnh, nói. Đường khả hình sửng sốt ngẩng đầu nhìn Vitus. Vitus lại giơ tay lên, nhìn cô, nhanh chóng chỉ nói, quên mới vừa dạy dỗ. Buông lòng chính mình, đường khả hình sướng sờ, lúc trước tâm trạng vẫn kích động, nhưng bởi vì nhìn thấy ánh sáng sắc bén trong mắt Vitus, để cho tâm trạng của mình tận lực bình tĩnh, không ngờ sau đó, phát hiện bên trong thân thể, sinh ra một loại biến hóa về chất, dâng lên một cảm giác yên tĩnh, thật yên tĩnh, thật yên tĩnh, thậm chí cô có thể cảm thấy trong cơ thể chứa đựng một mặt biển rộng yên tĩnh, thật sâu thật sâu. Cô có chút vui mừng ngẩng đầu lên nhìn Vitus có cảm giác bên trong thân thể sinh ra ma pháp hay không? Hai mắt Vitas chợt lẽ, nhìn cô, lộ ra nụ cười hỏi. Đường khả hình nhìn ông, đột nhiên mỉm cười, có chút cảm động nói, giống như che giấu lực lượng thật lớn. Đây chính là sau khi cô dũng cảm quyết định, thượng đế ban thưởng cho cô. Vitus lại nâng ly, nhìn đường khả hình, nói cạn ly đi, giải rượu cũng sắp qua. Cạn ly, chấm ngoặc kép, đường khả hình chậm rãi dơ ly, cô cũng không biết, trong tròng mắt mình đã chứa đựng vẻ khác lạ. Hai người cùng ly với nhau, đinh một tiếng. Hai người đồng thời xoay tròn 360 độ, sau đó theo bản năng cúi xuống, người một cái, trong đó tản ra mùi hoa quýt, hoa đinh hương, thậm chí có mùi hoa phấn, lại xoay tròn một vòng nữa, chờ đón mùi hoa hồng, hoa hồng đỏ, rồi đến hoa hồng xanh. Cô có chút vui vẻ nở nụ cười, cùng Vitus cúi đầu, nhẹ ngửi mùi vị tiếp theo ẩn nấp trong đó. Bình tĩnh, Vitus ra lệnh cho cô. Đường khả Hinh khẽ gật đầu, lại bình ổn cảm xúc, cùng thầy giáo uống một ngụm rượu, trước hết để cho rượu đỏ ngủ say trăm năm, chảy vào mỗi nơi trong khoang miệng, cảm giác mùi sô-cô-la, than gỗ, từ trong khoang miệng mãnh liệt lan ra, sắp xông vào đầu của cô, cô lập tức nhắm hai mắt, khẽ mở đôi môi, hít hơi, nhất thời cảm giác có mùi vị muối biển trùng trùng điệp điệp lao thẳng tới, làm cho cô lập tức chống đỡ không được, phụt một tiếng, phun dịch rượu ra lao thẳng trên người của Vitus. Vitus bất đắc dĩ nhìn cô. Khủ, khủ, khủ khủ khủ, chấm ngoặc kép, đường khả hình cầm ly rượu, đứng ở một bên, bị sặc không thở nổi. Đồ vô dụng, Vitus lập tức xoay người, nhanh chóng đi ra kho rượu. Vitus, tôi không phải cố ý, đường khả hình mới vừa muốn theo đuổi. Vitus lại xoay người, nhanh chóng ném cho cô bình giải rượu đựng rượu đỏ trăm năm. A, à, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lập tức nhận lấy, ôm chai rượu đỏ, tim gan run sợ nhìn ông. Cầm nó, đi tìm người trong lòng của cô, vui vẻ uống hết đi. Chấm ngoặc kép, tiếng của Vitus từ đầu kia truyền đến. Tìm, tìm ai, đường khả hình đột nhiên sững sờ, nhìn ông kêu to. Tùy tiện, tiếng Vitus hoàn toàn biến mất rồi. Đây chính là rượu đỏ 120 năm. Chấm ngoặc kép, đường khả hình kêu to, mới muốn đi ra ngoài, không ngờ cửa đã đóng lại. Cô liều mảng vỗ, kêu to, này, mở cửa mở cửa không lâu phòng làm việc của lauren có người gõ nhẹ cửa ông ngẩng đầu lên đã thấy đường khả hình tay cầm một chai rượu đỏ đi tới cười có chút ngượng ngùng nhìn ông lauren cũng nhìn cô một cái khẽ mỉm cười hai cái ly uống rượu đặt ở trước bàn làm việc đường khả hình vừa rót rượu đỏ vừa có chút ngượng ngùng cười nói vitus tiên sinh nói tôi mang chai rượu này đi tìm một người cùng người đó vui vẻ uống hết tôi không nghĩ tới người nào, không thể làm gì khác hơn là tìm ngài rồi. Ngượng ngùng. Lauren lấy mắt kính xuống, nhìn đường khả hình vẫn hết sức cẩn thận rót rượu, chỉ ngửi mùi rượu kia một cái, liền cười nói, cô phải tin tưởng, Vitus tiên sinh là một người yêu rượu. Vâng, đường khả hình lại rót một ly rượu khác. Cho nên ông ấy sẽ không cầm một chai côn ti 120 năm nói đùa với cô. Vậy, chấm ngoặc kép, đường khả hình dừng lại, sững sờ nhìn Lauren, thân thể nhất thời nhẹ nhàng. Cái này, chỉ là một chai lá pi Cabernet Bét gần 8 năm bị thất bại. Ông ấy thu mua 120 bình, lừa được 119 học trò, chỉ có tổng giám đốc trang phát hiện ra. Chấm ngoặc kép, Lauren cười nói. Chấm ngoặc kép, đường khả hình trước mắt, nhanh trí nói, khó trách mới vừa rồi tôi cảm thấy kỳ lạ, luôn có mùi trao. Lauren không nói nhìn đứa bé này, nói phải hiểu được nhận thua vẻ mặt đường khả hình đau khổ, giơ rượu đỏ trong tay, đột nhiên bật khóc ô ô nói lừa gạt ha 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 chấm ngoặc kép lauren ngửa mặt nở nụ cười đường khả hình lập tức nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch cuối cùng thở một hơi kêu to a a a lúc hoàng hôn đường khả hình vẫn ôm bình giải rượu giống như rượu đỏ trăm năm vẻ mặt ảo não đi trở về đại sảnh á châu lúc này mới nhìn thấy vô số đồng nghiệp ở phía đối diện cô chỉ chỉ chó chó cô sững sờ mới nhớ tới hôm nay ồn ào với tưởng thiên lỗi, đoán chừng mọi người đều biết, lòng của cô căng thẳng, hai mắt chợt lóe, nhất thời phát hiện mình đã rơi vào tin nhảm, trái tim có chút yếu ớt. Hai tay nắm chặt bình giải rượu trong tay, nhớ tới Vitus nói, ảo thuật gia hay nghệ thuật gia. Tôi, muốn làm ảo thuật gia, chấm than ngoặc kép, đường khả hình ngẩng mặt lên, từng bước từng bước đi về trước, ném tất cả mọi chuyện sau ót. Xin tin tưởng, thành công thật phải trải qua rất nhiều khảo nghiệm. Đường khả hình mới vừa muốn đi về phía thang máy, cũng đã nghe được có người nói, cô chính là kẻ thứ ba của Tổng Giám Đốc Tường. Trong đầu nổ tung, cảm xúc rốt cuộc vào lúc này bộc phát vô số tin đồn. Sắc mặt của cô trắng bệch, hai mắt nhanh chóng xoay tròn, đi qua đám người, tất cả bọn họ đều đang nhìn về phía mình, chỉ chỉ chó chó, thậm chí có tân khách và các danh viện nhìn cô, nói khẽ hôm nay ở trên tin tức thấy được, cô ấy chính là người thừa dịp vợ chưa cưới của người ta ra khỏi nước quyến rũ chồng chưa cưới của người ta. Nghe nói người vợ chưa cưới đã trở lại. Sắc mặt của đường khả hình lạnh lẽo, nghe lời này, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Đường khả hình, chấm than ngoặc kép, có người ở giữa đại sảnh, lạnh lùng gọi cô. Cô nhanh chóng dừng thân, quay đầu. Nhậm tử hiền mặc váy dài cúp ngực màu đỏ, bên ngoài khoác lông thú trắng tinh, tóc trên trán vén lên thật cao, búi tóc thật cao, đeo vòng bạc cực lớn, nắm chặt túi sách sanen, tức giận đi về phía đường khả hình, nhanh chóng đi tới trước mặt cô, vung tay lên, chát một tiếng, tát mạnh một bà tai trên mặt cô, kêu to, dám yêu đàn ông của tôi. Đường khả hình lệch mặt, trong chớp mắt, hai mắt lóe lên, lập tức cắn răng, vung tay lên tát mạnh trên mặt của nhậm tử hiền. Chát, một âm thanh vang lên, khiếp sợ cả đại sảnh. chương 434, Hoàng tử và công chúa. Nhậm tử hiền chợt khiếp sợ quay đầu, nhìn đường khả hình, kêu to cô đánh tôi tại sao chị đánh tôi đường khả hình tức giận nhìn cô hỏi cô dám yêu đàn ông của tôi cô không đáng đánh sao ở trước mắt bao người nhậm tử hiền nhìn đường khả hình tức giận nói đường khả hình cười lạnh nhìn nhậm tử hiền tức giận cao giọng nói tôi không yêu đàn ông của chị mời nhanh chóng dẫn anh ấy đi mời nhanh chóng cùng anh ấy đơm hoa kết trái tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhậm tử hiền lập tức im lặng nhìn cô Đường khả hình cắn giam nhìn nhầm tử hiền, lại lửa giận ngút trời nói, lần sau nếu như chị còn dám ra tay với tôi, đừng trách tôi không khách khí. Cô nói xong, nhanh chóng xoay người, hai mắt nổi lệ, theo bản năng nắm chặt quả đấm, bước nhanh đi về phía trước. Nhậm tử hiền nhìn bóng lưng cô đi xa dần, chợt nhíu mày nói, tôi cảnh cáo cô, lời của cô nói hôm nay, tôi nhớ ở trong lòng, nhưng nếu như có một ngày, cô gặp mặt anh ấy, vạn kiếm xuyên tâm, không chết được tử tế, đường khả hình cười lạnh tiếp tục đi về phía trước nói thu hồi cái miệng ác độc của chị đi nếu như chị thật là chúa tể của số mạng bi thảm như vậy mời chị cứu rỗi mình trước tôi không cần chị chõ miệng vào tương lai của tôi cửa thang máy mở ra cô bước nhanh vào xoay người nhìn nhậm tử hiền hai mắt nổi lệ nhậm tử hiền đứng ở trong hành lang cũng nhìn cô vẻ mặt lộ ra cứng ngắc cửa thang máy chậm rãi đóng lại cả người đường khả hình ngã trên mặt sàn Nhớ tới cái bạt tai tay mới vừa rồi của Nhậm Tử Hiên, trong lòng chợt đau xót, vươn tay xoa nhẹ đau rát trên mặt, đột nhiên cười khổ một tiếng, hiểu rõ có ngày hôm nay là mình nên chịu, bởi vì cô tin câu kia cho anh một chút thời gian. Chấm. Văn phòng tổng giám đốc. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trước bàn làm việc, trong chớp mắt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Đông Anh, hỏi cái gì? Đông Anh lo lắng nói với Tưởng Thiên Lỗi, Nhậm tiểu thư trở về, mới vừa rồi đang ở dưới lầu tát khả hình một bà tay, lúc ấy giống như hai người dùng beng. Vẻ mặt của tưởng thiên lỗi lập tức cứng ngắc, nghĩ tới khả hình chịu một bà tay, trong lòng đau nhói, lập tức đứng lên, vừa muốn nắm tay trang, muốn đi nhìn đường khả hình. Phịch, cửa phịch một tiếng, đẩy ra. Nhậm tử hiền khí thế hừng hực, nắm túi sách tiến vào, đè nén lửa giận, ánh mắt lạnh nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cũng liếc mắt nhìn cô. Đông Anh nhìn hai người bọn họ người một cái, lập tức khẽ gật đầu xoay người đi khỏi nhẹ nhàng đóng cửa lại tại sao vừa trở về liền đánh người tưởng thiên lỗi nhìn nhậm tử hiền giọng thức tối lập tức đứng lên đi tới trước mặt cô gầm nhẹ nhậm tử hiền nhìn chồng chưa cưới đã lâu không gặp mặt anh mặc tây trang màu đen áo sơ mi màu đen cổ áo mở ra cổ áo trước đeo cà vạt màu đen viền bạc khí thế nghiêm nghị đứng ở trước mặt của mình phát ra mùi nước hoa đàn ông vẻ mặt nguội lạnh nhìn mình hai mắt của cô hiện lên nước mắt nói, em đã trở về. Tưởng thiên lỗi cao mày nhìn cô. Nhậm tử hiền nhìn tưởng thiên lỗi, ép buộc mình bình tĩnh nói, em đi Provon. Nơi đó, tương lai chúng ta kết hôn, em muốn đi hưởng trang mật nơi đó. Tưởng thiên lỗi quay mặt đi, không nhìn cô. Nhậm tử hiền nhìn vẻ mặt anh lạnh nhạt, tiếp tục nói, em thừa dịp trong khoảng thời gian này, thiết kế một hơi 36 mẫu áo cưới thật tươi đẹp hạnh phúc, mỗi mẫu cũng dốc hết tình yêu và mơ ước của em để thiết kế tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng em còn đi tiệm áo cưới hoàng gia anh lúc ấy chúng ta ở tại nước anh chấm ngoặc kép nhầm tử hiền nhìn anh nói tưởng thiên lỗi không để ý tới cô kỹ sư thiết kế của tiệm áo cưới kia vẫn còn mới vừa thiết kế một áo cưới thật đẹp hỏi em có muốn thử một chút hay không em thử rồi em giống như một cô gái bình thường thử như vậy chấm ngoặc kép, nhầm tử hiền cảm giác đột nhiên toàn thân rã rời, nhìn anh, nước mắt rơi xuống, giống như đặt mình trong mùa đông giá rét, gặp được băng hẳn nhất, nói, lúc ấy. Em tự nói với mình, em, một lần cuối cùng em mang theo tình yêu của chính mình, mang theo một chút hy vọng cuối cùng cùng anh, ở trong khoảng thời gian ngắn, sau khi chúng ta kết hôn đi khắp nơi, muốn đi đến nơi hưởng trăng mật. Sau đó sẽ trở về nói chia tay với anh. Tưởng thiên lỗi chậm rãi quay đầu, nhìn cô nhầm tử hiền giống như rất rét lạnh bị kích suy sụp ngồi xổm trên mặt sàn sắc mặt tái nhợt hai mắt nhanh chóng xoay tròn mới sâu kín nói nhưng em thử chiếc áo cưới ở tiệm áo cưới đó tua gen xinh đẹp đuôi váy thật dài em bị đánh bại rồi em không thể chia tay em nằm mơ đêm đó mặc chiếc áo cưới đó chân trần đi ở đầu đường nước anh muốn lên máy bay trở lại muốn mau sớm nhìn thấy anh muốn gặp được anh ngay lập tức muốn nói với anh nếu như không chia tay em có thể quỳ xuống văn anh tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nhìn cô nhậm tử hiền ngồi xổm trên mặt sàn nước mắt chảy xuống ngẩng mặt lên nhìn tưởng thiên lỗi nghẹn ngào nói em mặc áo cưới này đi lên máy bay từ ngoài cửa sổ nhìn thấy vầng trăng kia thật tròn em lại khóc thật đau lòng em cố giả bộ kiên cường nhiều năm như vậy là tình yêu đánh tan ngụy trang của em rõ ràng em rất yêu anh rõ ràng em rất cần anh mặc kệ anh đẩy em vào biển lửa em đều chấp nhận chịu đựng. Chỉ cần không chia tay. Anh muốn mãi mãi ở chung một chỗ với đường khả hinh. Tưởng thiên lỗi nhanh chóng nhìn nhầm tử hiền, kiên định nói. Sắc mặt của nhầm tử hiền ngưng tụ, nhìn anh. Tưởng thiên lỗi nhìn tử hiền, lại khẳng định mà kiên quyết nói, anh muốn mãi mãi ở chung một chỗ với cô ấy, giống như cái em kiên định muốn cùng anh ở chung một chỗ. Nước mắt chảy xuống, cô vẫn sâu kín nhìn anh. Tưởng thiên lỗi cúi đầu nhìn nhầm tử hiền, thật lòng nói, Tử Hiền, chúng ta chia tay thôi. Anh sẽ không ở cùng một chỗ với em. Một phút cơ hội cũng sẽ không cho đem nữa. Mặc dù tương lai anh chỉ là một thân một mình, anh cũng sẽ không ở cùng một chỗ với em. Tại sao anh không yêu em? Chấm ngoặc kép, Nhậm Tử Hiền nhìn anh, sâu kín hỏi. Đây chính là vấn đề của em. Chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, đau lòng nói, em cảm giác anh sẽ không yêu em, mà Đường Khả Hinh vẫn cảm thấy anh sẽ yêu cô ấy. Nhậm Tử Hiền ngã trên mặt sàn, ngẩng đầu lên, không thể tin nổi nhìn anh, nói, "Nhưng cô ấy nói không yêu anh." Anh đột nhiên mới hiểu được, tình yêu không phải chuyện hai người, là chuyện một người. Chấm ngoặc kép, hai mắt Tưởng Thiên Lỗi xẹt qua một chút đau đau. Chấm ngoặc kép, "Cô ấy có yêu anh hay không, là chuyện của cô ấy. Anh có yêu cô ấy hay không, là chuyện của anh." Trái tim ầm một tiếng, vỡ vụn. Nước mắt Nhậm Tử Hiền lại lăn xuống, nói Tưởng Thiên Lỗi không nên đối với em như vậy em chờ được như mạt nhưng không chờ được đường khả hinh bởi vì cô ấy sẽ sống rất tốt cho nên em không cần chờ đợi tưởng thiên lối quyết định nói em trở lại vừa đúng lúc bởi vì ngày mai anh sắp tuyên bố chúng ta hủy bỏ hôn ước cái gì chấm ngoặc kép nhậm tử hiền không thể tin nổi nhìn anh kêu to hủy bỏ hôn ước hủy bỏ hôn ước anh dám gia đình hai chúng ta ký mua hòn đảo nhỏ hợp tác khai thác anh tự động buông tha đầu tư 1,1 tỷ. Toàn bộ thuộc về nhà họ nhậm em, coi như là trả phần tình cảm anh nợ em, tưởng thiên lỗi cứng rắn nói. Nhậm tử hiền chợt đứng lên, nhìn tưởng thiên lỗi sụp đổ kêu to, tại sao anh lại muốn đối xử với em như vậy? Anh biết em yêu anh bao nhiêu sao? Tại sao anh lại muốn đối xử với em như vậy? Tưởng thiên lỗi nắm chặt quả đấm, vẻ mặt nguội lạnh, hai mắt lại xẹt qua một chút đau lòng, nói trái tim. Đã từng chia cho hai người, trái tim anh rất đau. Anh không muốn đau nữa, hãy để cho anh ích kỷ một lần, cứu vớt bản thân anh. Nhậm Tử Hiền đau lòng nhìn anh. Bóng dáng của Tưởng Thiên lỗi nhất thời lộ ra rất cô đơn, đúng vậy, trái tim đã từng chia cho hai người, trái tim anh rất đau. Không gian yên tĩnh, rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng thở dốc. Nhậm Tử Hiền đau toàn thân lạnh run, nhưng bởi vì nghe được người đàn ông nói, trái tim anh rất đau, cô mềm lòng cũng không nói ra lời, nước mắt từng viên lăn xuống. Tiếng nức nở, nhẹ nhàng truyền đến. Nhậm tử hiền đứng bên cạnh anh, cúi đầu, khóc nhỏ, khóc nhỏ. Chấm. Hai mắt tưởng thiên lỗi nổi lên hơi nước, nắm chặt quả đấm, nhất thời buông ra, cố nén khổ sở và lo âu vào đáy lòng trong nhiều ngày qua, vươn tay nhẹ nhàng ôm nhậm tử hiền vào trong lòng, cúi xuống. Nhẹ nhàng hôn mái tóc cô, thật lòng xin lỗi nói, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, anh không thể yêu em thật xin lỗi. Nhậm tử hiền tựa vào trong ngực tưởng thiên lỗi, lần đầu tiên giống như cô gái nhỏ, mặt dính vào trước lồng ngực của anh, hưởng thụ anh dịu dàng vuốt ve, cả người run rẩy, nước mắt chảy xuống, đôi tay nắm chặt tay trang trước ngực anh, nắm thật chặt. Tưởng thiên lỗi đau tiếc ôm chặt cô, vuốt nhẹ phía sau lưng của cô, lại một lần nữa thật lòng nói, cảm ơn em đã từng làm bạn, nếu như có làm lại, đừng yêu người đàn ông đang yêu. Mặc kệ là nhiều năm trước, hay hiện tại, anh vẫn yêu. Thân thể Nhậm Tử Hiền đột nhiên mãnh liệt run rẩy, nước mắt từng viên chảy xuống, nhớ tới lúc hai người mới gặp mặt, Tưởng Thiên Lỗi nhìn mình, trong ánh mắt cô đơn và buồn bã, cảm giác đau lòng tràn lên, lập tức úp mặt trước ngực anh, bật khóc. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ ôm chặt thân thể của cô, nhìn phía trước, thở dài một tiếng. Sau một tiếng, một tuyên bố do Tưởng Thiên Lỗi và Nhậm Tử Hiền, hai người cùng tuyên bố hủy bỏ hôn ước với truyền thông, truyền tới tất cả phòng làm việc. Nhất thời khắp thành xôn xao, bởi vì cuộc hôn nhân này đã từng được xem là hôn nhân thế kỷ, nhậm tiểu thư là hòn ngọc quý trên tay ông trùm khách sạn, kết hôn cùng tổng giám đốc tưởng tập đoàn hoàn cầu quốc tế, cuộc hôn nhân này là cỡ nào chói mắt trên thế giới. Trước ngày hôm nay, cũng bởi vì giữa bọn họ sắp tuyên bố tin tức tổ chức hôn lễ, làm cho giá cổ phiếu tập đoàn Á Châu tăng cao, nhưng cuộc đời giống thoảng mây bay, tin tức bùng nổ, trong chớp mắt kích kích khiêu chiến cực hạn chịu đựng của tất cả mọi người. Tin tức lập tức bị ngăn chặn, Thế giới này có lẽ có chuyện cổ tích cô bé lọ lem và chàng hoàng tử, thế nhưng trên thế giới, chuyện cổ tích công chúa cùng hoàng tử lại không nhiều. Đã có thể kết thúc như vậy rồi. Danh viện mất mát, đám cậu ấm lại thấy hy vọng, bởi vì thiên kim nhà họ nhập là người đẹp nhất châu Á, có người mất mát, có người nổi lên hy vọng, cả bầu trời thành phố, nhao nhao ẩm ý, tất cả đều là chuyện này, dĩ nhiên cũng chuyển đến phòng ăn ngự tôn. Đường khả khánh mới vừa đổi quần áo, chuẩn bị tan việc thì liền nghe được nhân viên đi qua đi lại nói cô nghe chưa? Tổng giám đốc hủy bỏ hôn sự với nhậm đại tiểu thư rồi. Có thật không? Trời à, tại sao lại như vậy? Đúng vậy, một đôi trời đất tạo nên, tại sao lại chia tay chứ? Hai người nhanh chóng đi khỏi. Đường khả hình dừng ở cạnh cửa, sửng sốt. mươi 435, anh im lặng. Chia tay, Trần Mạn Hồng nhìn tiểu nhu, không thể tin nổi hỏi, không thể nào. Thật chia tay. Vâng, chấm than ngoặc kép, Tiểu Nhu nhìn Trần Mạn Hồng, lại khẳng định gật đầu, nói, ngay cả tin tức giải trí cũng phát ra. Bọn họ chia tay, thật sự chia tay. Mẹ nó, Trần Mạn Hồng lập tức nhớ tới chuyện của Đường Khả Hinh, lại cau mày nói, không thể nào. Cái gì? Tiểu Nhu rất tò mò chừng lớn con ngươi, hỏi. Trần Mạn Hồng chắt lưỡi kinh ngạc nói, xem ra, trên thế giới này, thật sự có người sẽ vì tình yêu mà phát điên. Mẹ nó bà cô thật sự sống uổng phí rồi. Tôi cũng sống uổng phí rồi. Tiểu Nhu cũng rất tức giận quay đầu, rất nghiêm túc nói. Trần Mạn Hồng lường cô một cái, mới xem thường nói cô cút đi. Đường Khả Hinh đi đâu? Giống như đã tan việc, Tiểu Nhu lầu bầu nói. Trần Mạn Hồng lập tức quay mặt đi, suy nghĩ một chút, mới hỏi cô ấy biết chuyện này chưa? Bóng đêm, những vì sao lấp lánh. Rất lạnh, gió giống như trầm xuống, lạnh trong lòng mỗi người. Đường khả hình một mình đeo túi sách, một mình từ lối đi dành cho nhân viên, từng bước từng bước đi dọc theo ánh đèn đường màu vàng, đi về phía trước. Nhớ tới chuyện tưởng thiên lỗi về nhầm tử hiền chia tay, sẽ không liên quan đến mình chứ. Trái tim lập tức bị bóp chặt, cô lại thở khẽ thở ra một hơi, nắm chặt dây túi sách, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Đường phố ở phía trước, xe chạy tới lui. Gió biển chậm rãi thổi qua tòa nhà, đến gần mình. Đường khả hình đón gió rét, cảm giác có chút lạnh lẽo đi về phía trước, đang muốn đi ra đường cái thì nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi mặc tay trang màu đen, đứng ở dưới đèn đường, ánh mắt nóng rực nhìn mình. Cô dừng bước lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở chỗ này ước chừng 2 giờ, đón gió lạnh thổi, rốt cuộc nhìn thấy cô, thở phào nhẹ nhóm, tiểu tụy mỉm cười, chậm rãi đi về phía đường khả hinh. Đường khả hinh vẫn lạnh lùng nhìn anh. Anh và Tử Hiền đã chia tay, chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi đi tới trước mặt của đường khả hình vội vã nói chuyện này đường khả hình chớp mắt không có một chút tình cảm hỏi thế thì sao tưởng thiên lỗi sững sờ nhìn cô giữa các người chia tay là bởi vì em sao đường khả hình hơi lạnh nhạt hỏi tưởng thiên lỗi nhìn cô sâu kín lắc đầu một cái hẹn gặp lại chấm ngoặc kép đường khả hình xoay người đi khỏi tưởng thiên lỗi nhanh chóng nắm chặt cổ tay của cô đau lòng hỏi rốt cuộc đau đến cỡ nào Đường Khả Hinh cũng không quay đầu lại, hai mắt lạnh lùng nhìn phía trước. Rốt cuộc đau đến cỡ nào mới không tha thứ cho anh? Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt cổ tay của cô, gấp gáp hỏi. Vết thương nhất thời bị xé nứt, máu tràn ra trong tay áo. Đường Khả Hinh không chút nào không có cảm giác, đứng ở chỗ đó, đón gió lạnh lẽo, phất qua hai mắt cô lạnh lùng. Rốt cuộc anh nên làm thế nào? Tưởng Thiên Lỗi kéo Khả Hinh đi tới trước mặt của mình, nắm chặt bả vai của cô cúi xuống nhìn ánh mắt cô lạnh nhạt vô tình, đau lòng hỏi tiếp, rốt cuộc anh nên làm thế nào? Em mới bằng lòng tha thứ cho anh. Đường Khả Hinh không chút cử động. Khả Hinh, anh không tin em không yêu anh nữa. Tưởng Thiên lỗi lại kích động gọi, anh không tin, anh không tin tình yêu của một người có thể biến mất nhanh như vậy. Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt gỡ tay của anh, muốn xoay người đi khỏi. Tưởng Thiên lỗi lại nắm chặt bả vai của cô, xoay người của cô lại nói xin lỗi, anh xin lỗi, ngày đó để cho em đau lòng như vậy, anh xin lỗi. Anh và như mặt làm tổn thương em, anh hiểu, anh thật sự hiểu, ngày đó là lỗi của anh. Đường khả hình chậm rãi quay mặt nhìn anh, bình tĩnh nói, anh không có lỗi, anh yêu một người, tại sao có thể có lỗi. Anh bảo vệ chị ấy không có sai. Khả hình, em không hiểu tình cảm của anh đối với em sao, em không hiểu, tưởng thiên lỗi nhìn cô, lại kích động gọi. Đường khả hình khẽ mỉm cười, giống như nhìn một người xa lạ nói, em hiểu. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn cô. Anh đối với em cũng có tình cảm. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn anh, nói chúng ta ở chung một chỗ, thật ra dối rắm đã ba năm, từ khi biết anh đến bây giờ, anh từ xa lạ đến quen thuộc, rồi đến xa lạ, thật ra cũng là một loại duyên phận. Trái tim của tưởng thiên lỗi run lên, nhìn cô. Hai mắt đường khả hình xoay tròn, nghĩ tới ngày hôm qua tai sao mình tức giận, sâu kín nói, nghĩ lại ngày hôm qua kích động, tới hôm nay em cũng cảm thấy mình có chút xấu hổ, em có tư cách gì mà ở giữa tình yêu cảm động đất trời giữa anh và như mạt, khàn giọng hò hét. Lần trước tử hiền tiểu thư bà tai, em nên tỉnh táo mới phải. Em đừng nói lời như vậy, không nên như vậy, anh không muốn nghe, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi muốn ôm chặt cô. Đường khả Hinh lại giấy ruộng mở ngực của anh, lại lạnh lẽo nói, xin anh bỏ qua cho em tình yêu của em cứ như vậy sao tưởng thiên lỗi nhìn cô đau lòng nói không phải đã nói muốn cùng anh trải qua mọi chuyện sao anh tin em hai mắt đường khả hình đỏ bừng lại cười khổ nhìn anh nói em cũng tin anh cho nên em bị thương cho anh thêm một cơ hội cho anh một cơ hội tưởng thiên lỗi nhìn cô căng thẳng nói đường khả hình nhìn tưởng thiên lỗi bình tĩnh lý trí hỏi nếu như đảo ngược thời gian tô thủy kỳ hỏi anh rốt cuộc yêu ai, anh trả lời, yêu em sao? ở ngay trước mặt như mà tiểu thư, không cho gạt em. Tưởng Thiên Lỗi vội ngẩng đầu lên, hai mắt lộ ra một chút ẩn nhẫn nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt anh, đột nhiên mỉm cười, nói, đủ rồi. hiểu. cô chậm rãi xoay người, gả cho anh. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên nhìn bóng lưng của cô, nói ra ba chữ này. Đường Khả Hinh dừng bước lại, ngẩng mặt lên, ngắm nhìn phía trước, không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bóng lưng gầy nhỏ của cô, lại vội vàng nói, "Gả cho anh. Gả cho anh, gả cho anh. Hôm nay không có hoa tươi, không có pháo hoa, cũng không có nhẫn. Chỉ có quyết tâm của anh. Bây giờ trong mắt anh chỉ có em. Gả cho anh, nếu như em đồng ý, ngày mai anh bất chấp tất cả, tuyên bố chuyện kết hôn giữa chúng ta. Gả cho anh." Hai mắt Đường Khả Hinh tràn lệ. "Gả cho anh, Đường Khả Hinh. Gả cho anh, anh muốn mỗi ngày ở bên em." ăn cơm em nấu cho anh, anh mời em xem chiếu bóng, xem mỗi ngày. gả cho anh. Tưởng Thiên lỗi nhìn cô, thâm tình nói. Đường Khả Hinh nắm chặt dây túi sách, thay đổi. đừng đi, đừng đi khỏi anh. Từ tối hôm qua đến bây giờ, mỗi một phút anh đều đau khổ. chấm than ngoặc kép. Tưởng Thiên lỗi nhìn cô, đau lòng nói. nước mắt chảy xuống. Đường Khả Hinh nhớ tới quá khứ mình rất đáng thương, tay ôm bó hoa hồng đứng chờ ở trong mưa, hoặc ở trên đỉnh núi mai táng tình yêu hoặc cắn chặt răng chịu đựng tình yêu hít thở không thông, mang đến cho mình nỗi khổ sở, và lúc đáng thương mất đi tôn nghiêm, còn có bà tai mới vừa chịu đựng, đến nay trong đầu vẫn ong ong, trong lòng lập tức dâng lên một chút dũng khí, hai mắt lạnh lùng chợt lóe, cất bước đi về phía trước. Khả hình, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn bóng lưng của cô, đau lòng gấp gáp gọi. Cha, tại sao con đường khó đi như vậy? Tại sao mỗi một bước cũng khó đi như vậy? Yêu cha, yêu mẹ, yêu anh trai, yêu nhã tuệ, yêu trang hạo nhiên, yêu người mình yêu. Nước mắt buồn bã chảy xuống. Cô gái nhỏ này thật ra rất mệt mỏi, cũng không còn hơi sức chống đỡ, nước mắt từng viên lăn xuống, cuối cùng nghẹn ngào để lại một câu tưởng thiên lỗi. Thật ra tình yêu có thể từ từ cho, nhưng đau đớn, không cần cho quá mau. Em không cần cam kết của anh, cũng không cần anh cầu hôn hoa lệ, chỉ cầu lúc em khổ sở, so với chị ấy, liếc nhìn em một chút, khẳng định một chút. Có lúc, quyết định trong chớp mắt, chính là mãi mãi, ngày hôm qua anh không có quyết định, mặc kệ anh có nỗi khổ tâm và rất nhiều lý do. Anh không biết, khi anh im lặng đã hoàn toàn làm tổn thương em. Đường Khả Hinh nói xong, đột nhiên đau lòng tuyệt vọng chạy bay về phía trước, không quay đầu lại nữa. Tưởng Thiên Lỗi đứng tại chỗ, nghe những lời này xẹt qua trái tim của mình, hai mắt lập tức đỏ bừng. Tình yêu ơi, mọi người đều bị lừa gạt khi không có hoàn toàn tin tưởng nhau thì xin đừng quá mức tiêu hao tình yêu và nhiệt tình của đối phương đối với mình, cũng đừng tiêu hao hết rung động trong tâm hồn, bởi vì nó rất quý giá. Một chiếc xe buýt, chiếu ánh đèn giống như ánh sang mặt trời, trong đêm đen vọt đi. Đường khả hình cuốn rúc vào chỗ ngồi, nước mắt từng viên rơi xuống, nhìn phong cảnh tối đen phía ngoài cửa sổ, đang muốn khóc giống lại nhìn thấy bóng dáng dưới đèn đường trước mặt, vẫn cô đơn đứng ở nơi đó, nhìn mình thật chặt, cô quay mặt đi, mặc cho nước mắt từng viên lăn xuống. Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi nhìn xe buýt đi xa, nhìn cô gái ở cửa sổ xe khóc giống, lại đau lòng gọi. Đường Khả Hinh che mặt, nén run rẩy và khổ sở, mặc cho nước mắt từng viên lăn xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 436, chim di Chú Hôm nay doanh thu rất tốt. Trần Mạn Hồng thật sự rất vui, liền uống không ít rượu ngon, cả người lảo đảo không dám lái xe bảo tiểu nhu đón taxi đưa cô về nhà taxi mới vừa ngừng lại tiểu nhu đi xuống trước sau đó lay trần mạn hồng thật vui vẻ say đến bất tỉnh nhân sự đi xuống xe buông tôi ra tôi còn muốn đi uống hôm nay bà cô vui vẻ sắp chia tay ngày độc thân đương nhiên phải không say không ngừng ha 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 chấm ngoặc kép cô ngửa mặt cười lại lảo đảo đi đến trước cửa nhà trung cư quản lý chị cẩn thận một chút tiểu nhu dìu cô đi lảo đảo, đang muốn đi qua cửa chính, đột nhiên đi ra hai đàn ông, mặc tây trang màu đen, đứng ở trong bóng tối, lạnh lùng cản trở bọn họ. Mẹ ơi, chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng lập tức tỉnh rượu, cùng tiểu nhu giật bắn người, ôm nhau, kêu lên. Hai đàn ông lạnh lùng nhìn họ, nhanh chóng muốn tiến lên. Không nên tới, không nên tới, đừng khi dễ quản lý của tôi. Chấm than ngoặc kép, tiểu nhu lập tức nhảy ra, đứng ở trước mặt của Trần Mạn Hồng, vươn tay ngăn cản. Nhắm mắt lại kêu to. Hai đàn ông dừng bước lại nhìn cô, cau mày. Trần Mạn Hồng cũng mất hồn nhìn Tiểu Nhu trước mặt. Người xấu, mau tránh ra. Ba tôi là cảnh sát, mẹ tôi là công an, anh trai tôi là bảo vệ. Em trai tôi là xã hội đen, chấm than ngoặc kép, cô lại nhắm mắt lại, kêu to. Hai người đàn ông và Trần Mạn Hồng cũng sửng sốt nhìn cô nơi xa một chiếc Rolls Royce chậm rãi mở cửa. Tưởng Thiên Lỗi nghiêm nghị đi xuống xe, Đông Anh đi theo, đi về phía Trần Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng nghe được tiếng bước chân, ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, cô lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, chừng lớn con ngươi, nói không ra lời. Không nên tới, không nên tới, các người tới nữa, tôi gọi em trai tôi cầm dao chém chết các người. Chấm than ngoặc kép, tiểu nhu lại nhắm mắt lại, phát điên kêu to. Trần Mạn Hồng thấy tưởng thiên lỗi từng bước từng bước đi về phía mình, hai mắt như muốn đóng đinh chính mình, lòng của cô run lên, vươn tay vỗ vỗ bả vai tiểu nhu. Quản lý, chị chạy mau, nơi này có tôi chống đỡ, nếu như tôi xảy ra chuyện, nói cho mẹ tôi biết, đừng nhớ tôi. Tiểu nhu lại khàn giọng kêu to. Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ thở dài, vỗ mạnh bả vai của cô, tức giận gọi, mở mắt. Không sao. À, tiểu nhu mơ hồ ngừng đầu lên, mở mắt, lập tức nhìn thấy tưởng thiên lỗi giống như tượng Phật, đứng ở trước mặt, chừng mắt nhìn mình, cô chấn động mạnh một cái, lập tức giúp đến sau lưng quản lý. Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ nuốt một ngụm nước bọt, hướng về phía tưởng thiên lỗi nhẹ nhàng gật đầu, gọi Tổng. Tổng Giám Đốc, tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn cô, tay dơ về phía cửa chính trung cư nghiêm ngặt, hỏi khả hình ở bên trong chứ. Chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng cúi đầu, không lên tiếng. Tưởng thiên lỗi nhìn thái độ Trần Mạn Hồng cứng rắn, hơi cất cao giọng, hỏi cô ấy ở bên trong phải không? À, vâng, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng biết sớm muộn cũng không gạt được, chỉ đành phải nói. Dẫn tôi vào, tưởng thiên lỗi ra lệnh. Trần Mạn Hồng không dám, cúi đầu, nghĩ tới dù sao gả cho anh Kiệt không chết đói, mặc kệ đi. Tiểu Nhu cũng cúi đầu, không liên quan đến cô, cô cũng nghĩ, sau khi hy sinh, đi bày hàng vỉa hè. Tưởng thiên lỗi nhìn ánh mắt hai người bọn họ, nhíu chặt mày, hỏi, không chịu nói. Trần Mạn Hồng cúi đầu, không lên tiếng, cũng không muốn lên tiếng. Không chịu nói, chấm hỏi ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lại cao giọng, lạnh lung nhìn Trần Mạn Hồng, tức giận hỏi. Trần Mạn Hồng khẽ giật mình, rốt cuộc không thể nhịn được nữa ngẩng đầu lên, nhìn tưởng thiên lỗi, nói tổng giám đốc, anh bỏ qua cho tôi đi. Tối ngày hôm qua, vì tìm một chỗ cho nhã tuệ dọn nhà, tôi đã mệt quá rồi. Hơn nữa, Khả Hinh, cô ấy là bạn bè thật tốt của tôi, tối hôm qua lúc tôi đi đón cô ấy, cô ấy giống như người chết, hôm nay có thể đi làm đã là kỳ tích. Cho dù anh có chuyện tìm cô ấy, xin chậm một chút đi. Đừng làm theo suy nghĩ của anh, gây gổ, cũng cho người ta lấy hơi chứ. Quản lý Trần, chấm ngoặc kép, đông anh khẽ gọi cô. Tưởng thiên lỗi cũng không nói gì, nhìn cô. Trần Mạn Hồng lại thở dài, mới nói tiếp, Tổng Giám Đốc, anh rời nhà sao? Tưởng thiên lỗi hai mắt nhíu lại, nhìn cô. Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ nói, dọn nhà rất mệt mỏi. Lại phải dọn dẹp hành lý, lại phải quét dọn vệ sinh, lại phải dọn chén, đĩa, ly tách, thậm chí khiêng giường, tủ, bàn sách, máy vi tính, nặng muốn chết đi. Người ta nói như thế nào, tình nguyện ly hôn, cũng không muốn chuyển nhà. Nhưng ngày hôm qua cô ấy thật bị thương, lập tức dọn nhà, mặc dù mệt mỏi, vẫn quyết tâm, cũng không dễ dàng rồi. Đông Anh không nhịn được cười nhìn cô. Tưởng thiên lỗi thở dài một cái, nhìn cô. Trần Mạn Hồng hoàn toàn tỉnh rượu, lại nhìn tưởng thiên lỗi, nói, xin Tổng Giám Đốc Anh dơ cao đánh khẽ, để cho cô ấy lấy hơi. Khả hình thật không phải cô gái 18 tuổi cũng đã quên mất mối tình đầu, loại cô gái này đặc biệt phiền toái, một đoạn tình cảm là có thể muốn mạng của cô. Ai, nếu như cô ấy là một đứa trẻ thì tốt, tự sanh tự diệt. Cô ấy không biết được ngài lọt mắt xanh của Tổng Giám Đốc. Đây là phúc phận ngàn vạn năm. Nhưng cố tình cô ấy là bạn bè tốt, là chị em tốt của tôi. Cô ấy bị thương, bản thân tôi bị thương, tôi cũng có chút bị thương. Anh xem, tôi nhìn bọn họ vào ở phòng trọ nhỏ gần 3 triệu, trong lòng của tôi cũng rất vui vẻ, bởi vì ở trong cuộc đời, ai mà không có một hai mảnh tình, cô ấy có thể đi ra, đây là chuyện rất không dễ dàng và đáng ăn mừng đấy. Tưởng Thiên lỗi lườm mắt nhìn cô. Đông Anh cũng giật mình nhìn cô. Nhưng Tổng Giám Đốc Anh tuyệt đối không phải là người cặn bã. Anh là rồng trong loài người, có thể phát sinh tình yêu với cô ấy, để cho cô ấy chết qua một lần, hồi sinh biến thành tiên nữ trở lại đi. Làm ơn, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng hướng tưởng thiên lỗi không người 90 độ, cầu sinh anh rộng lòng bỏ qua cho đường khả hình một đường sống. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn cô, hỏi chung cư này gọi là gì? Nam Quốc Lệ Viên, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng nhẹ nhàng đáp, "Đông anh." chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi gọi. "Vâng," Đông Anh lập tức tiến lên, trả lời. "Thu mua công ty địa ốc này cho tôi." chấm than ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt nói. Trần Mạn Hồng không thể tin nổi ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, lập tức ra đầu tê dại, ngày hôm trước ông tổng giám đốc Nam Quốc Lệ Viên mới mời mình ăn cơm, nói muốn dẫn nhân viên đến phòng ăn liên hoan, người ta một người già, gia đình hạnh phúc mỹ mãn cô lập tức có chút gấp gáp nhìn anh, cười nói, tổng giám đốc, anh cần gì chứ? Anh đi vào, khả hình cũng sẽ không gặp anh. Chuyện này không liên quan đến cô, tưởng thiên lỗi không nói hai lời, bảo đông anh gọi điện thoại, lập kế hoạch thu mua. Đợi chút, đợi chút, đợi chút nào, Trần Mạn Hồng vội vàng lấy lòng nhìn tưởng thiên lỗi, cười nói anh bỏ qua cho người ta một con đường chứ. Anh chín bỏ một ngựa, là có thể quyết định sống chết của người ta. Cô cũng biết sao, Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn Trần Mạn Hồng, nửa uy nghiêm, nửa đe dọa nói, tôi không chỉ có có thể quyết định sống chết của ông ta, tôi còn có thể quyết định sự sống còn của cô và Tào Anh Kiệt, cô tin không? Tên đê tiện này, đoạn thời gian trước, còn đưa cho mình quà cưới 100 bàn, xít. Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ nhìn anh. Đông Anh lập tức nhìn Trần Mạn Hồng, căng thẳng nói quản lý Trần. Tổng giám đốc muốn biết chỗ ở của Khả Hinh, sao không, cô mở cửa dẫn đường đi tổng giám đốc vẫn rất quý trọng cô, làm ơn. Trần Mạn Hồng hết ý kiến. Tiểu Nhu ngẩng đầu lên nhìn quản lý khó xử như vậy, liền có chút đồng tình với cô. Tại sao nhất định phải xé tôi ra hai bên vậy, vừa bạn bè, vừa sự nghiệp, đây chính là chuyện rất quan trọng trong đời, nhất là đối với người hơn 30 tuổi như tôi. Chấm ngoặc kép, vẻ mặt Trần Mạn Hồng đau khổ nói. Đông Anh, gọi điện thoại, tưởng thiên lỗi trực tiếp gọi. Dừng. Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ nói, "Được rồi, tôi, tôi dẫn mọi người đi vào." "Nhưng mọi người đi vào, muốn làm gì?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, chậm rãi hạ thấp giọng, nói "Chỉ nhìn một chút." "Có nên kích động như vậy hay không?" Trần Mạn Hồng ngẩng đầu lên, nhìn anh, nói "Chắc chắn chứ?" "Chỉ nhìn một chút." chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi lại nói. Trần Mạn Hồng suy nghĩ một chút. Tiểu Nhu lại nhìn cô chằm chằm. "Nhìn cái gì mà nhìn?" Trần Mạn Hồng tức giận nhìn cô. Tiểu Nhu quay mặt đi. Được rồi." chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ nói, "Mời vào." Rốt cuộc Tưởng Thiên lỗi thở phào nhẹ nhõm. Bóng đêm vẫn thật sâu, rất lạnh, có chút gió nhẹ. Cây hoa anh đào, lá nhỏ đong đưa đong đưa. Nóc phòng trọ nhỏ màu trắng ở trong bóng tối trắng tinh và dịu dàng. Vườn hoa nho nhỏ, sáng lên vài ngọn đèn nhỏ. Đường Khả Hinh mặc quần áo thể thao màu trắng, buộc tóc lên cả người ôm đầu gối, cuốn rúc trên xích đu, mặc cho nó theo gió, nhẹ nhàng đong đưa, cô ngồi một mình, sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm u ám, có vài ánh sao, hai tròng mắt khổ sở, không lệ. Có vài tiếng bước chân, ở bên kia nhưng không có quấy giày. Tưởng thiên lỗi đứng ở một chiếc cây phượng, nhìn đường khả hình con người trên xích đu màu trắng, hai mắt xẹt qua một chút đau lòng. Một bài hát, chim di chú, không biết từ trong nhà nào truyền đến chấm ngoặc kép nếu như lòng em cũng mù quáng làm sao tìm được đường về trở về ngọn đèn dầu cũng dần dần mơ hồ mùa thu là tưởng niệm nơi đó là con đường em quen thuộc vẫn có người chờ đợi sao có lẽ em quá mức phóng túng chính mình có lẽ em đã yêu mây bay anh nhìn thấy người em đầy vết thương và bọc hành lý cũ nát có thể giúp vào bên cạnh anh hay không lúc gặp lại đừng hỏi em là ai em bị lạc đường trong gió đừng hỏi em làm sao trôn giấu ngày hôm qua em sợ kiếp này không gặp nữa nước mắt lăn xuống. Đường Khả Hinh nghe câu, đừng hỏi em là ai, em bị lạc đường trong gió, đừng hỏi em làm sao trôn giấu ngày hôm qua, em sợ kiếp này không gặp nữa. Cảm giác đau lòng sông tới, chợt ngẩng đầu nhìn ánh sao trên bầu trời, đột nhiên thất thanh khóc giống, nước mắt từng viên lăn xuống nước nở gọi cha. Con rất nhớ người, một mình con rất mệt mỏi, làm thế nào đây? Tại sao mỗi quyết định cũng khổ như vậy? Tại sao ông trời lại phải đối xử với con như vậy? Hai mắt tưởng thiên lỗi đỏ bừng, thu là hoài niệm, nơi đó là con đường con quen thuộc, vẫn có người chờ đợi sao? Tiếng khóc của cô gái tiếp tục vang dội cả bầu trời đêm, thật khổ sở, thật khổ sở. Chương 437, tâm can bảo bối hai. Đêm hôm ấy, Khả Hinh lại phát sốt. Cả người nằm ở trên giường, sốt cao mơ mơ màng màng, trong lúc Nhã Tuệ vội vàng tìm bác sĩ thì trong miệng bắt đầu lẩm bẩm một số chuyện gì đó liên quan đến tính mạng có một bàn tay nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của cô, xoa nhẹ nhẹ, thật ấm áp. Mùi vị rất quen thuộc. Đường khả hình nằm ở trên giường, sốt cao mơ mơ màng màng, nhưng bởi vì mùi vị kia rất quen thuộc, mồ hôi chảy xuống cổ, mở mắt, giống như thấy một người đàn ông dịu dàng, đang dịu dàng nhìn mình mỉm cười, nước mắt của cô lăn xuống, gọi khẽ tổng giám đốc. Trang hạo nhiên áo sơ mi trắng, quần tây màu trắng, ngồi ở bên giường, đau lòng nhìn cô mặt của đường khả hình phát sốt đỏ bừng, hai mắt tràn nước mắt, còn muốn khẽ gọi anh, nhưng bởi vì không còn hơi sức, mà sắp ngất xỉu. Bên ngoài cửa sổ, giống như bay tới một bài hát, ngày ấy là như thế, rất nhiều người như thế, nhưng cố tình để cho em gặp anh, anh là người chân thật, anh là người rất tốt, em từng nghi ngờ em đang nằm mơ, không còn một mình nữa, tâm sự có người nghe, đêm dài đằng đẵng ở chung một chỗ, cùng em đếm sao, bên bờ biển đón gió, chỉ cần có anh, em sẽ an tâm em là tâm can bảo bối của anh, yêu em yêu đến không còn lối về, cả đời này cũng không hối hận, cùng em lên núi xuống biển, cùng em đêm tối đầu bạc, vui vẻ bi thương cũng không đáng kể, em là tâm can bảo bối của anh, yêu em yêu đến tận đáy lòng, anh muốn cạn chén vì em, anh muốn say vì em, bởi vì em là bảo bối của anh. Tổng Giám Đốc, chấm ngoặc kép, đường khả hình chống đỡ một chút ý thức cuối cùng, muốn mở mắt, nhìn người trước mặt. Nước mắt từng viên từ khóe mắt chảy xuống ánh mắt mơ hồ ướt át người trước mặt càng lúc càng mơ hồ trang hạo nhiên chấm ngoặc kép sắc mặt của đường khả hình tái nhợt đôi mắt đẫm lệ nhìn người trước mặt muốn dùng hết sức lực cuối cùng muốn gọi anh muốn giữ anh lại đừng đi trang hạo nhiên đừng đi tôi thật sợ tôi không chịu nổi chấm ngoặc kép thân thể đường khả hình bắt đầu mãnh liệt run rẩy nước mắt từng viên chảy xuống muốn liều mạng giữ lại một chút bong dáng anh lần cuối cùng nhưng vào lúc này anh giống như bức tranh dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất. Đừng đi, tôi thật sợ, tôi không chịu nổi, đừng đi. Xin cho tôi yếu ớt một lần cuối cùng. Tôi cầu xin anh, đừng đi, đừng bỏ rơi tôi, tôi thật sự thực không chịu nổi. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn cái bóng kia, lại khổ sở thất thanh khóc. Ngày ấy là như thế, rất nhiều người như thế, nhưng cố tình để cho em gặp anh, anh là người chân thật, anh là người rất tốt, em từng nghi ngờ em đang nằm mơ, không còn một mình nữa tâm sự có người nghe đêm dài đằng đẵng ở chung một chỗ cùng em đếm sao bên bờ biển đón gió chỉ cần có anh em sẽ an tâm em là tâm can bảo bối của anh yêu em yêu đến không còn lối về cả đời này cũng không hối hận cùng em lên núi xuống biển cùng em đêm tối đầu bạc vui vẻ bi thương cũng không đáng kể em là tâm can bảo bối của anh yêu em yêu đến tận đáy lòng anh muốn cạn chén vì em anh muốn say vì em bởi vì em là bảo bối của anh giai điệu tâm can bảo bối đang nhẹ nhàng làm bạn cùng cô gái bị thương xoay quanh cả buổi tối sáng sớm hôm sau trời xanh mây trắng biển xanh bao la sóng biển nổi giận gầm lên một tiếng tuôn trào xô vào bờ a à, vài cô gái mặc váy lụa mỏng dài màu trắng của dâu phụ đầu đội vòng hoa đứng ở bên bờ biển cầm hoa cầu chạy như bay bên bờ biển đuôi váy thật dài bay múa lên ai không nên chạy như vậy Chấm than ngoặc kép, nhiếp ảnh ra đứng ở đầu kia, nhìn bọn họ, nói, lúc chụp rồi chạy. Nước biển rất lạnh, chấm than ngoặc kép, sâu phụ vui vẻ cầm hoa cầu, hoàn toàn không để ý đến nhiếp ảnh ra, một mình tự đùa vui. Một bài nhạc hôn lễ réo rác vang lên. Kéo, chấm ngoặc kép, có người cầm máy điện đàm, hướng cảnh trí phía trước, quát to một tiếng. Bức màn lụa màu trắng dài 50 mét, ở trong sân khấu màu trắng, kéo mạnh lên, đón gió bay tung như mộng như ảo. Vô số nhân viên làm việc, dối rít ở hiện trường dựng cảnh và nhân viên làm việc đang tính toán thảm đỏ từ khách sạn Á Châu đến bờ biển rốt cuộc là bao nhiêu, không khí náo nhiệt, làm cho người khắp xung quanh đưa mắt nhìn, thậm chí còn có tân khách ngoại quốc, dối rít đến bờ biển. Nhìn hôn lễ dựng cảnh huy hoàng, đang suy nghĩ xem tiểu thư cậu ấm nổi tiếng nhà nào muốn tổ chức hôn lễ. Một chiếc xe buýt màu trắng dừng ở trạm trước khách sạn. Nhã tuệ cùng đường khả hình còn bệnh, vẫn có chút không thoải mái, đi xuống xe, lập tức nghe được tiếng nhạc hôn lễ, hai người cùng nhìn đám người náo nhiệt ở bờ biển, cùng bố cảnh hôn lễ từ từ dựng lên, hỏi, đây là. Nhã tuệ mỉm cười nói, mạn hồng sắp đến hôn lễ, phải dàn dựng cảnh, hôm nay bố cảnh dâu phụ chụp hình trước. Đường khả hình nhìn nhã tuệ, có chút tiếc nuối hỏi, tại sao cô không làm dâu phụ. Nhã tuệ đột nhiên mỉm cười, nói tôi sợ mình không ai thèm lấy. Cho nên sẽ không làm. À, cô cũng tin à, đường khả hình có chút bất đắc dĩ nhìn nhã tuệ, mỉm cười nói. Tôi thật sự không muốn sống một mình, thật cô đơn. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ không nhịn được bật cười, nói. Đường khả hình chợt mỉm cười, chợt cảm thấy có chút choáng váng. Cô không sao chứ, bảo cô không cần đi làm. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ có chút lo lắng đỡ nhẹ cô, nói. Không có việc gì, chấm ngoặc kép, đường khả hình hơi đứng vững thân thể, sau đó theo bản năng đè nén cảm giác ngất xỉu, chậm rãi đi về phía trước. Cô muốn trở về phòng ăn sao? Nhã tuệ nhìn khả hình, hỏi. Không, về hoàn á trước, có phần rượu đỏ tài liệu, phải nhập hồ sơ, phần công việc này vẫn để tôi làm. Chấm ngoặc kép, sắc mặt của đường khả hình tái nhợt, sâu kín nói. Cũng không gấp gáp, tôi nhớ cô xin nghỉ. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ nói. Khả hình chỉ nhàn nhạt mỉm cười, cũng không để ý tới lời nói của nhã tuệ, mà đi vào đại sảnh khách sạn, sau khi chia tay với nhã tuệ, một mình đi trở về Hoàn Á. Ba nhân viên tiếp tân nhẹ nhàng mỉm cười với cô. Cô cũng cười khẽ, đi vào thang máy, nhìn thời gian mới 8 giờ 30 phút, suy nghĩ nhập hết hồ sơ rồi đến phòng ăn cũng không muộn, liền lau nhẹ mồ hôi trên chán, nhìn thang máy nhanh chóng chạy lên tầng lầu tổng giám đốc, mới vừa mở ra, cũng đã thấy mấy người lâm sở nhai đang cùng nhau cãi nhau ẩm ý, muốn khiêng lên tàu anh kiệt ném xuống cửa bên kia, Ai, mọi người không nên như vậy. Cô ấy thật không có mang thai. Cô ấy chỉ muốn nôn. Hiểu chưa, Tào Anh Kiệt thật sự rất tức giận nhìn bọn họ. Tôi cho cậu biết tên nhóc. Chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai chỉ vào Tào Anh Kiệt. Không nhịn được cười nói, tôi thấy cậu mỗi ngày ăn trứng gà sống, là phải có ý nghĩ này. Xít, chấm than ngoặc kép, Tào Anh Kiệt không nhịn được nói tục. Lập tức muốn ngoặt cổ của Lâm Sở Nhai, muốn vặn chết anh. Cậu dám giết chết tôi cậu dám giết chết tôi chấm than ngoặc kép lâm sở nhai cong người xuống kêu to lúc cậu không có trần mạn hồng tôi vẫn hôn cậu cho cậu hôn cho cậu ôm phốc đồng nghiệp bên phòng hành chính cũng không nhịn được bật cười mẹ anh nói giống như tôi thật sự cùng anh đã sanh đứa bé chấm than ngoặc kép tào anh kiệt cực kỳ tức giận lập tức lại muốn kéo cả vạt của anh ghìm chết anh Tô lạc hoành đứng ở một bên cười ha ha lại thấy đường khả hình cũng đứng ở một bên mỉm cười, anh lập tức hồ một tiếng, rất quan tâm nhìn cô, gọi, khả hình. Cô đi làm à? Lời này vừa nói ra, đám người tào anh kiệt cũng lập tức nhìn đường khả hình, kêu lên, này. Ngày hôm qua tay cô như vậy, tại sao đi làm ngay? Không nghỉ ngơi. Đường khả hình nhìn bọn họ, mỉm cười nói, không nghỉ ngơi. Hôm nay có tài liệu rượu đỏ, phải nhập hồ sơ. Nghỉ ngơi vài ngày cũng không có việc gì lười biếng là tinh thần hoàn á chúng ta. Tô Lạc Hoành đau lòng nhìn cô nói. Đúng vậy, cô nhìn sắc mặt của cô đi, rất tái. Trước kia ở chúng tôi, một đứa bé tươi vui bướng bỉnh, hiện tại thành như vậy. Lâm sở nhai cũng có chút đau lòng muốn đi qua ôm cô, nói tôi rất nhớ tiểu đường trước kia. Anh cút đi, Tô Lạc Hoành lập tức đẩy anh ra, mình muốn lên đi ôm. Khuôn mặt đường khả hình tiểu tụy nhìn mấy người bọn họ đùa giỡn, tâm trạng của mình cũng tốt hơn một chút, cười khẽ. Này, đám đàn ông xấu các người, không có việc gì, đứng ở chỗ này đùa bỡn náo nhiệt cái gì? Tiêu Đồng đi tới, nhìn bọn họ, cười nói: "Chúng ta muốn có thêm sức lực, mọi đứa con trong bụng Tào Anh Kiệt ra." Chấm than ngoặc kép, Lâm Sở nhai cùng Tô Lạc Hoành lập tức muốn bắt Tào Anh Kiệt, muốn xô ngã anh xuống đất, bới quần của anh. "Mấy tên biến thái này." Chấm than ngoặc kép, Tào Anh Kiệt kêu to, liều mạng chạy tới đầu kia. Tiêu Đồng nhìn bốn người bọn họ đùa giỡn như đứa bé, nở nụ cười. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười. Còn cười, chấm ngoặc kép, Tiêu Đồng cố ý nhìn Đường Khả Hinh, vẻ mặt trách cứ nói, ngày hôm qua rất khó chịu, tại sao hôm nay lại đi làm? Công việc thật không gấp gáp. Nhưng tôi không sao, ở nhà rảnh rỗi không có việc làm, không phải lãng phí thời gian. Đường Khả Hinh mỉm cười nói, lại cảm giác có chút ngất xỉu. Cô làm sao vậy, sắc mặt cô quá tái. Tiêu đồng nhìn đường khả hinh, có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, tối hôm qua hơi sốt. Tôi đi pha cà phê trước, sau đó sẽ nhập tài liệu. Chấm ngoặc kép, đường khả hinh khẽ mỉm cười, lại có chút rời rạc không còn hơi sức đi về phía trước. Này, tiêu đồng nhìn bóng lưng của cô, có chút đau lòng gọi. Đường khả hinh thở dốc một hơi, cả đêm qua phát sốt, uống thuốc hạ sốt, làm cho mình hư mềm không còn hơi sức, liền đi tới trước phòng giải khát, rót một ly nước nóng uống xong, mới nặng nề thở dốc một hơi, vẫn theo thói quen thường ngày, lấy ly thủy tinh, bắt đầu pha trà sữa, án theo hương vị trang hạo nhiên thích uống, lại thêm vào một chút đường cát và bột trứng gà. Nhưng cô cầm bình nhỏ lên, lại phát hiện bên trong đã hết sạch. Nhẹ nhàng đưa mắt nhìn bên trong bình trống không, hai tròng mắt của cô khẽ bối rối, để nhẹ xuống, liền cầm ly trà sữa không có cho đem bột trứng gà, đi ra phòng nghỉ ngơi, trải qua phòng thư ký, trong ánh mắt lo lắng của tiêu đồng, thật cẩn thận đi vào phòng tổng giám đốc, cũng không có ngẩng đầu lên, ánh mắt rời rạc đi đến trước bàn làm việc, nhẹ nhàng đặt trà sữa ở trước bàn, liền chậm rãi xoay người, đón gió biển lùa vào, vừa muốn kéo cửa đi ra ngoài. Hôm nay tại sao trà sữa không thêm bột trứng gà, có một tiếng nói từ phía sau, nhàn nhạt truyền đến. Đường khả hình đứng ở bên cửa, đột nhiên sửng sốt. Có người nhẹ nhàng đặt ly xuống, ho khan một tiếng, mới nói, nếu như hết thì mua đi, tôi uống quen rồi. Mặt của đường khả hình tái nhợt, hai mắt rời rạc mờ mịt, lập tức thoáng qua màu sắc kỳ lạ, sau đó bởi vì kích động mà hiện lên nước mắt, không dám tin âm thanh mình nghe được, cũng không dám xoay người. Anh nhẹ nhàng lật tài liệu, tin chắc đó không phải là mộng. Suốt cuộc đường khả hình đang trong kinh ngạc và không thể tin nổi, chậm rãi xoay người, nhìn bàn làm việc ở đầu kia. Trang hạo nhiên mặc tây trang kẻ sọc màu đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng, vạt áo trước đeo co sát hoàng thất Anh Quốc, phong độ nhẹ nhàng, nghiêm nghị ngồi ở trước bàn làm việc, hai mắt chăm chú nhìn tài liệu trước mặt, lộ ra ánh sáng sắc bén. chương 438, đói. Cô nhìn về phía anh, ngây người. Trang hạo nhiên vẫn cúi đầu xem tài liệu, mày nhăn nhẹ, tay cầm bút máy, chỉ trên số liệu, lồng ngực hơi phập phồng. Đường khả hình vẫn đứng ở bên cửa, giống như bị người điểm huyệt, nhìn anh. Trang hạo nhiên để xuống bút máy, ngón tay thon dài đẹp mắt, lấy laptop bên cạnh mở một cửa sổ, đang muốn cân nhắc số liệu phía trên và số liệu trong tài liệu, có phù hợp hay không, trong chớp mắt ngẩng đầu mới phát hiện bên trong phòng làm việc còn có người, nhìn đường khả hinh, sắc mặt bình tĩnh, ngạc nhiên hỏi cô còn đứng ỉ làm gì, còn không đi làm việc. Đường khả hinh nhìn anh chầm chầm, sắc mặt bình tĩnh nhẹ nhàng, ngây ngốc đáp ồ. Trang hạo nhiên tiếp tục quay đầu, nhìn số liệu trong máy vi tính trái tim đường khả hình nhảy thình thịch ngón tay không còn chút sức lực nào nắm trên cửa khóa cửa nhẹ nhàng vặn một cái mở cửa cả người như ở trong đám mây hai chân bồng bềnh chậm rãi đi ra ngoài vừa vặn thấy tiêu đồng đang cùng bộ phận hành chính trò chuyện vấn đề gì cô nhẹ nhàng gọi tiêu đồng à tiêu đồng mỉm cười xoay người nhìn cô cửa nhẹ nhàng đóng đường khả hình đứng ở bên cửa nhìn cô hai mắt nhấp nháy tâm trạng kích động nhẹ nhàng hỏi anh ấy trở về lúc nào tiêu đồng bật cười nói mới vừa trở lại chưa tới một tiếng sắc mặt đường khả hình vẫn tái nhợt cả người vẫn lạnh lẽo nghe nói như thế trái tim xẹt qua ấm áp một chút cảm giác chân thật rốt cuộc trở lại lại nhìn tiêu đồng nhẹ nhàng nói vậy không phải khẩu vị không tốt lắm tiêu đồng lập tức cười nói vậy thì cô hiểu anh ấy đường khả hình cúi đầu không lên tiếng bởi vì nhớ lại trước khi trang hạo nhiên rời nước hai người gây gỗ làm sao vậy?" Tiêu Đồng nhìn cô, ngạc nhiên cười hỏi. "Không có việc gì." Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh lắc đầu, chậm rãi rời phòng làm việc, từng bước từng bước di chuyển về phía trước. Tiêu Đồng im lặng xoay người, nhìn bóng lưng Khả Hinh hư mềm, hai mắt thoáng qua chút đau lòng. Đường Khả Hinh không còn hơi sức đi vào phòng nghỉ ngơi, sắc mặt bình tĩnh mở tủ lạnh ra, từ bên trong lấy ra mấy trái dâu tây ngọt đỏ tươi, rửa sạch, bỏ vào trong hộp máy ép trái cây ở bên cạnh máy xây cà phê bỏ đá vào nhẹ nhàng đậy nắp lên nhấn nút xuống máy ép trái cây ầm ầm quay vòng khả hinh nhìn khung máy không ngừng quay cầm thủy tinh ly cao cổ đặt ở bên cạnh khung máy rót nước dâu tây bên trong máy ép trái cây vào ly thủy tinh sau đó mới bỏ phần xác hoa quả vào cái đĩa nhỏ từ trong tủ lạnh lấy ra sữa kem màu trắng cho vào dùng muỗng nhỏ khuấy thành màu hồng rất đẹp mắt bỏ mấy viên đá vào ly nước ép dâu tây trôi lơ lửng phía trên mới lấy kem tươi trải lên viên đá hoàn thành kem dâu tây hết sức mộng ảo. Ngón tay trắng như tuyết nhẹ nhàng cầm một ống hút, cắm nhẹ vào trong ly, rốt cuộc hai tròng mắt của cô lại hiện lên một chút cảm xúc kích động, bưng ly nước trái cây, đặt lên khay, mới thật cẩn thận cầm nó đi ra ngoài, đi qua hành lang thật dài, trong lòng vẫn trống rỗng, đi tới trước cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ cửa, im lặng chờ đợi. Vào đi, chấm ngoặc kép, có người ở bên trong đáp. Trái tim nhảy lên. Đường khả Hinh không lên tiếng, Sắc mặt bình tĩnh cầm nước ép dâu tây, đẩy nhẹ cửa đi vào, gió biển mãnh liệt đập vào mặt, phòng làm việc này từ trước đến giờ ánh sáng rất đầy đủ, gió biển ập vào người, trong tiếng sóng biển, cô chậm rãi cẩn thận đặt ly dâu tây xuống, nhìn người trước mặt, dịu dàng nói cái này, biết anh mới vừa xuống máy bay, đoán chừng khẩu vị không quá tốt, tôi ép một chút nước dâu tây, pha một chút kem tươi cho anh uống. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem tài liệu trước mặt chăm chú nhìn số liệu phía trên, được một lúc, mới nói, nghe nói cô đến phòng ăn ngự tôn làm việc. Hai mắt đường khả hình rời rạc, hơi xoay tròn, nhìn anh, đáp nhẹ, đúng vậy. Ừ, Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, tiếp tục xem tài liệu. Đường khả hình cảm giác mình trái tim dần dần buộc chặt, giống như có chút hít thở không thông, ở khoảng cách thật gần nhìn anh, biết anh còn có lời muốn nói. Trang Hạo Nhiên lại lật một tờ tài liệu, mới hỏi công việc ở nơi đó vất vả không? không vất vả, chấm ngoặc kép, đường khả hình khẽ lắc lắc đầu, đáp nhỏ. sốt cuộc trang hạo nhiên xem xong tài liệu, tay cầm bút máy ký tên xong, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhăn nhẹ lông mày, ánh mắt sáng rực nhìn đường khả hình mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn xếp ly màu xám cho, bên ngoài khoác áo ghi lê màu xanh dương đậm, nổi bật sắc mặt tiểu tủy tái nhợt càng tái nhợt hơn, hai mắt rời rạc rũ xuống, cánh môi không có chút huyết sắc, thậm chí có chút khô chóc, anh im lặng cầm bút máy đồng, nhẹ nhàng đậy nắp, lúc này mới nói tôi mới rời khỏi mấy ngày, tại sao cô trở nên như vậy? Sắc mặt đường khả hình bình tĩnh, giống như cho bụi, nhẹ nhàng chớp mắt, không lên tiếng. Trang hạo nhiên vừa nhìn vẻ mặt cô im lặng, vừa đóng tài liệu, nghe được tiếng gõ cửa vang lên, liền đáp, vào đi. Tiêu đồng đẩy cửa ra, nở nụ cười rực rỡ, đi tới nhìn trang hạo nhiên nói, lão đại. Điểm tâm đã chuẩn bị xong. Ừm, đưa vào đi, trang hạo nhiên đứng lên, buông lỏng cúc áo tây trang, có chút mệt mỏi cởi ra, đưa nó ném sang một bên, săn ống tay áo sơ mi trắng, đi qua bên cạnh đường khả hình, đi về phía ghế salon đầu kia, ngồi xuống, mới hỏi, dùng điểm tâm chưa? Đường khả hình ngây ngô đứng ở một bên, giống như không có nghe được. Trang hạo nhiên quay đầu, nhìn cô. Tiêu đồng không lên tiếng, chỉ căn dặn nhân viên phục vụ đưa điểm tâm phong phú, mọi thứ đặt ở trên bàn thủy tinh và đặt ly sữa nóng xuống, mới quay đầu, nhìn đường khả hinh ngây ngô đứng ở một bên, gọi, khả hinh. Tới đây, giúp một chút việc. Ồ, chấm ngoặc kép, lúc này đường khả hinh mới hơi tỉnh hồn đi tới, nhìn bữa điểm tâm rất phong phú trước mặt, bánh mì nướng kiểu Pháp, các loại mứt trái cây và thịt nguội, bánh mì nướng thịt bò, gà nướng lá chanh kiểu Pháp. Cuối cùng cô nhìn thấy có một cái đĩa hình tròn bao giấy bạc xung quanh, liền khom người xuống, nhẹ tháo giấy bạc ra, mới nhìn đến bánh sandwich nướng, bên trong là thịt ốc cao cấp tiêu đồng lại cầm sữa nóng đưa về phía trang hạo nhiên cho tôi ly đồ uống lạnh kia chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nhìn ly nước dâu tây trước bàn làm việc được tiêu đồng cười đứng lên đi về phía trước bàn làm việc bưng ly dâu tây cười đưa đến trước mặt trang hạo nhiên trang hạo nhiên nhận lấy dùng ống hút khuấy kem một cái mới bưng nó lên hấp một ngụm lớn cảm giác trong sạch chua ngọt ngon miệng khẩu vị lập tức được mở ra tiêu đồng không đợi khả hình mở giấy bạc ra người nói với Trang Hạo Nhiên, "Lão đại, bữa ăn sáng đưa tới xong, tôi đi ra ngoài trước." "Ừ." Trang Hạo Nhiên không có trả lời, chỉ cầm ly uống một hớp sâu tây nữa. Tiêu Đồng dẫn nhân viên phục vụ im lặng đẩy xe thức ăn đi ra ngoài, đóng nhẹ cửa lại, lập tức thấy mấy người Tào Anh kiệt lại gần, kinh ngạc hỏi, "Lão đại trở lại?" "Ừm." Um, Tiêu Đồng cười nói, "Từ lúc nào, chúng tôi lại không biết?" Lâm Sở nhai giật mình hỏi, Tiêu Đồng nghe vậy liền mỉm cười nói, chắc là anh nói chuyện điện thoại xong, không đến bao lâu, liền trực tiếp từ trên bữa tiệc trở lại. "À, bốn người kêu lên sợ hãi, nói không thể nào đâu." "Anh ấy làm sao biết?" Tiêu Đồng nghe vậy, cúi đầu, cười không lên tiếng, nhớ tới sau khi Khả Hinh khâu vết thương, Trang Hạo Nhiên trực tiếp gọi điện thoại cho cô, cô không tiếp tục giấu giếm, nói hết tất cả, lúc đó anh không có lên tiếng, cúp điện thoại, sau một tiếng thư ký ở nước Anh gửi điện thoại tín, nói lão đại lên máy bay rồi. Tôi muốn vào xem anh ấy, tôi rất nhớ anh ấy. Chấm than ngoặc kép, tô lạc hoành muốn xông vào. Này, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng lập tức ngăn anh, nói đừng làm rộn. Khả hình ở bên trong. Mấy người sướng sờ, liền cùng nhau không lên tiếng. Bên trong phòng làm việc, hoàn toàn yên tĩnh. Đường khả hình nhẹ nhàng mở giấy bạc xong, cũng im lặng khẽ gật đầu xoay người muốn rời khỏi dùng điểm tâm rồi hả trang hạo nhiên cũng không quay đầu lại hỏi tiếp đường khả hình dừng bước chân đáp nhẹ không có ăn chung đi chấm ngoặc kép trang hạo nhiên cầm miếng bánh sandwich thịt ốc cắn một miếng vào trong miệng nhai nuốt đường khả hình dừng ở tại chỗ hai mắt dịu dàng xoay tròn lại nhẹ nhàng nói không không cần trang hạo nhiên lấy thêm một miếng bánh sandwich Bỏ vào trong miệng, nhai vài cái, mới ra lệnh, "Ngồi xuống đi." Đường Khả Hinh nghe vậy, im lặng xoay người, vòng qua ghế salon một người, nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh ghế dài, không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên im lặng, chỉ cầm một phần bánh sandwich đặt vào đĩa đưa tới trước mặt cô, tự mình cầm nĩa, ăn bánh mì nướng thịt bò, gà lá chanh kiểu Pháp, ăn say sưa ngon lành. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ở khoảng cách thật gần nhìn anh, hết sức im lặng, chăm chú ăn bữa ăn sáng ngay cả nhai cũng hết sức tao nhã, cô lẳng lặng nhìn anh. Trang hạo nhiên lại bưng ly dâu tây, uống một hớp nhỏ, mới hỏi, học tập với Vitus, cảm giác như thế nào? Rất tốt, ông ấy chấp nhận dạy cho tôi, nhưng tôi hơi ngốc. Chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút ảo não cúi đầu, xoa nhẹ bàn tay nhỏ bé, nói. Trang hạo nhiên lại sắn lên một miếng bánh mì nướng kiểu Pháp, ăn hết sức ngon lành. Đường khả hình hơi nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn anh, dịu dàng hỏi, ở trên máy bay. Không có ăn cái gì sao? Tại sao bị đói như vậy? Chưa ăn, chấm ngoặc kép, anh đáp đơn giản, món ăn không có chế biến, ăn không ngon. Đường khả hình không dám nói tiếp nữa, chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh chăm chú ăn, giống như thật đói bụng, ăn gà lá chanh có chút gấp gáp, bị sặc, ho nhẹ mấy tiếng, cô lập tức đưa nước trái cây cho anh, anh thuận tay nhận lấy, uống một hớp, mới để xuống, tiếp tục ăn điểm tâm không biết vì sao, đường khả hình nhìn anh gấp gáp ăn mấy thứ linh tinh như vậy, hai mắt không khỏi đỏ lên. Trang hạo nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô. Đường khả Hinh lập tức cúi đầu, nước mắt xẹt qua khuôn mặt tái nhợt. Trang hạo nhiên vừa nhìn cô, vừa nhai phần bánh sandwich cuối cùng, đúng lúc này điện thoại di động, vang lên, anh thuận tay nhận, đáp, ừ. Nghe nội dung cuộc nói chuyện, Trang hạo nhiên lập tức ngẩng mặt, sảng lãng bật cười, nói tốt chút nữa cứ tới đây. Tắt máy. Trang hạo nhiên đứng dậy, đi về phía bàn làm việc bên cạnh, nhắc tay Trang, mặc vào, mới nói, vào phòng nghỉ ngơi lấy hành lý của tôi ra. Đường khả hình sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn anh, nói, à. Trang hạo nhiên quay đầu, nhìn cô, sửa sang lại cổ áo tay Trang, mới phát hiện cô phản ứng có chút chậm chạp, cao giọng nói, vào phòng nghỉ ngơi lấy dương hành lý của tôi ra đây. Tôi muốn trở về, phòng tổng thống tắm, có chuyện phải đi ra ngoài. Ô, chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức đứng dậy, đi về phòng nghỉ ngơi phía sau tấm bình phong, quả nhiên thấy dương hành lý màu xanh không lớn lắm, sách lên, đi ra ngoài, cũng đã thấy trang hạo nhiên mở cửa đi ra ngoài, cô hoảng hốt, vội vàng đi theo ra ngoài. chương 439, chính là mùi vị này. Đường khả hình đi ra phòng tổng giám đốc, cũng đã thấy trang hạo nhiên đã đi về phía đầu kia, sắp đi vào thang máy, cô lập tức kéo hành lý, gọi nhỏ tổng giám đốc chờ tôi một chút trang hạo nhiên cũng không quay đầu lại đi vào thang máy tay đặt nhẹ nút mở cửa đường khả hình vội vàng kéo dương hành lý đi vào thang máy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn anh trang hạo nhiên không có nhìn cô đôi tay cắm túi quần hơi ngẩng đầu lên nhìn con số trên thang máy dần dần giảm xuống đường khả hình vẫn sửng sốt nhìn anh suy nghĩ anh không tức giận mình sao thang máy đã đến lầu một Trang Hạo Nhiên sải bước đi ra, cả đại sảnh nhân viên tiếp tân cùng nhân viên tới lui lập tức cúi người, hướng về phía anh khẽ gật đầu, anh trầm mặt, tiếp tục đi về phía trước. Đường Khả Hinh có chút không hiểu đi theo phía sau anh, kéo dương hành lý to đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi ra hoàn á, đi qua phía sau vườn hoa, sau đó đi vào đại sảnh khách sạn Á Châu, Đường Khả Hinh cũng mơ hồ kéo dương hành lý đi vào, đi theo phía sau anh. Tất cả nhân viên khách sạn Á Châu lập tức đứng thẳng người, nhìn Trang Hạo Nhiên, đôi tay đặt nhẹ vào bụng, khom lưng chào hỏi. Trang Hạo Nhiên nhấn thang máy VIP, lúc quản lý đại sảnh im lặng chờ đợi, đi vào thang máy, Đường Khả Hinh không cách nào, cũng chỉ kéo dương hành lý đi tới. Quản lý đại sảnh nhanh chóng nhấn nút thang máy, lại khom người xuống, tiễn Trang Hạo Nhiên lên lầu, mới đứng người lên, nhìn trợ lý nói khẽ, không phải có tin đồn, bởi vì chuyện của Đường Khả Hinh và vợ chưa cưới của tổng giám đốc tưởng vỡ ra. Trang tổng bỏ rơi Đường Khả Hinh. Nhìn dáng vẻ này không giống. Đúng vậy, đúng vậy, cô ấy còn kéo dương hành lý cho Trang tổng, trợ lý cũng nghi ngờ nói. Bên trong thang máy, Trang Hạo Nhiên lại hết sức nhẫn nại, một tay cắm túi quần, ngẩng đầu lên, nhìn bảng số thang máy thay đổi. Đường Khả Hinh có chút mờ mịt, nhìn Trang Hạo Nhiên, nhẹ nhàng hỏi tổng giám đốc. Một chút nữa anh muốn đi nơi nào? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng vẫn nhìn bảng số đang thay đổi đường khả hinh không dám lên tiếng cúi đầu cửa thang máy đinh một tiếng mở ra trang hạo nhiên nhanh chóng đi ra vừa đi về phía cửa chính phòng tổng thống vừa cởi bỏ cúc áo tây trang đường khả hinh vội vàng kéo dương hành lý đi theo phía sau đi vào phòng tổng thống cũng đã thấy trang hạo nhiên cởi tây trang xuống chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen nhanh chóng lên lầu để lại một câu nói đem dương hành lý bỏ vào một bên ở dưới lầu chờ tôi một chút nếu như anh không rãnh tôi để hành lý xong sẽ về nhập tài liệu kia người trên lầu đã đi vào phòng tắm đóng cửa lại rồi đường khả hinh sửng sốt đứng ở dưới lầu bởi vì anh trở lại còn chưa kịp hân hoan vui vẻ người cũng đã mịt mờ nghi ngờ không hiểu một chuyện im lặng một lúc lâu chuông cửa vang lên cô liền ngạc nhiên đi về phía cạnh cửa mở cửa nhìn thấy một đám nhân viên ăn mặc mò đồ giống như nhà thiết kế nhìn đường khả hình cung kính gật đầu nói, đường tiểu thư. À, vâng, chấm ngoặc kép, đường khả hình sững sờ, nhìn bọn họ. Chúng tôi nhận lệnh tổng giám đốc trang, chọn cho cô lễ phục thích hợp bữa tiệc, chút nữa tham gia một bữa tiệc chưa? Chấm ngoặc kép, chuyên gia thiết kế Lily dẫn đầu nhìn đường khả hình cười nói. À, tại sao, đường khả hình nhìn bọn họ, ngạc nhiên hỏi. Trên bữa tiệc tôi còn thiếu bạn gái. Chấm ngoặc kép, Tiếng của Trang Hạo Nhiên từ phía sau truyền đến. Đường Khả Hinh sững sờ, xoay người, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên nhanh chóng tắm rửa, mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu trắng, sách theo tây trang màu trắng ném sang một bên, hơi phủi phủi tóc ướt át nói. "À, Đường Khả Hinh lại ngây ngốc đáp lời, căng thẳng hỏi tại sao? Là tôi, tiêu đồng quá cao." Trang Hạo Nhiên trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, nhìn nhân viên ở sau lưng Đường Khả Hinh, nói, "Vào đi. Nhanh lên." Tôi không có thời gian. Vâng, nhân viên lập tức đi tới, cũng đồng thời mang tới rất nhiều tủ sắt, còn có một đống lớn váy dự tiệc sang trọng. Đường khả hình trợn mắt há hốc mồm nhìn. Mời đi theo tôi, chấm ngoặc kép, Lily li kéo nhẹ đường khả hình, không nói thêm nữa, kéo cô đi vào phòng khách lầu 1, nói tắm rửa trước. Tổng giám đốc, tôi, chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức bị người dắt, lại quay đầu lại, căng thẳng nhìn anh một cái, gọi nhỏ tôi không được. Trang Hạo Nhiên ôm vai, nhắm mắt lại, tựa vào trên ghế salon, nghỉ ngơi chốc lát, không lên tiếng. Đường Khả Hinh bị một đám đông kéo phòng khách to lớn, đầu tiên bị buộc tắm sông hơi tinh dầu, sau đó mặc đồ lót màu da, bởi vì gần đây cô hơi gầy, ngay cả không cần bó bụng, trực tiếp mặc vào cho cô một chiếc váy cúp ngực đuôi cá dài màu đỏ thấm, lại chọn một cái khoác lông thú màu trắng, phủ lên cho cô, nhẹ nhàng dìu cô ngồi ở trên ghế salon, lấy giày cao gót một tất hai màu nút mang vào cho cô, nhà tạo mẫu tóc nhanh chóng trải tóc kiểu hàn cho cô, khéo léo dễ tóc dài trên trán sang bên trái, tạo thành kiểu tóc cổ điển, lại dùng ngọc trai cố định búi tóc nhỏ. Thợ trang điểm nhanh chóng thoa cho cô phấn trang điểm thượng hạng màu nút đang lưu hành, đánh bóng mắt màu be, kéo bóng mở qua sống mũi cao, lại dùng tinh dầu hoa hồng bôi nhẹ lên đôi môi đỏ mọng mềm mại. Cô khẽ giơ ngón tay lên, nhìn đường khả hình trong gương trang điểm trước mặt, khuôn mặt thật quyến rũ, cười nói thật đẹp. Đường khả hình chớp mắt to ngập nước mắt to, nhìn mình trong gương. Được rồi chưa, không có thời gian, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đẩy cửa đi tới, thấy một cô gái nhỏ mặc váy tua dài màu đỏ thấm, khoác áo lông thú trắng, trải tóc kiểu phục cổ, đeo vòng tay crystal, ngồi ở trước gương trang điểm, chậm rãi xoay người, nhìn mình, bộ ngực khít khao săn chắc, hết sức hấp dẫn, eo nhỏ nhắn tròn trịa, mép đuôi váy mở ra, lộ ra chân dài xinh đẹp trắng nõn hấp dẫn. Anh im lặng nhìn cô một cái. Đường Khả hình cũng mở miệt yên lặng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, im lặng đi tới, búng ngón tay. Thợ Kim Hoàn lập tức đưa tới một nhung hộp màu xanh đen. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng mở ra, từ bên trong lấy ra một dây chuyển kim cương giá trị 100 triệu, gỡ móc khóa, nói, đứng lên. Đường Khả hình nghe vậy, liền im lặng nắm nhẹ đuôi váy, thật cẩn thận mang giày cao gót một tất hai, đứng lên, không ngờ bởi vì quá cao, nhất thời không yên, hơi loạn choạng. Trang Hạo Nhiên nắm chặt cánh tay của cô. Mặt của đường khả hình ửng đỏ, vẫn im lặng đứng trước mặt của anh. Khuôn mặt Trang Hạo Nhiên không lộ vẻ gì, gỡ móc khóa sợ dây chuyền kim cương, sau đó bước đến gần trước mặt cô, cúi xuống, nhẹ nhàng đeo lên dây chuyền kim cương gần 100 triệu cho cô, mặt khẽ tựa vào cái cổ cô trắng như tuyết, sống mũi cao thẳng khẽ chạm vào da thịt cô trắng như tuyết. Mặt của cô ửng đỏ, hơi nhột, vẫn không nhịn được hỏi nhỏ tại sao. Là tôi, tôi, không hiểu gì, không có người nào hiểu mọi thứ. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lưu loát đeo dây chuyển kim cương cho cô xong, mới đỡ người của cô, nhìn cả người cô từ trên xuống dưới, hài lòng mỉm cười, nói, đi thôi. À, chấm ngoặc kép, đường khả hình ngẩng đầu lên. Người anh đã đi ra ngoài. Không đổi tính xấu. Đường khả hình khẽ cắn môi dưới, nghe nhân viên bên cạnh cười khẽ, cô cũng bất đắc dĩ mỉm cười, kéo nhẹ đuôi váy, đi ra khỏi phòng, Ngẩng đầu lên đã thấy Trang Hạo Nhiên mặc vào tây trang màu trắng, đeo bông hoa tơ tầm màu trắng, nghiêm nghị giống như một ông vua, nhìn mình, nhanh chóng giơ tay nói, "Nhanh lên." Đường Khả Hình không cách nào, chỉ đành phải mang đôi giày cao gót thật cao đi về phía anh. "Đi thôi." Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên không đợi cô đi tới trước mặt của mình, cũng đã xoay người đi ra ngoài. Tay Đường Khả Hình cũng nhẹ nắm một góc áo khoác lông thú mềm mại, đi ra ngoài hai người cùng nhau đứng ở trước thang máy đường khả hinh mới ngẩng đầu lên nhìn anh có chút lo lắng hỏi nếu như một chút nữa tôi làm cho anh mất mặt thì làm thế nào trang hạo nhiên hết sức tao nhã đứng ở bên cạnh thang máy thoải mái nói vậy cũng đừng làm mất mặt đường khả hinh bất đắc dĩ cúi đầu cửa thang máy mở ra hai người cùng đi vào không đến bao lâu liền cùng nhau đi ra thang máy chính là đại sảnh khách sạn tân khách và nhân viên làm việc lui tới nhìn Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh, hai người, một tao nhã lịch sự uy phong lẫm liệt, một cô gái phương đông hấp dẫn, dịu dàng, thuần khiết cùng đi chung với nhau, rất đáng chú ý, rất mê người. Đường Khả Hinh có chút căng thẳng cúi thấp đầu, đi theo bên cạnh Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, thấy chiếc Rolls Royce phiên bản dài đang ở phía trước, anh không nói hai lời, liền kéo nhẹ chiếc eo nhỏ gầy của Đường Khả Hinh, trước mắt bao người, dìu cô đi ra đại sảnh, lại săn sóc dìu cô ngồi lên sau xe, thậm chí kéo nhẹ đuôi váy gen thật dài rơi vào cửa xe, mình mới thoải mái ngồi xuống, buông lỏng cúc áo tây trang, mới căn dặn tài xế, lái xe. Vâng, tài xế lập tức nắm chặt tay lái, chậm rãi chạy tới phía trước. Chúng ta đi đâu, đường khả hình kéo nhẹ áo khoác lông thú, ngồi ở trong không gian hết sức lớn, bên trong có tivi nhỏ, tủ rượu đỏ nho nhỏ, cùng các loại cúc tiêu, còn có máy vi tính, tủ lạnh nhỏ, đầy đủ mọi thứ, thật sự là một không gian rất xa hoa. Trang hạo nhiên không lên tiếng, đang suy nghĩ chuyện gì, tay gõ vị trí trống bên cạnh một cái. Tổng giám đốc Đường Khả Hinh gọi anh. Hả, Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn cô. Chúng ta phải đi đâu? Đường Khả Hinh nhìn anh, bất đắc dĩ nói. Lúc này Trang Hạo Nhiên mới nhìn cô, nói, giờ ngọ, tôi có bữa bữa tiệc ở trên du thuyền, phía trên có hoàng tử Anh Quốc, quốc phương Bhutan còn có tất cả nhân vật chính giới nổi tiếng. Bao gồm, chủ tịch hạ viện, con trai ủy viên trương, còn có tiểu thư. Chấm ngoặc kép, đường khả hình ngây người. Lúc này Trang Hạo Nhiên có chút vội vàng lại gần cô, hai mắt sắc bén nhìn đôi mắt to xinh đẹp của đường khả hình, nói, nói cho tôi biết, cô có thể khiêu chiến với côn ti 1980 sao. À, đường khả hình không hiểu nhìn anh, một cơn gió bay tới, mùi thơm trong cơ thể cô hoàn toàn phát ra ngoài. Trang hạo nhiên hít mạnh một cái, đột nhiên cúi xuống, mặt gần như nhẹ dán vào cổ trắng nõn của đường khả hình, tay đã nhẹ nhàng trượt xuống áo lông của cô, lộ ra bả vai trắng nõn khiêu gợi. Này, đường khả hình lập tức xê ra, đỏ mặt hỏi, anh làm gì vậy? Đừng động, chấm than ngoặc kép, sống mũi cao thẳng của Trang hạo nhiên đột nhiên nhẹ nhàng quét qua xương quai xanh của cô, nói tôi muốn mùi vị này. À, đường khả hình vẫn không hiểu. Trường 440, kế hoạch. Trang Hạo Nhiên lập tức lại gần Đường Khả Hinh, nhìn chằm chằm ánh mắt mơ mộng của cô, nói cô ngửi xem mùi nước hoa trên người cô là mùi gì. Đường Khả Hinh sững sờ, liền kéo nhẹ áo lông thú trắng tinh, cúi xuống, nhẹ nhàng ngửi, nói, một loại nước hoa hoa hồng xanh Bulgari duy nhất, có chứa hương thơm ánh nắng ban mai đặc biệt, hết sức hiếm có. Cô ngửi một cái, nói ngay mùi thơm này. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, nói, đúng rồi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, sướng sờ nhìn anh nói, thế thì thế nào? Trang hạo nhiên lại dán gần cô, nói, vậy trên người tôi, là mùi nước hoa gì? Đường khả hình vừa nghe, liền ngạc nhiên lại gần trước mặt của anh, khẽ cúi xuống, nâng nhẹ tay trang của anh, chóp mũi nho nhỏ đưa gần cổ của anh, ngửi nhẹ một cái. Lại mập mờ đến gần. Trang hạo nhiên khẽ cúi xuống, hai mắt nóng bỏng nhìn khả hình trong ngực, đôi bàn tay nhỏ bé, chống nhẹ trước lồng ngực của mình, đang nhắm mắt lại, dùng khứu giác mãnh liệt của mình, tìm kiếm mùi hương, lông mi thật dài, rất hấp dẫn phủ xuống, chóp mũi đã nhẹ dán vào lồng ngực mình, hơi thở nhẹ nhàng, môi đỏ mọng hé mở, nghiêng người tới trước, bầu ngực sữa hơi lộ ra bờ ngực. Ánh mắt anh nhẹ nhàng nhìn bầu ngực mềm mại trắng nõn của cô. Đường khả hình vẫn khép chặt hai mắt, hai tay vô thức vén nhẹ tay trang của trang hạo nhiên, thân thể càng dán gần lồng ngực của anh, theo bản năng người. Đột nhiên mở mắt, trang hạo nhiên lập tức chuyển ánh mắt, nhìn cô, hỏi, ngửi ra không? Ngửi ra, do một phần độc chất của tử đinh hương điều chế thành mùi nước hoa. Anh điên hả, anh muốn làm gì? Đường khả hình kinh ngạc nhìn anh, hỏi. Trang hạo nhiên nhìn đường khả hình, lập tức đóng cửa bên trong buồng xe cách âm với tài xế, mới tiến lên trước, nhìn cô nói, tôi nói với cô một chuyện. Cô hãy nghe cho kỹ. Đường khả hình ngạc nhiên kỳ quái nhìn anh. Trang hạo nhiên theo bản năng hạ thấp giọng, nói một chút nữa ở trên du thuyền quốc vương bhutan ông ta còn mang đến một nhân vật bí ẩn ánh mắt của đường khả hình nhấp nháy nhìn anh người này tên là đạt khoa là người bhutan có đất đai nhiều nhất tôi muốn mua một miếng đất ở đó Trông trọt giống nho mà tôi muốn trang hạo nhiên nhìn đường khả hình hai mắt sắc bén nói nhanh a à, chấm ngoặc kép đường khả hình chỉ ngây ngô đáp thế thì thế nào lúc này Trang Hạo Nhiên mới có chút căng thẳng nhìn đường khả hình, nói, nhưng mảnh đất này, tôi và con trai của ủy viên Trương đang tranh nhau. Anh ta nhất định phải được, tôi cũng nhất định phải được, cho nên lúc tôi ở nước Anh, nhận được tin tức, Đạt Khoa đang muốn đem điều kiện và tiêu chuẩn trả giá dự án, bí mật in thành tài liệu, giao cho trợ lý của anh ta đang ở Trung Quốc. À, chấm ngoặc kép, đường khả hình vẫn ngây ngốc nhìn anh, nói, sau đó. Trang Hạo Nhiên lại gần đường khả hình, ánh mắt vô cùng cẩn thận nghiêm túc, giống như là đứa bé cố chấp nói tôi muốn mảnh đất kia. Tôi biết rõ anh muốn mảnh đất kia, nhưng thế nào? Đường khả hình nhìn Trang Hạo Nhiên, ra đầu có chút tê dại hỏi. Hai mắt Trang Hạo Nhiên mãnh liệt chợt lóe, nói cho nên tôi quyết định phải lên thuyền, lấy tài liệu của đạt khoa vào tay. Làm, làm sao lấy tới tay? Đường khả hình đột nhiên có chút hoảng sợ, hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn hai mắt ngây ngốc, dừng lại một lát, mới nói ra một chữ trộm. Trộm, đường khả hình kêu lên. Đừng có kêu lớn tiếng như vậy, Trang Hạo Nhiên lập tức bưng chặt miệng của cô, gấp gáp nói. Đường khả hình lập tức phủi tay của anh, vô cùng tức giận nhìn anh, căng thẳng nói, anh nói bậy bạ gì đó. Trộm, trộm vật là không đúng. Có gì không đúng, Trang Hạo Nhiên nhìn cô, nâng cao giọng nói, tôi chỉ liếc mắt nhìn, sau khi chụp được tài liệu, tôi liền trả về đây chính là không đúng. Đường khả hình lại căng thẳng kêu to, thủ đoạn này quá hèn hạ rồi. Tôi là một thương nhân, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên nhìn khả hình, lại mạnh mẽ nói có lúc cần thiết có thủ đoạn. Huống chi, tôi cũng nghe nói con trai của ủy viên trương cũng muốn đi trộm. Tôi mới trộm. Anh có thực lực, hoàn toàn có thể không cần dựa vào loại này. Trên thế giới này, tin tức rất đáng tiền. Chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên nhìn cô, nhanh chóng nói, anh, chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức căng thẳng nhìn anh, trái tim nhảy thình thịch nói, hơn nữa. Anh và con trai của ủy viên trương đấu nhau, anh không sợ cha của anh ta làm thịt anh à. Đây chính là chủ tương lai quốc gia. Cho nên tôi mới đem cô lên thuyền, trang hạo nhiên bật cười nói. Đường khả hình trừng lớn con ngươi, chỉ vào anh. Tôi biết rõ, ở trong lòng ủy viên trương, cô nhất định có vị trí, cho nên dẫn cô tới đây, chỉ vì tháo gỡ một chút không khí, nhưng mục đích thực sự là mùi thơm trên thân thể cô. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhìn cô, có chút hưng phấn nói. Có ý gì, đầu óc đường khả hình đã dối tinh dối nùi rồi. Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, bưng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, nói tôi nói với cô, trước kia đạt khoa có một người tình, tên là Lệ Na, ba năm trước đây đã qua đời, tôi dò tham gia, khi Lệ Na còn sống thích nhất một mùi nước hoa, chính là mùi nước hoa trên người cô. Chấm ngoặc kép, Đường khả hình không thể tưởng tượng nổi, nín thở im lặng, khiếp sợ nhìn anh. Hai mắt trang hạo nhiên sức hấp dẫn, mãnh liệt chợt lóe, khóe miệng cong lên có chút hả hê, cười nói cho nên, một chút nữa, sau khi cô lên thuyền, làm như vô ý đến gần đạt khoa, sau đó ở trên bong thuyền nói chuyện phiếm với anh ta, tôi tiến phòng của anh ta, trộm tài liệu. Đường khả hình chớp mắt, nhìn người này, một cơn tức giận ầm ầm bùng lên, kêu to trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên giật mình, hỏi, làm gì? Anh không phải về đây để lợi dụng tôi chứ? Chấm hỏi ngoặc kép, đường khả hình cao giọng kêu lên. Cái này gọi là lợi dụng sao? Đây là chuyện hai chúng ta cùng nhau hoàn thành. Tôi là cấp trên của cô, cô là cấp dưới của tôi, chúng ta là đồng nghiệp. Đồng nghiệp là phải cùng chung mục tiêu và nhiệm vụ. Trang hạo nhiên nhìn cô, nói rất thẳng thắn. Anh, chấm ngoặc kép, đường khả hình vừa nóng vừa giận vừa đau lòng vừa khổ sở nhìn anh, nói anh muốn làm chuyện này, cũng không có suy nghĩ cho tôi một chút sao? Khó trách trang điểm cho tôi thành ra như vậy, thì ra muốn tôi đi quyến rũ đạt khoa đó. Nếu, nếu anh ta là con quỷ háo sắc thì làm thế nào? Anh ta khi dễ tôi thì làm thế nào? Gì? Trang Hạo Nhiên không nói nên lời nhìn Đường Khả Hinh, cười phốc một tiếng, nói chỉ dựa vào cô muốn quyến rũ người ta. Người vợ hiện tại của anh ta là đệ nhất mỹ nhân Bhutan. Huống chi, tôi đã bố trí xong ở bên trong thuyền nếu như cô gặp chuyện không may, tự nhiên sẽ có người ra ngoài ngăn cản. Chuyện này, tại sao muốn tôi đi làm? Anh có thể phái người. Hoặc chấm ngoặc kép, đầu óc Đường Khả Hinh lộn xộn, nói: "Đây không phải là vừa trở về, không có thời gian bố trí sao?" Trang Hạo Nhiên nhìn cô, lại cao giọng nói: "Chuyện này rất nguy hiểm, không nên làm như vậy, chỉ là một mảnh đất thôi, không phải anh có rất nhiều sao? Lần sau mua nữa là được." Đường Khả Hinh nhìn anh, có chút căng thẳng nói tôi nhất định muốn mảnh đất kia chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên lại khẳng định nhìn đường khả hình hai mắt hết sức mãnh liệt hết sức cố chấp nói chấm ngoặc kép đường khả hình hết ý kiến giúp tôi một chút đường khả hình hả trang hạo nhiên nhìn cô hết sức lo lắng nói xe đã lái vào câu lạc bộ sắp lái về phía quảng trường lên du thuyền đường khả hình khẽ chấp cúi đầu vẫn còn ở do dự khả hình giúp tôi một chút, Trang Hạo Nhiên lại nắm bả vai của cô, van xin cô, nói, làm ơn. Rất nhanh quả nho của chúng ta có thể hút không khí bu tan phiến thần thánh giọt xương trên ngọn cỏ. Đường khả Hinh bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn anh, khẽ thở dài một cái. Trang hạo nhiên nhìn ánh mắt cô, đột nhiên mỉm cười, lập tức ôm cô vào trong ngực, lại rơi xuống một câu, một chút nữa lên thuyền, tôi có cử chỉ hơi thân mật, cô đừng để ý, bởi vì tôi nói với người khác, cô là cô gái tôi sắp cưới. Anh, chấm ngoặc kép, đường khả hình nghe xong lời này, lập tức vươn tay, liều mạng vỗ bờ vai của anh, nói anh thật sự là chuyện gì cũng làm ra được. Cái gì cũng dám nói, anh quá đáng sợ. Ôi ôi ôi, Trang hạo nhiên tránh né cô vỗ vào, mới gấp nói, nếu như tôi không nói như vậy, chẳng may đạt khoa thật thích cô thì làm thế nào. Tôi không chịu, anh đi chết đi, đường khả hình đẩy mạnh anh. Tôi nói thật, Trang Hạo Nhiên không nhịn được nhìn cô, véo nhẹ cằm của cô, đột nhiên có chút dịu dàng nói, xem cô bây giờ thế nào. Thật đẹp hả? Anh tránh ra á, đường khả hình đẩy anh ra. Cô hãy nghe tôi nói. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy không có thời gian, lại nhanh chóng căn dặn nói, nhận được mùi hương trên người tôi, tôi sẽ để lại một chút mùi hương ở trên người cô. Lúc cô nói chuyện phiếm với Đạt Khoa, chỉ cần cô xác định mùi hương biến mất, có thể rút lui. Hơn nữa phải rút lui thật nhanh. Hiểu. Đường khả hình bất đắc dĩ nhìn anh. Xe nhanh chóng lái vào câu lạc bộ, chạy qua đường lớn hoa hồng thật dài, lái về phía trước quảng trường du thuyền hình tròn khổng lồ, chậm rãi dừng lại. Vô số khách quý đã lục tục lên thuyền. Một bữa tiệc không tính là đông người nhưng vẫn bảo vệ nghiêm cẩn, mỗi ba bước, một vệ sĩ và đặc cảnh, mặc tây trang màu đen, nghiêm túc đứng thẳng. Tài xế đi xuống xe trước, nhẹ nhàng mở cửa xe. Trang hạo nhiên ở trong tiếng sóng biển, chậm rãi đi xuống xe, ngửa mặt nhìn du thuyền khổng lồ trước mặt, đón gió biển lẫm liệt, đột nhiên mỉm cười, lại đi vòng qua sườn xe, đi tới trước một cánh cửa khác, tự mình mở ra, khẽ cúi người vươn tay, dịu dàng gọi nhỏ, thân ái, xuống đi. Đường khả hình khẽ đưa bàn tay nhỏ bé, đặt ở trong lòng bàn tay trang hạo nhiên, đón gió biển mãnh liệt, mang giày cao gót một tất hai, đi xuống xe, mặc cho váy đỏ phất phới, lộ ra đùi đẹp thon dài hấp dẫn, rúc vào trong ngực trang hạo nhiên, Ngẩng đầu lên, nhìn Du thuyền, hai mắt thoáng qua một chút lo lắng. Đi thôi." Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên không đợi cô do dự, liền dắt cô từng bước từng bước đi lên cây cầu dài nối liền Du thuyền. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 441, đến gần. Biển trời chạm vào nhau, đợt sóng tuôn trào, Du thuyền màu trắng bồng bềnh ở trên mặt biển, vô cùng hùng vĩ. Trang hạo nhiên đỡ đường khả hình đi qua hành lang thật dài, từng bước đi về phía bong thuyền, gió biển mãnh liệt thổi tới, vén lên đuôi váy đỏ thấm thật dài của đường khả hình, đùi đẹp thon dài hấp dẫn, lập tức lộ ra làm cho nam nhân viên phục vụ không nhịn được nhìn cô. Chấm. Đường khả hình có chút thẹn thùng vén nhẹ tóc trên chán, tay phải nắm váy dài, nhưng bởi vì gió thổi quá lớn, lại đi trên bong thuyền, áo lông thú chảy xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn mê người xinh đẹp. Trên bong thuyền nâng ly, đang khiêm tốn mỉm cười tất cả công tử nho nhã theo bản năng nhìn cô gái ở đầu kia ánh mắt rơi vào vai thơm của cô và bộ ngực sữa như ẩn như hiện trang hạo nhiên nhìn mọi người mỉm cười gật đầu lại theo bản năng kéo nhẹ lông áo thú của đường khả hinh nhẹ nhàng che lấp bờ vai trắng như tuyết của cô tay đặt nhẹ ở trên cặp mông cúi xuống ở bên tai của cô giống như rất mập mờ cảm tính nói nhớ lại lúc tiếp nhận huấn luyện của uyển đình lần trước chứ đường khả hinh khẽ gật đầu biết rõ làm sao kháng cự đàn ông có ý đồ bất chính đối với cô chứ? Trang Hạo Nhiên cẩn thận hỏi. Biết. Chấm ngoặc kép Đường Khả Hinh nói xong, theo bản năng tay đã hướng bắp thịt nơi bụng anh nhéo mạnh một cái. A, à, Trang Hạo Nhiên nhăn mặt kêu nhỏ một tiếng, nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng nhìn anh, nói: đầu tiên đề phòng là anh. Tay của anh còn để đó. Trang Hạo Nhiên không nhịn được nhìn cô, cười nói: ai? Nếu như tôi không thân mật với cô một chút, những người đàn ông đó đã ra tay rồi, cô không biết. Tình huống kia không giống nhau, đường khả Hinh lại nhìn anh chầm chầm, nói khẽ. Hai mắt trang hạo nhiên dịu dàng chợt lóe, nhìn cô, đột nhiên trong tay xuất hiện một ly rượu đỏ côn ti lá pi 2000, đưa về phía cô, nói, mời, nữ thần. Đường khả Hinh cũng nhìn anh, nhẹ nhàng dùng tư thái hết sức chuyên nghiệp, bưng ly thủy tinh. Trang hạo nhiên nâng lên một cái ly Lapi khác, nhìn tân khách xung quanh, có người quen và không quen, cũng nâng ly về phía bọn họ khẽ mỉm cười, liền dắt đường khả hình đi về phía trước, nói, một chút nữa, tôi sẽ nói cho cô biết, người nào là đạt khoa tiên sinh, cô đừng giả vờ như nhận biết từ ban đầu, mà như lơ đãng gặp qua. Cô có thể làm rất tự nhiên không? Đường khả hình nghe vậy, gật đầu một cái. Trang hạo nhiên nhìn cô một cái, không nhịn được cười nói cô thật có thể làm sao. Đường khả hình quay đầu nhìn Trang hạo nhiên, nói, dĩ nhiên có thể, tôi biểu diễn một chút kỹ xảo." "Ơ, ờ, Trang Hạo Nhiên nhìn cô, nhịn không được bật cười. Hai người cùng nhau nâng ly rượu đỏ, chậm rãi đi về phía tân khách, đi qua đại sứ pháp, hầu tước Anh, còn có con của thủ tướng Nhật Bản, bọn họ mặc tây trang màu đen, đi cùng đối tác, Nâng Ly, đứng ở trên thuyền, hóng gió mát mẻ phương nam, Nâng Ly mỉm cười, ngửi được một mùi thơm đếu rối rít ghé mắt, vừa phận nhìn thấy Đường Khả hình như thế một cô gái thuần khiết và hấp dẫn động lòng người, chảy tóc kiểu cổ điển, tay nâng ly rượu đỏ, lộ ra nụ cười ngượng ngùng, nhìn tân khách, hơi gật đầu mỉm cười, hai mắt mơ mộng. Giống như búp bê, thần thái sáng ngời, hết sức mê người. Mọi người không nhịn được nhìn cô. Cảm ơn khúc huyền đình lần trước biết cách huấn luyện. Đường khả hình đón ánh mắt mọi người phóng đến, hết sức lễ phép gật đầu mỉm cười, thấy mấy người đàn ông chăm chú nhìn mình tương đối lâu, cô lại nâng ly về phía người ta, tỏ vẻ lễ phép. Mấy người đàn ông cũng dối giết nâng ly về phía cô. Trang hạo nhiên vừa bước đi, vừa cúi đầu, giống như nói khẽ bên tai đường khả hình, cảm tính nói không cần nhìn từng người cẩn thận như vậy. Học theo anh, lúc thấy mỹ nữ, ánh mắt anh chợt lóe sáng lấp lánh. Đường khả hình tựa vào bên cạnh anh, nhẹ nhàng cười nói. Trang hạo nhiên ho khan một tiếng, lại dìu cô đi về phía trước, ánh mắt chậm rãi nhìn vào giữa bong thuyền rốt cuộc nhìn thấy người của mấy công ty và bạn bè quen biết anh lập tức ôm lấy đường khả hinh đi về phía đám người kia mỉm cười gọi rách. sách mặc tây trang màu đen ở trong đám bạn bè xoay người nhìn thấy trang hạo nhiên từ anh quốc trở lại lập tức vui mừng cười gọi hạo nhiên trang hạo nhiên lập tức cười to sảng lãng ôm đường khả hinh nâng ly đi về phía bọn họ nói vài ngày không gặp không phải anh ở nước anh sao chiều hôm qua tôi còn thấy báo chí nói anh chấm ngoặc kép sách lập tức nhìn đường khả hình bên cạnh vẻ mặt tươi đẹp đang tựa vào bên cạnh trang hạo nhiên ngượng ngùng mỉm cười anh nhất thời không rõ thân phận không dám nói lung tung ngược lại vài người bạn bên cạnh biết trang hạo nhiên đầy thâm ý nhìn trang hạo nhiên cười nói hạo nhiên không tệ nhỉ trở về nước lập tức có giai nhân làm bạn vị này là trang hạo nhiên ôm nhẹ khả Hinh vào trong ngực mỉm cười nâng ly nói chê cười rất nhanh sẽ là của tôi vợ rồi." Đường Khả Hinh liếc anh một cái. "Trời ạ, à, mấy người đàn ông đồng thời kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh, lập tức lộ ra vẻ mặt hết sức cung kính và vui vẻ, nói, tên nhóc anh cũng thật biết chọn. Cô gái Phương Đông rất đẹp, người đẹp này làm ở đâu?" "Nữ thư ký của tôi." Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười ở bên tai Đường Khả Hinh, hôn nhẹ. Mặt của Đường Khả Hinh lập tức ửng hồng, đành phải miễn cưỡng nở nụ cười xấu hổ. "Ồ, chấm ngoặc kép mấy người đàn ông nâng ly cười to trang hạo nhiên cười nâng ly về phía bọn họ đúng lúc này trong chớp mắt nâng chén nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông mặc tây trang màu đen tựa vào lan can du thuyền ở đầu kia nhìn trời cao biển rộng vóc người hết sức khôi ngô da hơi ngăm đen đôi tay nắm chặt lan can nhẫn cưới trên ngón vô danh chiếu lấp lánh giống như đang nhớ lại một chút chuyện theo bản năng anh liền nhìn đường khả hinh đường khả hinh nhìn anh một cái cũng nâng ly nhìn người kia đứng ở lan can bong thuyền, có chút hiểu ý. Trang hạo nhiên lập tức nhìn rách, cười nói, người đẹp Nhật Bản khêu gợi lần trước đâu rồi. Đừng nói nữa, cha cô ấy là nội các đại thần, gặp mặt tôi, tôi nói ra một chút quan điểm chính trị bất đồng, thiếu chút nữa ông ta rút kiếm. Sau đó cắt đứt đường lui tới của con gái và tôi. Rách bất đắc dĩ cười nói. Đường khả hình dựa theo phương pháp khúc huyển đình dạy mình, lúc muốn đi khỏi, nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi, không quấy giày đối phương nói chuyện, liền chậm rãi lui ra, nâng ly, nhìn bóng dáng màu đen nơi bong thuyền đầu kia, mang giày cao gót một tất hai, từng bước từng bước đi tới. Gió biển mãnh liệt thổi tới. Đường khả hình đột nhiên ngừng lại, phát hiện gió biển nơi này có vị mặn nghiêm trọng, hoàn toàn lấn át mùi hương tản ra từ thân thể mình. Cô nhớ cha đã từng nói với mình, nếu muốn mùi thơm tiến vào khứu giác, ảnh hưởng thần kinh não, để điều khiển ý thức người khác phải có đầy đủ phân lược cô im lặng nhìn cái bóng lưng kia hết sức cô đơn, giống như đang nhớ lại ký ức, hai mắt xoay tròn, nghĩ tới một chút nữa trang hạo nhiên hành động, trên mặt hiện lên vẻ kiên định, đột nhiên tay cầm ly rượu, nhẹ ngăn nhân viên phục vụ sắp trải qua bên cạnh mình. Nhân viên phục vụ quay đầu, nghi ngờ nhìn cô. Đường khả hình nhìn anh ta, khẽ mỉm cười, đem ly rượu cầm trong tay, đặt nhẹ trên khay. Nhân viên phục vụ nhìn ánh mắt cô giống như có ma lực, có chút sững sờ, lúc này mới phản ứng nghi, nhìn cô cung kính gật đầu, mới cầm ly rượu, đi khỏi. Ngay sau đó đường khả hình nhìn bóng lưng tĩnh mịch đó, hôm nay ánh nắng mặt trời rực rỡ, đôi bàn tay đeo kim cương lấp lánh nhẹ nhàng buông áo lông thú trắng tinh trên người, lộ ra bả vai trắng như tuyết cùng phần lưng gợi cảm rồi tới khe cổ hấp dẫn. Trang hạo nhiên đang nói chuyện, nâng ly rượu uống một hớp nhìn đường khả hình cởi áo khoác xuống, anh phụt một tiếng, phun rượu ra ngoài. Này, anh làm gì thế? Chấm hỏi ngoặc kép mấy người đàn ông kinh ngạc cười nhìn anh. Khủ 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 khủ, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên vừa ho khan, ánh mắt vừa liếc về phía đường khả hình, khiếp sợ suy nghĩ, cô muốn làm gì. Đường khả hình giao áo lông thú cho nhân viên phục vụ đi tới hầu hạ, mình nhìn về phía bóng lưng cô đơn của người kia, cảm thấy mùi thơm từ trong thân thể của mình đã tản ra, liền di chuyển bước chân hấp dẫn, nhẹ nhàng đi về phía đầu kia bong thuyền, đôi tay nắm nhẹ lan can, đón tàu biển trên du thuyền, nhắm mắt lại, gió biển mãnh liệt thổi tới, váy dài màu đỏ thấm tung bay, lộ ra đôi chân dài hết sức mê người, ngọn lửa đỏ thấm trên bả vai của cô cháy hừng hực, giống như ngọn lửa thiêu đốt dục vọng. Một mùi thơm blue lover như mộng như ảo, từ trên thân thể của cô gái bay ra. Bên cạnh, người đàn ông mặc tây trang màu đen, tuổi gần 40, thân cao 1m80, ngũ quan thâm thúy, nét mặt ngoại quốc, rốt cuộc quay đầu, nghi ngờ nhìn cô gái phương đông xinh đẹp hấp dẫn ở bên cạnh, ánh mắt nhanh chóng rơi vào nửa khuôn mặt hoàn mỹ của cô, cái cổ trắng nõn, bờ vai thơm, mang theo hương hoa hồng xanh quyến rũ quá quen thuộc làm cho hai mắt anh ta lập tức sáng lên. Đường khả hình nhìn bầu trời xanh thẳng, biển rộng vô tận, sóng lớn tuôn trào, cô khẽ mỉm cười, nhẹ vén tóc trước chắn cố định bên mặt, rất hưởng thụ xoay người, lại thấy trước mặt có một người đàn ông trung niên, hết sức trí tuệ nhìn mình, cô khẽ mỉm cười, nhìn anh, lễ phép gật đầu một cái. Hi, Đạt Khoa không nhịn được nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, theo bản năng hít lấy mùi thơm tản ra từ thân thể cô, nói nhỏ. Hi, chấm ngoặc kép, hai mắt đường khả hình nhẹ nhàng chuyển động nhìn về phía anh ta, lộ ra nụ cười dịu dàng. Đạt Khoa vẫn nhìn cô thật sâu nhưng đường khả hình không có nhìn anh ta, mà nhìn đám người xung quanh, ánh mắt lộ ra một chút yêu cầu. Khúc huyền đình rất có phương pháp dạy dỗ. Cần một chút rượu, Đạt Khoa đã nhìn ra, dùng tiếng chung không quá lưu loát, hỏi. Vâng, chấm ngoặc kép, đường khả hình mỉm cười nói. Đạt khoa không lên tiếng, chỉ búng ngón tay. Nhân viên phục vụ ở đầu kia lập tức đi tới, đang cầm các loại whisky và rượu đỏ, còn có cốc tai. Tiểu thư muốn loại rượu nào? Đạt khoa nhìn đường khả hình, hết sức thân sĩ, hỏi. Đường khả hình nhìn tất cả loại rượu ngon trong tay nhân viên phục vụ, đôi mắt đẹp nhấp nháy, mới mỉm cười nói Camino đi. Đạt khoa vừa nghe xong, Tay đã chuẩn xác bưng qua một ly rượu màu hồng, đưa về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn cách anh ta nâng ly, còn có mức độ nhìn rượu chính xác, khẽ mỉm cười, vươn tay nắm nhẹ chân ly, lướt qua ngón tay thô giáp của anh, cô tỏ vẻ không ngại, mỉm cười một cái. Thanh, yêu, đạt khoa hết sức hợp ý cô tinh tế dịu dàng và quan tâm. Đường Khả Hinh nhếch miệng mỉm cười, nhưng cũng không hết sức nhiệt tình. Vẫn là khúc huyền đình dạy dỗ tốt. Quả nhiên ánh mắt đạt khoa nhìn cô thật chặt, nói tiểu thư, xin hỏi cô họ gì. Trang hạo nhiên ở đầu kia nâng ly, nhìn chầm chầm. mươi 442, cô không sao chứ? Tôi họ đường, tên là Khả Hinh, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh mỉm cười nói. Phụ nữ Trung Quốc, đạt khoa vẫn có chút không chắc chắn. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu, sau đó cũng lễ phép nhìn anh ta, nhẹ nhàng hỏi, xin hỏi ngài là bọn họ gọi tôi đạt khoa. Chấm ngoặc kép, anh ta nâng ly mỉm cười nói. Chào đạt khoa tiên sinh. Chấm ngoặc kép, đường khả hình theo phương thức truyền thống Trung Quốc, thử dò xét gọi anh ta. Chào cô, đạt khoa nhìn cô, nói nhỏ, một luồng gió biển mãnh liệt mang theo mùi vị hoa hồng xanh mãnh liệt nhào về phía mình, nhất thời ký ức trước kia quay về. Đường khả hình hơi xoay người, nâng ly rượu đỏ hấp một ngụm nhỏ, nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên khẽ gật đầu, vẻ mặt biểu lộ cô một mình cẩn thận, liền im lặng bỏ đi, cũng đang lúc xoay người, nhìn thấy nơi xa có một người đàn ông đi cùng ba gã vệ sĩ và hai cậu ấm nhà giàu, mới vừa lên thuyền, lập tức bị ánh mắt mọi người mãnh liệt ném tới, dáng người anh ta cao chừng 1m80, mặc tây trang màu đen, khuôn mặt nguội lạnh, giống như cha mình, nhưng anh ta là thương nhân, hai mắt sắc bén mạnh mẽ, khuôn mặt đẹp trai, mang theo vài phần tính cách quả quyết của người Mỹ. Anh tốt nghiệp đại học Harvard ngành kinh tế là một doanh nhân mới của Trung Quốc, đã từng thành công tiến cử 31 công ty nước ngoài đầu, kích thích kinh tế của thành phố, làm cho nhiều người có nghề nghiệp, xem ra mặc dù anh là thương nhân, lại hết sức quan tâm sự nghiệp của cha. Anh chính là con trai của ủy viên Trương, người đàn ông kim cương thời đại mới, Trương Bồi Hiên. Trang Hạo Nhiên nhìn anh ta ngang tàng đi tới phía bên này, anh lập tức lẩn tránh ở sau cánh buồm, trên mặt lộ ra nụ cười hả hê, lập tức từ một cánh cửa khác đi xuống cabin du thuyền trang hạo nhiên có tới không trương bồi hiên vừa đi về phía trước vừa lạnh lùng hỏi đến rồi người ở sau lưng nói trương bồi hiên dừng bước lại nhìn anh ta một cái lập tức hỏi đến từ lúc nào mới vừa đến vệ sĩ nói trương bồi hiên tức giận nhìn anh ta nói có phái người trông chừng anh ta chưa không có không có vệ sĩ nhìn anh suy nghĩ cậu chủ cũng không có căn dặn bây giờ đi ngay Trương Bồi Hiên lập tức nói. Vâng, chấm than ngoặc kép, vệ sĩ lập tức nói. Trương Bồi Hiên lập tức bước nhanh lên bong thuyền, xung quanh chính giới nổi tiếng, dối giết nhìn, thiên kim nổi tiếng ảo tưởng tiến vào chính giới dối giết nhìn anh, phòng ánh mắt mập mờ, anh đều không chú ý, chỉ xài bước đi về phía trước, hai mắt di chuyển, muốn tìm bóng dáng của đạt khoa, lại thật bất ngờ nhìn thấy ở đầu kia lan can, một cô gái hấp dẫn đang trò chuyện với đạt khoa thật vui vẻ, anh lập tức sửng sốt thì ra ngài cùng đi với quốc vương đến quốc nội du ngoạn. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn anh, nói. Đạt Khoa nhìn đường Khả Hinh thật sâu, mùi thơm làm anh say mê, đáp nhẹ đúng vậy. Đường Khả Hinh khẽ gật đầu, sau đó mắt to lóe lên, nhìn thấy Đạt Khoa nhìn mình chầm chầm, rốt cục cô một chút nghi hoặc, gọi nhỏ, excuse me. Đạt Khoa nghe cô gọi nhỏ, liền xin lỗi nói, thật xin lỗi. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt Đạt Khoa, ẩn nhấn cúi đầu uống rượu, lại bày tỏ quan tâm hỏi, lúc này tôi đi tới, nhìn thấy ngài một mình đứng ở mép thuyền, vẫn còn ngạc nhiên, ngài có tâm sự. Chấm ngoặc kép, đạt khoa không lên tiếng, khuôn mặt trải qua tăng thương, lộ nụ cười bình tĩnh. Đường khả hình nhìn anh một cái, cũng không lên tiếng, nâng rượu đỏ lên, khẽ hấp một ngụm, lại nhìn thấy trước mặt có một người đàn ông chừng 25-26 tuổi, đứng ở đầu kia bong thuyền, hết sức cuồng ngạo nhìn mình, cô khẽ chớp mắt, nâng rượu đỏ lên, ngửa mặt uống một hớp nhỏ. Cô thích mùi nước hoa hoa hồng xanh, Đạt Khoa nhìn Đường Khả Hinh, rốt cuộc hỏi. Đường Khả Hinh giống như có chút sững sờ, nhìn Đạt Khoa nói, không phải hết sức thích. Đạt Khoa nhìn cô chằm chằm. Đường Khả Hinh cầm rượu, nhìn Đạt Khoa, thật lòng mỉm cười nói, hoa hồng xanh, mặc dù xinh đẹp, nhưng cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Đạt Khoa nghe lời giải thích khác lạ, liền hỏi, vậy hôm nay tại sao cô muốn dùng nước hoa này? Đường khả hình nhìn anh, mỉm cười nói, ngài không cảm thấy, mùi thơm có thể giúp tâm trạng của mình sao? Đạt khoa không hiểu. Đường khả hình nâng ly rượu lên nhìn người đàn ông nơi xa, vẫn đứng ở đầu kia, nhìn mình chăm chăm. Cô bình tĩnh uống một ngụm rượu, nói, mùi quyết làm tinh thần sảng khoái, mùi bạc hà tâm trạng dễ chịu, mùi hoa hồng tăng cảm giác tình yêu, đinh hương lại làm người ta tuyệt vọng, hương lan tử, hạt é, làm cho người ta khát vọng tình yêu, mà hoa hồng xanh làm cho người ta hít thở không thông, nhưng lại là nguyên nhân làm kẻ khác say mê đó là tượng trưng cho cực hạn tình yêu đạt khoa nhìn cô chằm chằm đường khả hình quay đầu cũng có chút nghi ngờ nhìn anh cười nói thế nào ngài yêu thích mùi thơm tôi trên người đạt khoa vẫn không lên tiếng đường khả hình nhìn vẻ mặt anh chợt mỉm cười đạt khoa nhìn cô mỉm cười hỏi cô cười cái gì không có việc gì tôi đi trước chấm ngoặc kép đường khả hình nâng ly sắp tránh ra Vợ của tôi rất ưa thích mùi nước hoa này." Chấm ngoặc kép, Đạt Khoa đột nhiên nói. Đường Khả Hinh sững sờ, quay đầu, nhìn anh, cười nói, "Có thật không?" Cả đời cô ấy chỉ dùng một loại nước hoa này." Chấm ngoặc kép, Đạt Khoa nói. "Cô rất dũng cảm." Đường Khả Hinh nói nhanh. Đạt Khoa trầm ngâm nhìn cô, hỏi, "Tại sao?" Đường Khả Hinh mỉm cười nói, "Phụ nữ dùng nước hoa, phần nhiều hơn là vì đàn ông." Đạt Khoa nhìn cô, khẽ mỉm cười. Phụ nữ mê luyến nước hoa giống như mê luyến đàn ông, họ dùng nước hoa khác nhau, tạo ra tâm trạng khác nhau, dùng nó để thay thế mình, chút hết tình cảm và dục vọng của mình. Mà phụ nữ chỉ dùng một loại nước hoa chứng tỏ cô ấy không sợ bị chán ghét, vứt bỏ, không sợ bị quên lãng. Cho nên cô ấy là một cô gái rất dũng cảm." Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Đạt khoa không lên tiếng, hơi xoay người, nhìn ra biển rộng mênh mông. Đường Khả Hinh nâng ly nhìn anh hai mắt thoáng qua một chút không đành lòng trương bồi hiên đứng ở đàng xa nhìn đường khả hình mặc váy dài cúp ngực màu đỏ thẫm nâng ly đứng ở bên mạn thuyền đón gió váy dài tung bay lộ ra chân dài khiêu gợi bộ ngực tròn lẳng khít khao như ẩn như hiện hai mắt anh ta lập tức lộ ra ánh sáng mập mờ nhàn nhạt hỏi cô gái này là ai bạn gái của tổng giám đốc trang vệ sĩ ở phía sau trả lời trương bồi hiên lập tức quay đầu nhìn vệ sĩ kinh ngạc hỏi cái gì bạn gái của Tổng giám đốc Trang, vệ sĩ lại nói rất chắc chắn. Trương Bồi Hiên nhìn nửa khuôn mặt xinh đẹp của đường Khả Hinh, nhìn đạt khoa, ánh mắt che giấu sắc bén, sắc mặt của anh lập tức cứng rắn, nói, mau. Tìm ra Trang Hạo Nhiên, lập tức. Vâng, vệ sĩ lập tức phái người đến trên thuyền tìm người. Tầng 2 bong thuyền. Trang Hạo Nhiên từ cầu thang bong thuyền, nhanh chóng đi xuống, đi qua phòng nhảy đầm xa hoa tầng 2, đạp thảm màu tím, đi về phía hành lang bên trái, dựa theo tin tức nhận được, phòng viết số 2012 của Đạt Khoa. Mặt anh không lộ vẻ gì, cất bước đi về phía trước, vừa đi ánh mắt vừa di chuyển nhìn số phòng hai bên. Tân khách lui tới, ra ra vào vào cũng không có thiếu. Có một cô gái hấp dẫn mặc váy ngắn màu hồng, mới vừa từ trong phòng quốc vương đi ra, đang tựa tại cạnh cửa, lấy gương ra trang điểm lại, thấy Trang Hạo Nhiên đi qua, ánh mắt quyến rũ chợt lóe sáng. Trang Hạo Nhiên đi qua bên cạnh cô, trượt đá lông nheo một cái. Trái tim của cô gái khẽ nhảy lên, nhìn anh. Trang hạo nhiên mỉm cười nhanh chóng đi về phía trước, đã đi tới cuối, hành lang, bên trái là phòng số 2009, bên phải là số 2010, anh đột nhiên dừng lại, tựa vào hành lang bên này, ghé đầu nhìn cuối sang bên trái, quả nhiên phòng 2012 có vệ sĩ bảo vệ chặt chẽ, ánh mắt anh chợt lóe, thấy phòng 2009 đang treo bảng hiệu quét giọt, anh lập tức dùng thẻ mật mã đặc biệt của khách sạn, quét nhẹ qua, đinh một tiếng, đèn đỏ sáng lên, vặn cửa đi vào, mới đóng cửa lại. Cuối hành lang, lập tức đi qua 5 người mặc áo đen, tất cả đều là vệ sĩ tiếp nhận huấn luyện của quốc gia, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua, cũng hết sức có kinh nghiệm cầm máy điện đàm, căn dặn, lập tức điều tra, phòng khách số 2009 và 2010, có người vào ở hay không, nếu như có, thì vào lúc nào. Vâng, đối phương đáp. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên trong cửa, nghe âm thanh này, đột nhiên mỉm cười, lập tức xoay người, thấy trước mặt là phòng VIP hào hoa, phòng khách nhỏ, bày trí sang trọng, bình phong đầu kia chính là giường tròn to lớn, giường nệm hết sức xốc xách, ngay cả có thể ngửi thấy một mùi tình dục. Anh đột nhiên mỉm cười, lập tức cởi tây trang màu trắng của mình xuống, sau đó có đi qua tủ quần áo âm tường, đặt chung vào một số quần áo đàn ông, nhìn những bộ tây trang rất khó coi, tây trang màu trắng của mình rất đẹp. Anh chắt lưỡi lắc lắc đầu, nói, ánh mắt quá kém, không có cách nào so với tây trang của tôi. Anh nói xong, lập tức xoay người, đi về phía cửa sổ bên cạnh giường, biết tường đối diện chính là phòng của Đạt Khoa, ánh mắt lạnh lùng, lập tức kéo ra cửa sổ. Một tiếng oanh truyền đến. Du thuyền lập tức khởi hành, cánh quạt bắt đầu chuyển động. Một trận gió mãnh liệt thổi đến. Trang hạo nhiên nghiêng mặt tránh trận gió kia, theo bản năng tay chống bên cửa sổ, ló đầu ra ngoài, quay mặt sang, Quả nhiên thấy cửa sổ bên kia, chính là cửa sổ nhỏ gian phòng đạt khoa, xem bản vẽ chính là cửa sổ nhỏ toilet, vừa vặn. Anh lại ló đầu ra ngoài, cửa sổ bên này nhìn sang cửa sổ kia, tổng cộng một mét, vị trí trên bệ cửa vừa đúng có một xà ngang. Anh ngẫm nghĩ, lập tức đưa đến một cái ghế nhỏ đặt ở dưới bệ cửa sổ, đạp tới phía trước, vóc người tráng kiện thoát ra cửa sổ, tay nắm chặt xà ngang cửa sổ, đón gió. Trong lúc du thuyền khởi hành thì kéo cửa sổ gian phòng 2009. Đường Khả Hinh cầm rượu đỏ, cùng đạt khoa trò chuyện về mùi hương cảm thấy thú vị, lúc dù thuyền đang khởi hành, vừa muốn uống rượu, lại ngửi được một mùi đinh hương càng nồng nặc ở bên cạnh, cô sững sờ, theo bản năng cầm ly rượu, hơi nghiêng mặt ngửi mùi nước hoa này từ nào truyền đến. Cô khẽ nhăn mày, mượn sức gió biển thổi mạnh, hòa mùi thơm, hơi nghiêng người tới trước, loáng thoáng nhìn xuống dưới, sau đó không thể tưởng tượng nổi, trợn mắt nhìn thấy trang hạo nhiên có thể hứng gió biển thổi mạnh, đứng ở bên xà ngang cánh cửa sổ, Ngón tay hơi nắm sà ngang, từ từ di chuyển về phía cửa sổ bên phải, nguy hiểm giống như xiết dây trên cao, chỉ cần hơi không cẩn thận, người rơi xuống, nhất định sẽ bị cánh quạt mới vừa khởi động cuốn vào, không chết cũng tàn tật. Chân của cô loạn choạng, người thiếu chút choáng váng. Cô không có sao chứ? Trương Bồi Hiên lập tức đưa tay, đứng ở bên cạnh lan can, đỡ đường khả hinh. Cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn Trương Bồi Hiên, mới vừa rồi nhìn thấy anh trong hình, sắc mặt của cô lập tức tái nhợt. Cô làm sao vậy? Trương Bồi Hiên hết sức lấy lòng, cũng như người tới trước, muốn nhìn dưới thuyền, nói, nhìn thấy gì? À, đường khả hình lập tức giống như bị chặt chân, nhào vào trong ngực Trương Bồi Hiên. Trương Bồi Hiên lập tức đưa hai tay ra, ôm nhẹ thân thể nhỏ nhắn của cô, căng thẳng hỏi tiểu thư. Trương 443, Côn Ti 1980 Đường khả hình tựa vào trong ngực Trương Bồi Hiên, nghĩ tới không biết Trang Hạo Nhiên có thể bị nguy hiểm hay không, trái tim của cô nhảy thình thịch, sắc mặt lập tức tái nhợt, lúng túng nhẹ nhàng tránh thoát ngược của anh, xin lỗi cười nói, không có việc gì, hơi chật gót chân, thật xin lỗi. Trương Bồi Hiên cũng chăm chú nhìn cô, mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ, đứng ở trong gió, nhẹ vén tóc bên chán. cô không sao chứ, có phải gió quá lớn hay không? Đạt Khoa nhìn Đường Khả Hinh, tỏ vẻ quan tâm. Trương Bồi Hiên nghe vậy, liền im lặng cởi tay trang của mình, phủ đem cho cô không cần chấm ngoặc kép đường khả hình nhìn anh khẽ mỉm cười nhẹ giơ tay bảo nhân viên phục vụ đem áo lông thú của mình tới vị tiểu thư này là bạn gái của tổng giám đốc trang trương bồi hiên nhìn đường khả hình khẽ mỉm cười hỏi đường khả hình ngẩng đầu lên hai mắt xẹt qua một tia dịu dàng cười nói đúng vậy lúc này đạt khoa mới có chút giật mình nhìn cô đạt khoa tiên sinh đã lâu không gặp Trương Bồi Hiên mỉm cười hướng Đạt Khoa vươn tay, cười nói: "Xin chào, Trương tiên sinh." Chấm ngoặc kép, vẻ mặt Đạt Khoa nhàn nhạt bắt tay với anh, "Chuyện đất đai không nên bàn vào thời gian giải trí." Khoảnh khắc tuyệt vời như vậy, sao lại không thấy tổng giám đốc Trang đi cùng? Trương Bồi Hiên nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười hỏi: "Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, mới cười nói, "Anh ấy có rất nhiều bạn, hơn nữa thảo luận đều là đề tài tôi cảm thấy không quá hứng thú." cho nên tôi đi tới đây hóng gió một chút tôi cũng không rõ lắm anh ấy đi nơi nào cô nói xong liền theo bản năng nhìn tới phía trước nhưng phát hiện mùi đinh hương vẫn còn bay chán cô khẽ dịn mồ hôi lạnh nghĩ tới người nọ vẫn còn ở bên ngoài làm gì trang hạo nhiên đứng ở bên ngoài du thuyền đón gió mãnh liệt muốn kéo cửa sổ toilet nhưng kéo không ra anh chửi một câu xít phòng tắm ở trên thuyền anh ta cũng muốn đóng cửa sổ anh không tin ở giữa trời gió lạnh, cắn răng dung sức kéo cánh cửa sổ. Trương Bồi Hiên cũng lưu ý nhìn phía trước, mỉm cười nói, anh ấy sẽ không. Ở ngoài thuyền chơi trò trốn tìm chứ. Anh nói xong, trong chớp mắt, cả người nhìn xuống dưới thuyền. Trái tim Đường Khả Hình cũng ầm một tiếng, nhảy lên, sắc mặt lập tức tái nhợt. Trương Bồi Hiên nhìn phía dưới, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Đạt Khoa nhìn ánh mắt này, cũng tò mò nhìn xuống, nhìn phía dưới cabin du thuyền trống rỗng chỉ có sóng biển khổng lồ cuốn tới, mỉm cười nói, du thuyền của tập đoàn hoàn cầu thật sự có thể so với con tàu Titanic. Trương Bồi Hiên mỉm cười. Đường Khả Hinh nghe được giọng điệu bình thản của bọn họ, trái tim giống như được nhặt trở lại, chợt quay đầu, quả nhiên nhìn bọn họ bình tĩnh nhìn nhau cười, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới có phải người nọ đã tiến vào rồi hay không. Toilet phòng số 2012. Trang Hạo Nhiên không tin nổi đứng ở trong phòng rửa tay bình tĩnh nhìn trong bồn tắm massage khổng lồ trước mặt một mỹ nhân mái tóc đen dài nhắm mắt lại đeo tai nghe hơi mỉm cười lắng nghe âm nhạc trong tai nghe truyền ra tay nâng một ly rượu đỏ nhẹ nhàng đong đưa đám bọt xà phòng bao trùm ở trên bồn tắm có chút tiếng động eva mở mắt nhìn tới trước bên trên cửa sổ một chai tinh dầu nho nhỏ rơi xuống cô cũng không có để ý nhắm mắt lại trang hạo nhiên đã rơi xuống cửa sổ đứng ở trong bước màn màu tím thật may nơi này là phòng tắm, anh lau mồ hôi trên chán, mới nghiêng mặt nhìn sang, lại phát hiện Eva mở mắt, để rượu rượu đỏ xuống, từ trong bồn tắm muốn đứng lên, anh nhanh chóng xoay người, không tiếp tục nhìn. Eva thân thể trần chuồng, nhẹ nhàng đứng lên, gạt nhẹ vòi sen phía trên bồn tắm, trực tiếp tắm rửa. Trang hạo nhiên thở vào nhẹ nhóm, thượng đế bảo vệ, mình đi tới hôm nay, tại sao có thể không cảm ơn vận số. Eva tắm xong, liền cầm khăn tắm lên, quấn nhẹ quanh người, đi ra ngoài. Trang hạo nhiên nghiêng mặt nhìn Eva đi ra ngoài, mình cũng lập tức đi theo ra ngoài, mới vừa muốn xông ra cạnh cửa. Cửa phòng tắm, lập tức mở ra. Eva mỉm cười cầm điện thoại di động, dùng tiếng Anh trò chuyện với người yêu của mình, hấp dẫn nói anh ta đang ở trên thuyền hóng gió. Lại đang nhớ người vợ chết đi của anh ta. Không sao, tối nay chúng ta vui vẻ. Cô cười rất quyến rũ, tay đặt bên thành bồn tắm, Muốn tìm tinh dầu của mình, nhưng không biết nghe nói cái gì, tay vô thức khẽ vuốt ve bộ ngực của mình lại cười khẽ. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên cửa, bất đắc dĩ cười khổ. Eva lại cười hài lòng, không nhịn được buông lỏng áo choàng tắm của mình, cả người trần chuồng chậm rãi ngồi ở bên thành bồn tắm, trên mặt sàn bóng loáng, vừa nghe điện thoại, vừa kích động vuốt ngực của mình, tay không nhịn được bóp nhẹ điểm hồng nhỏ. Trang Hạo Nhiên núp ở trong khe cửa, xoay mặt đi, thầm thở dài. A à, a à, a à, chấm ngoặc kép tay của cô đã đưa vào hai chân của mình nhắm mắt lại trọt vào bên trong trang hạo nhiên lắc đầu một cái im lặng không lên tiếng cũng không thèm nhìn trực tiếp nhẹ nhàng từ bên trong cửa đi ra nhanh chóng đi ra ngoài eva vừa đang kích tình vừa quay đầu nhìn cạnh cửa trống không liền không quan tâm nữa tiếp tục nghe âm thanh kích tình của người tình ở đầu kia tiếp tục chọc thẳng vào giữa hai chân mình trang hạo nhiên nghe thanh âm thực sự khó nghe nhanh chóng đi về phía phòng khách nhanh chóng nhìn lướt qua phòng khách và phòng ngủ liếc nhìn dương hành lý anh lập tức đi tới nhìn mật mã khóa máy vi tính anh khẽ mỉm cười lập tức từ trong túi quần lấy ra máy tính mini dùng mật mã của tô lạc hoành tiến hành giải password ngón tay nhanh chóng lướt trên máy tính trên thuyền đạt khoa tiên sinh chấm ngoặc kép trương bồi hiên nhìn đạt khoa mỉm cười nói tôi nghe nghe nói từ trước đến giờ ngài thích uống rượu đỏ hơn nữa hết sức chung ý trăm tám 1980, nhưng hiện ở trên thị trường, loại rượu này đã rất hiếm có. Đạt Khoa mỉm cười nói, đúng vậy, tôi sai người tìm loại rượu này, tốn không ít tâm tư, nhưng vẫn không có cơ hội nhìn thấy nó một lần. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng, chỉ nhẹ nâng ly rượu, nhẹ nhàng uống. Trương Bồi Hiên mỉm cười nhìn Đạt Khoa, nói, vừa vặn trong tay tôi có một chai Conti 1980, nghe nói đạt khoa tiên sinh thích cố ý mang đến hả quả nhiên đạt khoa hứng thú nhìn trương bồi hiên vui mừng cười nói có thật không đúng vậy trương bồi hiên bình tĩnh nhìn đạt khoa hết sức hài lòng và rất hứng thú liền mỉm cười nói hiện tại nó trong tủ rượu trên thuyền tối nay yến hội bắt đầu tôi sẽ sai người mang đến thưởng thức với ngài rượu đỏ quý giá thưởng thức trong bữa tiệc cũng quá lãng phí tiếng người ầm ý cũng sẽ sao lãng mùi vị của nó Đạt Khoa mỉm cười nói. Trương Bồi Hiên vừa nghe vậy, liền cười nói, nếu ngài không ngại, bây giờ chúng ta sẽ mở chai. Đây chính là một ngày tốt hiếm có. Đạt Khoa vừa nghe, hai mắt lóe lên mãnh liệt, mỉm cười gật đầu. Đường Khả Hinh đứng bên cạnh, hai mắt hơi lóe lên, nâng ly rượu, ngửa mặt uống một ngụm. Đường Tiểu Thư, cùng nhau đi chứ, Trương Bồi Hiên nhìn đường Khả Hinh, hai mắt sắc bén chợt lóe. Mặc dù nhìn chúng cô gái này, nhưng anh nghi ngờ cô là trợ thủ của Trang Hảo Nhiên. Đường khả hình lại khẽ mỉm cười, hơi gật đầu, nói không cần. cảm ơn ngài, công ty 1980, đây chính là rượu đỏ tuyệt vời hiếm thấy, chúc các người thưởng thức vui vẻ. Đạt Khoa giống như có chút không muốn, nhìn đường khả hình thật sâu. Đường khả hình chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, không chút nào muốn tham gia. Đạt Khoa nhìn ra ánh mắt cô không muốn, cũng không miễn cưỡng, khẽ gật đầu với cô liền xoay người vừa muốn đi qua bên cạnh cô đi trước ly rượu của đường khả hình chợt nghiêng vào trong lập tức dịch rượu vẩy lên váy đỏ cô khẽ kêu lên một tiếng dưới ánh mắt tân khách ở đầu kia khổ não nhìn váy đỏ thấm của mình rượu vẫy lên vừa vặn rơi vào trước ngực của mình cô khổ não nói làm thế nào váy của tôi đạt khoa lập tức xin lỗi nhìn cô nói thật xin lỗi đường tiểu thư không có việc gì chấm ngoặc kép đường khả hình cười có chút miễn cưỡng lại khổ não nhìn một mảng ướt nhẹp trước ngực mình trương bồi hiên lập tức cởi tay trang của mình xuống khoác lên trên người của cô hơi bỏ đi nghi ngờ cô phong độ thân sĩ nói coi chừng bị lạnh ánh mắt anh không nhịn được rơi vào bờ ngực trắng nõn của cô vài giọt rượu đang lăn xuống mặt của đường khả hình ửng đỏ nhẹ nhàng mở tay trang che mình mới ngượng ngùng nói cảm ơn lạnh không trương bồi hiên đến gần cô một chút không có việc gì chấm ngoặc kép Đường khả hình cố ý đứng khoảng cách anh một chút, tỏ vẻ dè dặt. Anh hài lòng nhìn cô. Đường tiểu thư, chấm ngoặc kép, đạt khoa có ấn tượng hết sức tốt đối với đường khả hình. Xin lỗi nói, thật xin lỗi, bởi vì tôi thô lỗ, vẩy trên váy của cô, như vậy đi, mời mọc không bằng vô tình gặp được. Cùng đến phòng khách của tôi, tôi bảo người đưa cho cô một chiếc váy, coi như tôi xin lỗi. À, chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút ngượng ngùng nhìn anh, vẫn còn do dự cô yên tâm đạt khoa mỉm cười nói vợ tôi đang ở phòng khách sẽ không có hiểu lầm yên tâm một chút nữa tổng giám đốc trang tới tôi tự nhiên giải thích cho cậu ấy đường khả hình nghe vậy liền khẽ mỉm cười nói vậy cũng tốt trương bồi hiên nghe đường khả hình chấp nhận đi liền nhìn cô chằm chằm hơi giơ tay nói đường tiểu thư tôi cũng có lỗi một phần cùng nhau đi mời hai người đàn ông cùng mời cô đường khả hình liền mỉm cười gật đầu cùng bọn họ đi xuống du thuyền, đi qua bên cạnh nhân viên phục vụ vẫn không quên mỉm cười nói một câu, thấy tổng giám đốc trang, mời anh ấy đến phòng khách của đạt khoa tiên sinh, tìm tôi. Vâng, nhân viên phục vụ đáp lời. Đường khả hình không lên tiếng nữa, lúc đi cùng hai người đàn ông, từng bước từng bước đi xuống phía dưới du thuyền, vừa đi vừa nghĩ trang hạo nhiên chuẩn bị xong chưa. Đi ra chưa, cô có chút gấp gáp, hai mắt mãnh liệt xoay tròn. Trương Bồi Hiên vừa đi về phía trước, vừa nhìn cô. Đường khả hình cảm giác ánh mắt của anh không ổn, liền hơi ngẩng đầu lên, khẽ nhìn anh. Anh mỉm cười. Đường khả hình cũng mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước. Ba người đi xuống phòng nhảy đầm lầu 2, dọc theo hành lang dài đi tới, sắp đi tới phòng 2009, hai mắt đường khả hình nhanh chóng chợt lóe, theo mùi hương trang hạo nhiên để lại, biết người nọ vẫn còn ở trong phòng khách, áo khoác tây trang trên người cô không tự chủ chảy xuống, cô kêu lên một tiếng ôi, cổ và bả vai hấp dẫn nhất thời lộ ra. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn bọn họ, nói xin lỗi. Không có việc gì, chấm ngoặc kép, trương bồi hiên không người xuống nhà Tây Trang lên, ngửi được mùi nước hoa hoa hồng xanh, nói thơm quá. Đường khả hình khẽ mỉm cười. Bên trong phòng, Trang hạo nhiên mới vừa lục lọi dương hành lý, không có, phải tìm kiếm tủ sắt, nhưng chợt ngửi được một mùi nước hoa hoa hồng xanh, anh nhanh chóng ngẩng đầu lên, theo bản năng hít một cái, mùi vị đó càng ngày càng gần, anh lập tức đứng lên. Cửa phịch một tiếng mở ra. Ba người đứng ở bên cửa, nhìn tới phía trước. chương 444, giả. Hai mắt đường khả hình mãnh liệt quét ngang cả gian phòng trống rỗng, trong lòng căng thẳng, nhanh chóng đi tới, che lấp mùi hương. Trương Bồi Hiên nhìn lướt toàn bộ không gian, ánh mắt chợt trở nên sắc bén. Mời vào, chấm ngoặc kép, Đạt Khoa mỉm cười nhìn hai người bọn họ, nói. Đường Khả Hinh và Trương Bồi Hiên rối rít mỉm cười gật đầu, liền chậm rãi đi vào. Phịch một tiếng, từ toilet truyền đến. Sắc mặt của đường Khả Hinh lập tức tái nhợt. Ánh mắt sắc bén của Trương Bồi Hiên lập tức nhìn sang phòng tắm. Đa Linh, Eva chỉ khoác áo choàng tắm đi ra, nhìn bên trong phòng khách, cô ồ một tiếng, nắm chặt khăn tắm màu trắng trên ngực, nhanh chóng đi vào. Đường Khả Hinh thở phào nhẹ nhõm, xin lỗi chấm ngoặc kép trương bồi hiên cũng hơi xoay người nhìn đạt khoa cười miễn cưỡng xin lỗi đạt khoa cũng mỉm cười sau đó xoay người đi vào phòng tắm nói mấy câu đường khả Hinh đứng ở trong phòng hai mắt vẫn mãnh liệt di chuyển xung quanh không gian yên tĩnh khứu giác mãnh liệt theo bản năng hít mùi đinh hương hơi nghiêng mặt ánh mắt vừa định rơi vào một tấm màn ba lớp thật dày trên cửa sổ sát đất bóng dáng đẹp trai của trương bồi hiên nhất thời ngăn ở trước mặt của đường khả hình nhìn cô khẽ mỉm cười. Đường Khả Hinh nhìn anh, dịu dàng mỉm cười. Trương Bồi Hiên từng bước từng bước đi về phía đường Khả Hinh, hai mắt xẹt qua một chút ánh sáng mập mờ nhưng vô cùng sắc bén. Đường Khả Hinh không lên tiếng, mang giày cao gót một tất hai từng bước từng bước đạp, lui về phía sau. Trang Hạo Nhiên đứng ở trong rèm cửa sổ dày, nhìn tên nhóc Trương Bồi Hiên đi về phía đường Khả Hinh sắp dán bên cửa sổ, hai mắt của anh nhíu lại, lập tức lộ ra ánh sáng không vui đường khả hình lại bình tĩnh mỉm cười im lặng tựa vào trước cửa sổ sát đất lúc trương bồi hiên sắp sửa dán vào mình vừa muốn cúi đầu hôn thì cô nhẹ nhàng cong chân phải giày cao gót đạp nhẹ mặt tường đầu gối khẽ ngăn người đối phương dán tới trương bồi hiên dừng lại động tác im lặng nhìn cô đường khả hình cũng ngẩng đầu lên quyến rũ nhìn anh mỉm cười nói cậu chủ trương anh có chuyện muốn nói với tôi sao trương bồi hiên im lặng nhìn đường khả hình ánh mắt thâm thúy xẹt qua một chút kích thích khiêu thích, chậm rãi vươn tay, véo nhẹ cằm của cô, cảm tính, dịu dàng nói, đối với tôi. Không có cảm giác sao? Đường khả hình nhìn anh, đột nhiên mỉm cười, im lặng. Trang hạo nhiên nghiêng mặt, nhìn Trương Bồi Hiên, trong thân thể sắp tràn ra lửa giận. Đường khả hình giống như biết Trang hạo nhiên tức giận, liền mỉm cười nói, cậu chủ Trương, tôi biết rõ anh luôn thích nói đùa, nhưng đừng đùa kiểu này, tôi là bạn gái của tổng giám đốc Trang. Trương Bồi Hiên xem thường nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn anh, vẫn mỉm cười, nói, "Lần trước tôi từng có gặp mặt cha của anh một lần, ông ấy còn muốn thu nhận tôi làm con gái nuôi, xem ra giữa duyên phận giữa tôi và anh không cạn." Cho tới hôm nay hảo cảm của tôi tăng lên gấp bội. Trương Bồi Hiên nghe đến cha, cũng chăm chú nhìn cô gái này, nhưng cũng không dám làm loạn nữa. Đường Khả Hinh quyến rũ cúi đầu, nở nụ cười tươi. Đường tiểu thư, chấm ngoặc kép, tiếng của đạt khoa từ trước phòng tắm chuyển đến. Trường Bồi Hiên và đường Khả Hinh lập tức hơi tách ra, cùng nhau cười nhìn về phía đạt khoa. Xin lỗi, để cho mọi người chờ lâu. Mời ngồi, chấm ngoặc kép, đạt khoa mỉm cười cùng Eva mặc váy ngắn màu vàng bó sát người, hấp dẫn phong tình đi ra, mời bọn họ ngồi. Đường Khả Hinh vừa nghe, liền mỉm cười hơi cúi đầu, đến ngồi ở trên ghế salon gần trước cửa sổ sát đất, Nâng nhẹ đùi phải về phía bên phải, ngồi rất khiêu gợi. Trương Bồi Hiên bên ngồi ở đối diện với cô, Đạt Khoa ngồi ở ghế salon một người, Eva ngồi ở thành ghế salon, dựa vào chồng, có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn cô, dịu dàng mỉm cười. Eva cũng cười nhạt, lại nhìn Trương Bồi Hiên cao lớn đẹp trai, hai mắt lập tức sáng lên. "Đường tiểu thư." chấm ngoặc kép, Đạt Khoa nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nói, tôi đã căn dặn Eva đến cửa hàng nhãn hiệu quen thuộc, đặt mấy bộ váy lễ phục cho cô, sau đó cô có thể chọn bộ cô thích. Cảm ơn, đường khả Hinh mỉm cười gật đầu. Đạt khoa tiên sinh, chấm ngoặc kép, trương bồi hiên nhìn đạt khoa, mỉm cười nói, không bằng chúng ta thừa dịp trời trong nắng ấm, lúc có giai nhân làm bạn, thưởng thức trước chai côn ti 1980, 32 năm, như thế nào. Hôm nay tâm trạng của đạt khoa rất khác thường, liền gật đầu, cười nói tốt. Trương Bồi Hiên vừa búng ngón tay, bảo trợ lý đi tới, căn dặn anh ta, lập tức bảo quản lý quầy rượu trên thuyền, lấy chai con ti 1980 quý giá tới đây cho tôi. Trợ lý lập tức gật đầu, nhanh chóng xoay người, đi ra ngoài. Trương Bồi Hiên thừa dịp này, tán gẫu với Đạt Khoa một chút chuyện giải trí lý thú trong nước, Eva vừa đi chuẩn bị món ăn Bhutan, dùng để chiêu đãi tất cả khách, lúc đi khỏi, hôn nhẹ trên mặt Đạt Khoa. Đường khả hình tránh ánh mắt cô, giả vờ như có chút nhàm chán, mỉm cười ngửa mặt nhìn hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt lập tức quét tới trang hạo nhiên, quả nhiên núp ở trong rèm cửa sổ, nhìn mình chăm chăm, cô thở dài một hơi, liếc về phía đạt khoa khẽ mỉm cười, lại dùng khóe mắt nhìn trang hạo nhiên, ánh mắt hỏi, lấy đồ được không? Trang hạo nhiên nhìn cô, lắc đầu một cái, cảm thấy nản lòng, đường khả hình bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế salon, vẻ mặt lộ ra lo lắng, nhìn Đạt Khoa và Trương Bồi Hiên, bọn họ đang sôi nổi tán gẫu, cô chớp mắt, lại nghiêng mặt thật cẩn thận nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lập tức nhìn đường khả hình, âm thầm đưa ra hai ngón tay, chỉ về phía Đạt Khoa, ra giấu đi. Đường khả hình chớp mắt, có chút hiểu ý gật đầu, ý là để cho bọn họ đi khỏi gian phòng này. Lúc này Trang Hạo Nhiên lấy ra một cái chai nho nhỏ màu nâu, nhẹ nhàng để trên mặt đất, dày ra đá tới. Đường Khả Hinh lập tức nhìn Trương Bồi Hiên, lúc này anh cũng vừa khéo mập mờ nhìn mình, cô chớp mắt chớp mắt, cười ngọt ngào. Trang hạo nhiên âm thầm, dùng giày ra đá cái chai nho nhỏ, lăn về phía đường khả hinh. Đường khả hinh ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn bọn họ, cảm thấy có một vật kịp chạm đến giày cao gót, cô lập tức nắm vật đó, cẩn thận giấu vào bên trong ghế salon. Trái tim sắp nhảy ra ngoài. Đường khả hinh không nhịn được thở dài một hơi, tiếng gõ cửa vang lên, cô khẽ chớp mắt, nhìn lý quản tủ rượu, cẩn thận bảo nhân viên phụ vụ đẩy xe thức ăn đi tới, trên bàn quả nhiên để một chai côn ti 1980, trong đầu của cô, nhanh chóng xoay tròn, suy nghĩ biện pháp gì để cho bọn họ nhanh chóng ra khỏi phòng. Trong ánh mắt mong đợi của Đạt Khoa, quản lý quầy rượu vừa muốn đeo bao tay trắng, mở chai. Không cần, chấm ngoặc kép, Đạt Khoa mỉm cười đưa tay ngăn cản, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, nói tôi tự mình làm. Quản lý quầy rượu có chút không hiểu nhìn Đạt Khoa đi ra đi, chấm ngoặc kép, trương bồi hiên hiểu ý, đây là biểu hiện của người yêu rượu. Vâng, chấm ngoặc kép, quản lý quầy rượu im lặng đi ra ngoài. Đạt khoa lập tức vui vẻ đứng lên, nói một câu chờ một chút, liền trực tiếp đi về phía quầy ba, lấy bình giải rượu hồ lô và dụng cụ mở chai, vừa tán gẫu với trương bồi hiên vừa mở chai, xoay tròn vào nút gỗ sồi, một mùi thơm hơn trăm năm bay ra, mùi thơm lan ra làm cho người ta không kiềm chế được. Đường Khả Hinh ngửi được mùi rượu đỏ, thân thể lập tức bình tĩnh, thậm chí hai mắt phát ra ánh sáng say mê. Rượu ngon, chấm ngoặc kép, Đạt Khoa ngửi mùi thơm bay ra, cũng hết sức không tin nổi, thỏa mãn cười nói. Trương Bồi Hiên cũng hài lòng mỉm cười. Nắp chai mở ra, một mùi thơm nhanh chóng lan ra, mùi quyết, đinh hương, yên chi, lập tức quyện vào toàn bộ không gian. Đạt Khoa hưng phấn đốt nến lên, ở dưới ánh nến, dùng phương pháp giải rượu truyền thống, nhanh chóng rót rượu đỏ trong bình vào bình giải rượu thủy tinh. Rượu ngon ngủ say mấy chục năm, cuối cùng mùi thơm hoa hồng xanh, bá đạo, mãnh liệt sông đến. Đường khả hình theo bản năng nhớ tới lời của Vitus, buông lỏng chính mình, bản thân bình tĩnh, không ý kỵ, không cứng rắn, không chờ mong, mới có thể làm cho rượu đỏ sinh ra cảnh giới cao nhất, mặt của cô lộ ra ánh sáng bình tĩnh, lại muốn dùng cách của riêng mình cạnh tranh tài rượu đỏ, ánh mắt cô như nghĩ tới điều gì, lập tức sáng lên, trong đầu giống như tia chấp, thoáng qua Vitus và mình cũng ly, mình bởi vì chống đỡ không được, phun rượu trên người của ông, Vitus bất mãn tránh ra, trong đầu lại lóe lên một hình ảnh khác. Lauren hiền lành mỉm cười nhìn mình, nói cô phải tin tưởng Vitus tiên sinh là một người yêu rượu, ông ấy sẽ không cầm một chai con ti 120 năm nói đùa với cô. Chỉ là một chai lá pi Cabernet Sauvignon gần 8 năm bị thất bại. Ông ấy thu mua 120 bình, lừa được 119 học trò, chỉ có tổng giám đốc trang phát hiện ra. Đường khả hình chợt nhìn đạt khoa, anh đã giải rượu xong, mùi thơm này. Cô theo bản năng hít mùi thơm này. Đường tiểu thư, đạt khoa cầm một ly côn ti 1980, tự mình đưa về phía đường khả hình, mỉm cười nói, nếm thử một chút côn ti năm 1980. Trong đầu đường khả hình thoáng qua chủ ý, chợt mỉm cười vươn tay, nhận lấy ly rượu kia, nói cảm ơn. Cạn ly, chấm ngoặc kép. Đạt khoa nâng ly về phía hai người, mỉm cười nói. Cạn ly, chấm ngoặc kép, Trương Bồi Hiên và Đường Khả hình cùng nâng ly, cúi đầu uống côn ti 32 năm. Quả nhiên rượu ngon, chấm ngoặc kép, Đạt khoa kích động nâng ly, nhìn Trương Bồi Hiên vô cùng hưng phấn cười nói, mùi vị tôi tìm kiếm nhiều năm. Sốt cuộc, tìm được rồi, cảm ơn ngài, Trương Tiên Sinh. Trương Bồi Hiên khẽ nâng ly, nở nụ cười. Đường Khả hình lại bình tĩnh nâng ly, cúi đầu uống một ngụm, con người xoay tròn phát ra ánh sáng thăm thẳm, trên mặt lộ ra nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn hai người đang hưng phấn, đột nhiên lạnh nhạt cười nói, chai rượu này là giả. Trương Bồi Hiên và Đạt Khoa đồng thời khiếp sợ quay đầu, nhìn đường Khả Hinh, nói cái gì? Giả. Đường Khả Hinh nhìn bọn họ, trên mặt lại lộ ra khẳng định, nói chai rượu đỏ côn ti 1980 này. Là giả. Trương 445, chuyện bất ngờ. Giả. Trương Bồi Hiên nhanh chóng nhìn Đường Khả Hinh, nghiêm nghị nói, "Không thể nào. Tại sao nó có thể giả? Đây chính là côn ti 1980 tôi vượt qua rất nhiều trắc trở mới lấy được một chai, chai rượu này, mặc dù không là loại tốt nhất mấy chục năm qua, nhưng mùi vị cũng đặc biệt nhất đấy. Không có rượu nào có thể giả mạo mùi vị của nó." Đạt Khoa cũng nhanh chóng thưởng thức dịch rượu, lại khẳng định nhìn Đường Khả Hinh, nói, "Đường tiểu thư, tôi không biết cô có phải là người yêu rượu hay không." thế nhưng loại rượu này chính xác là thật. Đường Khả Hinh khẽ cúi đầu mỉm cười, nhớ tới Vitus hỏi mình, cô muốn làm một nghệ thuật gia hay một ảo thuật gia. Hai tròng mắt của cô khẽ xoay tròn, một chút ý nghĩ vụt lên, ngẩng đầu lên nhìn Đạt Khoa, khẽ mỉm cười, đã tính trước nói, tôi tin tưởng các vị đều là người yêu rượu, nhưng thế giới này có ai có thể nếm hết rượu đỏ khắp thiên hạ. Đạt Khoa cùng Trương Bồi Hiên nhìn cô. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn hai người bọn họ, nói, mà tôi. Vừa vặn ngày hôm qua, mới nếm được một chai lá pi Cabernet Sauvignon, 8 năm thất bại, có mùi vị tương tự như chai Conti 1980, này, suýt nữa tôi cũng bị lừa gạt. Sắc mặt đạt khoa lập tức thay đổi, nhìn đường khả hình, nghiêm túc hỏi cô nói thật hay giả. Đường khả hình đột nhiên mỉm cười, nhìn anh, bình tĩnh nói, nếu như ngài không tin, tôi có thể sai người đến bộ rượu của Hoàn Cầu. Mang một chai lá pi 8 năm cuối cùng, thử một chút. Mặc dù hôm qua mới giải rượu, mùi rượu bị bốc hơi, nhưng tôi đã bảo quản rất tốt. Trương Bồi Hiên không thể tin nổi nhìn đường khả hình. Đạt Khoa cũng thâm trầm nhìn đường khả hình. Rất xin lỗi, tôi vội ý làm phiền thời khắc lãng mạn này, nhưng đối mặt rượu đỏ, những người nhiệt tình như chúng ta đây cũng không thể thổi phồng cho một số doanh nhân vô đạo đức chứ. Bọn họ cũng không biết rằng dùng, sự thiếu hiểu biết của chúng ta bóp chết trí tuệ bao nhiêu người trong chúng ta. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình nâng ly rượu đỏ, nhìn bọn họ, sắc lạnh léo, lộ ra diếu cợt, lập tức nghiêng ly, đổ rượu trên mặt sàn. Ánh mắt trương bồi hiên cứng lại nhìn cô. Lập tức phái người đến bộ rượu, lấy lá pi cabernet sauvignon 8 năm thất bại, đường tiểu thư thưởng thức, mang đến cho tôi. Đạt khoa phái thủ hạ, lập tức đi lấy chai lá pi cabernet sauvignon 8 năm. Cái gọi là thất bại rượu, cũng chỉ là mùi vị của nó không hợp với linh cảm của người thợ nấu rượu lúc ấy có một chút không khớp, nó cũng không tính là một chai rượu đỏ không tốt, nhưng bởi vì trùng hợp bất ngờ, vô cùng giống côn ti 1980, 120 năm. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lại khẽ mỉm cười nói. Trương Bồi Hiên tức giận nhìn đường khả hình. Lúc này sắc mặt của Đạt Khoa thật thối, ngồi ở trên ghế salon, không nói một câu. Đạt Khoa tiên sinh, Trương Bồi Hiên gấp gáp mới vừa muốn gọi anh. Đạt Khoa khoát tay, sắc mặt thật lạnh lẽo lúc này eva mới dẫn hai người người giúp việc đem điểm tâm chuẩn bị xong sắp sửa đi tới đạt khoa tức giận nói một câu tiếng bhutan giơ tay để cho cô lui xuống eva không dám chọc anh lập tức thu dọn điểm tâm ngay sau đó đi ra ngoài ánh mắt đường khả hình chợt lóe trên mặt lại lộ ra nụ cười hả hê không khí trong chớp mắt hạ xuống như đóng băng trang hạo nhiên đứng ở trong rèm cửa sổ nhưng mặt nhìn bộ dáng đường khả hình mỉm cười như đã tính trước nhíu mày thật chặt, bởi vì chai trăm tám 1980 bọn họ mới vừa uống, người mùi rượu, cũng biết là thật. Không đến bao lâu, quản lý bộ rượu vụ ở trong thời gian nhanh nhất, cầm lấy chai lá pi 8 năm ngày hôm qua Vitus tự mình giải rượu, tự mình đưa đến trước mặt của Đạt Khoa và Trương Bồi Hiên. Hai mắt đường khả hình chợt bén nhọn, lại nhớ tới Lauren nói chuyện này. Chỉ là một chai lá pi Cabernet Sauvignon gần 8 năm bị thất bại, ông ấy thu mua 120 bình, lừa được 119 học trò, chỉ có tổng giám đốc Trang phát hiện ra. liền đánh cuộc một lần. Nếu như tôi là ảo thuật gia, thì đánh cuộc một lần. Quản lý bộ rượu im lặng dẫn nhân viên phục vụ lui ra ngoài, đạt khoa nhanh chóng cầm lên chai lá bi Cabernet Sauvignon 8 năm, nhanh chóng rót hai ly rượu, tự mình cầm một ly, ở trên bàn nhanh chóng xoay tròn, sau đó nâng lên, uống một hớp, trong chớp mắt vào miệng, ánh mắt phát ra ánh sáng khiếp sợ. Trương Bồi Hiên cũng nếm thử một chút, càng thêm giật mình. Đường Khả Hinh im lặng bất động, nhìn bọn họ, tay, nắm chặt một góc ghế salon, trên trán khẽ dịn ra mồ hôi lạnh, thượng đế, giúp con với. Trương Tiên Sinh, chấm than ngoặc kép, đạt khoa chợt để ly rượu xuống, nhìn Trương Bồi Hiên, tức giận hỏi, đây là chuyện gì? Tại sao hai loại rượu, cùng một mùi vị? Đường Khả Hinh thở phào nhẹ nhõm, lại mạnh mẽ nhìn Trương Bồi Hiên. Chuyện này, Chấm ngoặc kép, Trương Bồi Hiên lập tức nhìn Đạt Khoa, hết sức gấp gáp nói, thật xin lỗi, Đạt Khoa tiên sinh. Tôi thật sự không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tôi tin chắc, chai rượu đỏ này là thật. Cậu chủ Trương, đường khả hinh hết sức đồng tình nhìn anh, nói tôi tin chắc đây không phải là vấn đề của anh, bởi vì lúc loại rượu này được tung ra thị trường, quá nhiều nhà máy, hiệu buôn vì dành món lợi cách xù, mà bắt trước thành phần của nó chế rượu giả, cho nên nếm không ra được, cũng là bình thường cô, chấm than ngoặc kép, trương bồi hiên tức giận nhìn cô. Đủ rồi, chấm than ngoặc kép, đạt khoa lập tức đứng lên, tức giận nói trương tiên sinh. Chuyện liên quan đấu thầu đất đai, tôi biết rõ cậu nhất định phải được. Nhưng tôi đã nói rồi, lúc tôi nghỉ ngơi, không nên tùy tiện mượn các loại thủ đoạn tới quấy giày. Hơn nữa còn dùng loại thủ đoạn này, nếu như tôi không phải tham lam mùi vị hoa hồng xanh, tôi cũng không trao đổi với loại người như ngài. Hôm nay thời gian đã đủ mời đi ra ngoài hiện tại tạm thời tôi không muốn gặp khách đạt khoa tiên sinh ngài nghe tôi giải thích chấm ngoặc kép trương bồi hiên nhìn đạt khoa lại gấp gáp muốn giải thích tôi không muốn nghe giải thích nữa chấm than ngoặc kép đạt khoa lại tức giận nói mời đi ra ngoài đường khả Hinh khẽ chớp mắt chỉ lộ ra nụ cười nhàn nhạt dương nhẹ bắp chân trắng nõn khiêu gợi thái độ hết sức nhẹ nhõm trương bồi hiên không có cách nào chỉ đành phải thở dài một hơi nắm chặt quả đấm cúi đầu nói, chuyện ngày hôm nay, tôi rất xin lỗi, tôi sẽ hạ lệnh điều tra tìm hiểu rõ. Anh nói xong, lập tức cầm bình giải rượu chứa la pi giống như đúc mang đi. Đường khả hinh phúc một tiếng, cười nhẹ. Cửa nhanh chóng mở ra. Nhân viên phục vụ đã đem lễ phục tặng đi vào, lại thấy Trương Bồi Hiên nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, đang sướng sở nhưng. Đường khả hình thấy cơ hội tới, liền khẽ mỉm cười, nói, đưa vào. Vâng, chấm ngoặc kép. Nhân viên phục vụ thật cẩn thận đưa vào tất cả lễ phục, nhưng khi nhìn thấy không khí không đúng, đứng ở giữa phòng khách, không biết nên làm sao. Đường tiểu thư, chấm ngoặc kép, mặc dù đạt khoa tức giận, nhưng vẫn xin lỗi nhìn Đường Khả Hinh, nói: "Tôi thật không ngờ, hôm nay thật xin lỗi, tôi không ngờ khách của tôi để cho cô chê cười." Đường Khả Hinh nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Không có việc gì." Điều này cũng thật không trách được Trương tiên sinh, bởi vì rượu luôn rất thần bí, nó có thể mê hoặc tâm trí của chúng ta cũng có thể mê hoặc phẩm hạnh và cá tính của chúng ta, tha thứ cho anh ấy đi. Thượng đế, tha thứ con đi." Đạt Khoa lập tức xin lỗi cười nói, mặc kệ như thế nào, vẫn phải nói tiếng xin lỗi với cô. "Lần sau có cơ hội, lúc gặp mặt lại, tôi nhất định muốn đích thân mời cô ăn cơm. Có thể cùng Đạt Khoa tiên sinh dùng cơm, là vinh hạnh của tôi." Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh mỉm cười đứng lên, nhìn Đạt Khoa, lại xin lỗi mỉm cười, nói "chỉ là có chuyện tôi muốn xin phép ý kiến của ngài một chút cô nói đi chấm ngoặc kép đạt khoa nhìn đường khả hình hỏi tôi chấm ngoặc kép đường khả hình nhẹ giơ tay về phía nhân viên phục vụ đang bưng lễ phục mới có chút lúng túng xin lỗi cười nói tôi có thể cần một chút thời gian thay quần áo mới có thể đi khỏi gian phòng này đạt khoa lập tức hiểu ý liền mỉm cười nói xin lỗi tôi không nghĩ tới bởi vì vợ không có ở đây vậy tôi đi ra ngoài trước cô từ từ thay vệ sĩ của tôi và người giúp việc đang ở bên ngoài. Tốt, chấm ngoặc kép, đường khả Hinh mỉm cười nói dứt lời, nhìn đạt khoa rốt cuộc cũng đi ra ngoài, cô thở phào nhẹ nhóm, lập tức đi tới, một tay cầm váy dài cúp ngực màu trắng nhân viên phục vụ đưa vào, nói nhanh, nơi này không cần cô phục vụ. Mau đi ra. Vâng, nhân viên phục vụ có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đi ra ngoài. Đường khả Hinh nhìn nhân viên phục vụ đi ra ngoài, lập tức nhào qua, trong chớp mắt khóa trái cửa lại, kêu to ra ngoài. Trang Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm đi ra, nhìn Đường Khả Hinh, vui mừng mỉm cười. Đường Khả Hinh cũng gấp gáp nhìn anh, kêu to, anh còn cười. Mau lên. Cô nhóc cũng gạt người. Trang Hạo Nhiên lập tức đi tới bên cạnh tủ sắt của Đạt Khoa, lấy máy vi tính cầm tay, lại dùng hệ thống giải mã, chuẩn bị giải mật mã, ngón tay vừa chuyển động, vừa nói mới vừa cô vợ kia rất ồn ào. Có ý gì? Đường Khả Hinh vừa chú ý âm thanh bên ngoài vừa quỳ trên mặt đất, căng thẳng nhìn anh. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên không nói chuyện, ánh mắt vẫn chăm chú, căng thẳng giải mã. Tôi hỏi anh có ý gì? Sẽ không đem người ta. Chấm ngoặc kép, đường khả hình cảm thấy giọng điệu của anh có chút không bình thường, trợn to hai mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô một cái, tiếp tục căng thẳng giải mã nói cô nghĩ đi nơi nào vậy? Tôi mới không đói bụng ăn quàng, cô ta có đàn ông bên ngoài, mới vừa dùng điện thoại Xs không thể nào Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên nói tôi nhìn thấy hai người bọn họ rất ân ái đấy cô nhìn ai cũng ân ái cho nên cô gấp chọn người Trang Hạo Nhiên không có thời gian để ý đến cô ngón tay đang nhanh chóng đăng nhập nhìn tám mật mã đã giải bốn liền nhanh chóng nói mau à Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên không hiểu hỏi cái gì cô không thay quần áo ở chỗ này làm cái gì Trang Hạo Nhiên nhìn cô, nói nhanh. "A, à, đúng, đúng." Chấm than ngoặc kép, Đường Khả hình lập tức nhảy dựng lên, nhào tới trên ghế salon, nắm váy đạt khoa sai người mua lại, chạy vào phòng tắm, nhanh chóng cởi váy đỏ thấm, chỉ mặc váy lót trong suốt, lại cầm váy dài cúp ngực màu trắng, vừa mở ra, cô bắt trước Trang Hạo Nhiên, còn muốn khom lưng mặc lên, cửa phòng tắm, phịch một tiếng mở ra. Trong mắt cô trừng to, mới vừa muốn kêu lên, Trang Hạo Nhiên đã nhanh chóng đè cô ở trên tường tay bưng chặt miệng của cô, chân phịch một tiếng, đạp cửa, đóng lại. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 445.